Kiếm Lai, tập 86. Qua biên cảnh ải dã phu, coi như đã rời khỏi quốc cảnh Đại Ly. Ở trước khi tới Đại Tùy, còn cần xuyên qua một dải Tây Bắc Hoàng Đình Quốc Vụ thuộc Đại Tùy trước, đại khái có 1.200 dặm lộ trình. So với dân chúng phố phường Đại Ly thích nói quan thoại Đại Ly, đối với nhã ngôn chính thống Bảo Bình Châu thường thường không quen thuộc. Đại Tùy và Hoàng Đình Quốc văn hóa phong cách càng thêm đồng đậm, hầu như mỗi một người đều biết nói nhã ngôn bản châu, khác biệt chỉ ở khẩu âm địa phương nặng nhẹ mà thôi. Một chiếc xe ngựa chậm rãi theo phía sau một đội ngũ. Xà Phu là thiếu niên cao lớn vô lộc, Thôi Sàm suốt ngày ngồi ở trong thùng xe cắm đầu ngủ say. Thiếu nữ Tạ Tạ đã hoàn toàn dung nhập vào đội ngũ cầu học do Trần Bình An dẫn đầu kia, ngược lại quan hệ với Vu Lộc Thôi Sàm càng ngày càng xa cách. Nàng có thể luận bàn tài đánh cờ với Lâm Thủ Nhất, nói về luận bàn thực ra chính là nghiền áp. Thiếu nữ xấu xí này chơi cờ sát lực cực lớn, động cái giết rồng, giết cho Lâm Thủ Nhất hầu như là ván nào cũng thua tơi bời. Nàng cũng có thể cùng với Lý Hòe thiên mã hành không nói chuyện phiếm lung tung. Theo Lý Hòe cùng nhau dùng rối gỗ vẽ màu năm bức tượng đất bài binh bố trận, một lớn một nhỏ, trời quên cả trời đất. Tạ Tạ duy chỉ có không muốn nói chuyện với Lý Bảo Bình, đương nhiên người sau cũng như thế. Trần Bình An đối với nàng và Vu Lộc đều rất khách khí, đối với thiếu niên áo trắng họ Thôi kia thì luôn không quan tâm. Trên cả hành trình, Thôi Sàm dùng hết biện pháp khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xấu, chỉ thiếu chưa là ôm đùi Trần Bình An gào khóc thôi. Còn ý đồ dùng quà dụ đám người Lý Hòe để ba vị khai quốc nguyên lão này hỗ trợ cầu tình, đến trước mặt của Trần Bình An hỏi han ân cần, hiểu thì dùng lý động tình, năm lần bảy lượt đều bị đóng sầm cửa vào mặt. Cuối cùng thiếu niên buồn bực, không phải chưa từng uy hiếp Trần Bình An, nói còn không đáp ứng thu hắn làm đồ đệ, hắn sẽ ngọc đá cùng vỡ với Trần Bình An. Kết quả Trần Bình An vứt ra một câu: người có thể thử xem, người tên Thôi Đông Sơn, ta tên Trần Bình An, bia mộ sẽ chỉ có một khối, ai sống sót người đó hỗ trợ viết tên đối phương. Điều này làm thiếu niên áo trắng lập tức chịu thiệt, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Hắn thực ra muốn một trường vỗ chết tên họ Trần này, nhưng hắn một khi sinh ra ý niệm này, trong lòng bàn tay liền bị thuật pháp không tên của lão tú tài như là chổi lông gà vụt cho phải nói là sưng đỏ. Gần lúc hoàng hôn, xe ngựa chậm rãi ở trên đường núi. Thiếu niên áo trắng hiếm hoi vén màn xe lên, ngồi ở phía sau Phu Vu Lộc, ngồi ở phía sau Sa Phu Vu Lộc, cất cao giọng nói: vị Trần Bình An, Trần đại ca, Trần đại gia, Trần lão tổ tông phía trước kia, ngọn núi này tên là Hoành Sơn, chúng ta phải cẩn thận một chút. Trước Hoành Đình Quốc, nơi đây thuộc về Hậu Thục Quốc, căn cứ một vị văn hào Hậu Thục giấy bút Thục Quốc đồn đãi vụn vặt ghi lại, Hoành Sơn có một tòa miếu thanh nương nương, trước miếu có một cây bách cổ xưa không biết tuổi, hứa nguyện cực kỳ linh nghiệm, hậu nhân liền bởi đó thành lập thần miếu. Tương truyền là đại thần triều Tiền Triều vì nước hy sinh, gia quyến chạy tứ tán hết, chỉ có con gái tuổi nhỏ không chịu rời đi, rút kiếm tự sát, máu tươi nhuộm đỏ rễ cây bách, hồn phách của nàng bởi vậy bám vào cây bách kia. Ở sau đó có nhiều sự cổ quái xảy ra, nhưng cũng may đủ loại lời đồn phần nhiều là việc chết giả, các vị không cần quá mức khẩn trương, chỉ coi như là du lãm một chỗ phong cảnh danh lam có chuyện xưa là được rồi. Trong lòng Trần Bình An căng thẳng, ở sau một lần nữ quỷ áo cưới náo loạn như vậy, hôm nay hắn vừa nghe thấy quỷ quái thần linh, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm giác một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thật ra không chỉ có Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất, thậm chí là vị âm thần kia, không ai dám khinh thường. Cho nên bọn họ ở trước khi hoàng hôn bao phủ dãy núi đã dừng bước không đi nữa, lựa chọn một mảnh đất trống nơi sườn núi làm nơi ngủ đêm. Sau một bữa cơm chiều đơn sơ lại ấm no, Lý Bảo Bình nương ánh lửa trại bắt đầu lật xem quyển Sơn Thủy Du Ký yêu thích nhất. Lâm Thủ Nhất bình thường sẽ không ở trước mặt Vu Lộc Tạ Tạ lấy ra bản Vân Thượng Lang Lang thư nọ, sẽ chỉ mở ra Siêu Sơn Đồ lão đạo mù đưa tặng, thưởng thức các loại sơn tinh thủy quái sống động như thực kia. Mà Lý Hòe thì muốn tiếp tục nghịch những món đồ chơi nho nhỏ kia, thường thường chỉ có Tạ Tạ nguyện ý là chơi cùng hắn, hôm nay cũng không có ngoại lệ. Vu Lộc hôm nay rất kỳ quái, thế mà chủ động mở miệng thỉnh cầu đánh một ván cờ với Lâm Thủ Nhất.
Lâm Thủ Nhất tự nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa cảm giác rất thú vị. Lúc trước ngồi đối mặt đánh cờ với Tạ Tạ, đại khái là tài đánh cờ tương đối cách xa, giống như là núi lớn áp đỉnh. Lâm Thủ Nhất tuy cảm xúc tâm tình khống chế rất tốt, nhưng mỗi lần sau khi Tạ Tạ rời khỏi, thiếu niên một mình bày lại vẫn sẽ có chút uể oải. Nhưng chơi cờ với Vu Lộc tính tình ôn hòa, phát hiện vị thiếu niên cao lớn xuất thần di dân Lô Thị này chơi cờ không khác lắm với tính cách hắn. Ôn hòa, đã không có chiêu ngầm khó coi, cũng không có nước đi hay làm cho người ta sáng ngời mắt, rất vững vàng. Đánh hai ván, Lâm Thủ Nhất đều thua, đều như là kém một nước cờ mà thôi. Hai lần đều là ở trước khi Vu Lộc đánh một quân cờ cuối cùng. Trên bàn cờ vẫn là thế lực ngang nhau, thắng bại u ám không rõ. Ở lúc hai vị thiếu niên đánh cờ, thiếu niên áo trắng thôi xàm chắp hai tay sau lưng, liếc ván cờ, xem thường không muốn xem tiếp. Nhưng lượn một vòng lại thực sự không có chỗ để đi, liền đành phải một lần nữa trở lại gần ván cờ, hoặc là đứng ở phía sau Lâm Thủ Nhất trợn trắng mắt, hoặc chính là đứng ở phía sau Vu Lộc trợn mắt không khác gì cả. Cuối cùng thực sự là chịu không nổi, nói với Lâm Thủ Nhất yên lặng xếp lại bàn cờ. Vu Lộc tiểu bại hoại ra vẻ trung lương kia, đây là cố ý nhường chó đó. Tiểu tử ngươi không phát hiện được một chút nào sao? Ngươi có muốn đánh thắng Vu Lộc cùng Tạ Tạ không? Ngươi chỉ cần có một thành công lực của ta, liền cam đoan là có thể đánh 10 ván thắng cả 10 đấy. Lâm Thủ Nhất ngẩng đầu mỉm cười nói, chờ ngươi làm đệ tử của Trần Bình An trước rồi nói tiếp. Nhưng khóe mắt của Lâm Thủ Nhất nhịn không được liếc về phía thiếu niên cao lớn giấu vụng kia. Người sau hướng hắn mỉm cười, ánh mắt trong suốt, sau đó cúi đầu bắt đầu không ngại phiền hà thu thập chút hành lý kia. Thiếu niên áo trắng thôi xàm hai tay đấm ngực vô cùng đau đớn. Xa xa trên cành cây chìa ngang ra một cái cây to, có thiếu niên dài dâm đứng ở bên trên, cành cây dưới chân bị ép ra một cái độ cong. Hắn sau khi nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí độc, chậm rãi nhắm mắt lại, ngày qua ngày luyện tập đứng cọc. Gió núi phả vào mặt như núi đang lẩm bẩm, mà thiếu niên không nói gì. Đỉnh Hoành Sơn có một miếu nhỏ không treo tấm biển chữ vàng. Ngoài miếu có một cây bách già che trời, xanh um tươi tốt, tràn ngập phong cách cổ. Trong ngoài miếu nhỏ đèn đuốc huy hoàng, treo những ngọn đèn lồng. Ngoài miếu có mười mấy nam nữ bộ dạng hạ nhân nha hoàn tụ tập top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ. Trong miếu có 5-6 vị nam tử đang uống rượu, từ 24 tới 40, uống rượu uống tới mức đỏ mặt bừng bừng, tiếng cười sang sảng. Từng cái vò rượu đã mở nắp tán loạn đầy đất. Những nam nhân này hẳn là xuất thân sĩ tộc chính cống, lời nói không tầm thường, công kích tình hình chính trị đương thời, liên kết phân hóa. Trong lúc đó còn có nam tử uống đến tận hứng, dứt khoát phanh ngực, giơ cao chén rượu, xoay người nhìn về phía bức tượng thành nương nương kia trên bệ thờ, cười to nói, ngươi là thần tiên cũng tốt, quỷ mị cũng vậy, ta nếu không sợ, ngươi chỉ cần dám hiển lộ chân thân, ta liền dám mời ngươi cùng uống rượu trong chén. Thành nương nương, ngươi tối nay nếu thực nguyện ý đi xuống thần đàn, về sau truyền ra khẳng định là một câu chuyện đẹp, hương khói sẽ càng ngày càng thịnh không suy, ta làm trước để kính. Nam nhân người đầy mùi rượu nức rượu run rẩy ngửa đầu dốc ngụm rượu, hơn phân nửa rơi ở trên người cùng mặt. Bạn tốt xung quanh không ngừng trêu chọc, càng có mượn rượu mà dâm. Có người tuyên bố nói muốn đem tượng thần vị thanh nương nương này ôm xuống, tối nay muốn ôm tượng thần ngủ cùng, thần và người cùng mộng xuân một phen, vậy mới tính là câu chuyện hay thực sự. Đoạn lời đại bất kính này rước lấy tiếng cười vui vẻ lớn hơn nữa. Trong miếu nhỏ có một tiếng thở dài khẽ tới mức không thể nghe thấy. Một trận gió nhẹ thổi qua, mọi người đang mải uống rượu không có phát hiện khác thường. Giữa sườn núi, Trần Bình An tiếp tục luyện kiếm lô. Tâm thần khẽ động, cúi nhìn, trên mặt đất có người mang đến một cành cây chậm rãi đi tới, là di dân Lô Thị tên là Tạ Tạ. Trần Bình An muốn rời khỏi, liền thấy thiếu nữ ngẩng đầu cười tươi, lay động cành cây, giọng mềm mại đáng yêu trời sinh. Người không cần xuống, chúng ta có thể ở bên trên nói chuyện phiếm. Chỉ thấy thiếu nữ bắt đầu nhẹ nhàng chạy, mũi chân điểm một phát nhảy lên cao. Sau khi dẫm lên một cái cây to, thân hình hướng phía sau hắn đi, dẫm ở trên một cây thân khác, lặp đi lặp lại như vậy, thân hình không ngừng lên cao. Đạp mấy lần, cô nàng đã tới ở trên cành cây phụ cận cái cây to Trần Bình An đang đứng. Nhìn là biết người từng luyện công phu. Tạ Tạ nghiêng người ngồi trên cành cây, đong đưa hai chân,
mỉm cười nói: "Ngươi là vũ nhân, ta là luyện khí sĩ, chúng ta không quá giống nhau. Ở trong mắt của luyện khí sĩ mắt cao hơn đỉnh, người tập võ chính là loại người không có thiên phú tu đạo. Sở dĩ luyện võ chẳng qua là lựa chọn bất đắc dĩ hạ thấp yêu cầu, bởi vì võ đạo các ngươi phân ra 9 cảnh giới, cho nên lại bị giễu cợt là hạ cửu lưu, có chút giống với tu sĩ tự cho mình là thanh lưu, đem vũ phu coi là quan lại nhỏ thấp hèn. Đến cuối cùng hai bên liền nhìn nhau thấy ghét, đều là thấy chướng mắt." Trần Bình An hỏi: "Tạ cô nương vì sao phải nói những thứ này với ta?" Nàng đem cành cây ở trong tay đặt ngang ở trên đùi, đi thẳng vào vấn đề. Thôi Đông Sơn nhắm chừng thực sự là cùng đường rồi. Đợi được một tòa miếu nhỏ liền thắp hương lung tung. Hắn lén tìm ta, nói chỉ cần có thể giúp hắn ở trước mặt ngươi nói tốt mấy câu, cho dù ngươi vẫn như cũ không đáp ứng thu hắn làm đệ tử, cũng sẽ tặng cho ta một món bảo bối. Ta đương nhiên là thèm thuồng thanh phi kiếm vô chủ kia của hắn. Thôi Đông Sơn không chịu, chỉ nguyện ý ở sau khi xong việc tặng cho ta một cây sáo trúc. Hắn cho ta nhìn thoáng qua bộ dáng của cây sáo, là ngư trùng địch, danh xứng với thực, từng là bí tàng ở trong cung Lô Thị Vương Triều, là một trong các tín vật khế ước kết minh của một sơn môn sớm nhất với hoàng đế khai quốc của Lô Thị. Ta là nữ nhân, đương nhiên thích mọi thứ đẹp mắt trên đời, lúc này còn không phải tới tìm ngươi. Có người quấy dậy, Trần Bình An không luyện đứng cọc nữa, ngồi ở trên cành cây giống nàng, tư thế ngồi ngay thẳng đối mặt với nàng. Tạ cô nương người tiếp tục nói, ta đang nghe đây. Ta tạ cười nói, đã nói xong rồi. Lúc trước tán gẫu vũ phu thuần túy và tu sĩ trên núi khác biệt, chẳng qua là sợ tè ngắt, muốn thả con săn sắt bắt con cá rô. Nói thật, Thôi Đông Sơn từng một lần ở bên này của ngươi va đầu vào tường, ta bình thường thờ ơ lạnh nhạt sẽ cảm thấy rất hả giận, thực đến lượt mình bàn chuyện với ngươi liền cảm thấy đau đầu, sợ ngươi cái gì cũng không nghe đã từ chối ta, như vậy cây sáo ngươi trùng sắp tới tay sẽ mọc cánh bay đi mất. Trần Minh An gật đầu nói, nếu Thôi Đông Sơn hỏi, ta sẽ chứng minh Tạ cô nương ngươi đã từng cầu tình. Nếu có thể, Tạ cô nương có thể nói một ít chuyện về võ đạo hay không? Thiếu nữ nhờ mắt đánh giá khuôn mặt thiếu niên, như là muốn liếc nhìn, như là muốn liếc một cái nhìn thấu nền móng của vị thiếu niên này, nhẹ nhàng nói, chuyện võ học ta chỉ nghe nói mà thôi, không có gì không thể. Sở dĩ hiểu được những thứ gia lông này còn là vì luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh dưỡng khí luyện khí, thực ra vẫn là chưa thể chạy ra khỏi phạm trù da thịt gân cốt cơ thể. Đây cũng là lý do vì sao được xưng là hạ ngũ cảnh. Nàng vươn một ngón tay ở trên không chỉ chỉ mấy chỗ trên người Trần Bình An. Thân người hơn 300 tòa khí phù khiếu huyệt nối liền với nhau như là dãy núi kéo dài. Võ đạo các người nhập môn cảnh giới thứ nhất nê phôi cảnh, tìm được một nơi đó, sau đó giúp nó tìm được khí phù khiếu huyệt thích hợp, cư trốn ổn dưỡng nhất, thiên phú cao thấp ở đây có thể đủ để thể hiện ra. Mà này, trung quy nên có người từng nói với người chứ. Trần Bình An đang tập trung tinh thần nghe thiếu nữ kể, sau khi nghe được câu hỏi của nàng trả lời, lúc trước đại khái từng nghe người ta nói về những thứ này, nhưng ta không ngại nghe thêm mấy lần, cho nên Tạ cô nương người tiếp tục nói, không cần phải để ý ta có phải từng nghe hay không. Thiếu nữ theo bản năng nhẹ nhàng vỗ cành cây, hơi nâng cảm lên nhìn về phía nơi cao hơn so với Trần Bình An. Cái này gọi là thiên tài võ đạo, một là cực kỳ nhỏ tuổi đã có thể đủ tìm được luồng hơi thở đó, hai là khí phù khiếu huyệt nó lựa chọn không phải là vị trí lạ gì, mà là một số huyệt vị mấu chốt, trời sinh đã chiếm ưu thế. Tự nhiên là có người chiếm cứ ụ đất nhỏ của rừng núi hoang vắng, hoặc là bãi tha ma không ai hỏi thăm. Có người thì chiếm cứ chấn Hồng Trúc, chỗ đường thủy bộ quan trọng. Sẽ có người trực tiếp chiếm kinh thành Đại Ly. Cảnh tượng của ba người tự nhiên là không giống nhau. Ba là bản thân một hơi này to nhỏ, đậm nhạt, dài ngắn, đều có phần chưa cao thấp. Nếu không mặc kệ khí phủ ngươi ở kinh thành Đại Ly lại không có bản lĩnh đào móc tiềm lực thì không có ý nghĩa. Hình dung như vậy người có thể lý giải hay không? Trần Bình An nói, vẫn có thể lý giải. Lúc trước cái gọi là thanh bản mạng phi kiếm kia của Thôi Đông Sơn là nói kiếm tu ở trong luyện khí sĩ chúng ta, ở trong bản mạng khiếu huyệt ôn dưỡng ra phi kiếm, hòa hợp một thể với thần hồn kiếm tu. Bản mạng phi kiếm xuất khiếu giết địch, tức là giết, tức là kiếm thực chất quay về khiếu huyệt liền hóa thành vật hư vô, rất là huyền diệu. Sư phụ ta từng nói, thật ra khí phù khiếu huyệt con người có thể coi là động thiên phúc địa trên đời này.
trời sinh có thần thông phương thốn. Vì thế ngày sau khổ tu, một khi đả thông khớp nối trong đó, bản mạng phi kiếm cũng tốt, pháp bảo khác cũng vậy, mặc người hình thể lớn như núi, giống nhau đều có thể cất chứa trong đó. Cảnh giới thứ hai của võ đạo các ngươi là ở lấy bản mạng khiếu huyệt làm điểm khởi đầu, bắt đầu hướng bốn phía mở rộng con đường, đem từng đường kinh mạch gập ghềnh chật hẹp ban đầu biến thành dịch lộ đường cái rộng rãi. Vì sao thế gian có nhiều loại võ học như vậy? Là ở pháp môn phá núi mở đường không giống nhau, lúc đầu ở nơi nào, đi con đường nào, đi đường tắt như thế nào, các nhà đều có bí kíp mật không truyền ra ngoài. Ví dụ như vũ nhân luyện quyền mở kinh mạch so với đao thương kiếm kích là khác nhau rất lớn. Trần Bình An, ta nhìn ra được ngươi hôm nay đã đặt nền móng tại cảnh giới thứ hai, khó trách mỗi ngày đều phải cần cù luyện quyền hành thông chạm thông. Lấy tốc độ của ngươi, ta tin tưởng rất nhanh có thể chen chân tới cảnh giới thứ ba. Đúng rồi, ta có thể biết bản mạng khiếu huyệt của ngươi ở nơi nào không? Trần Bình An lắc đầu nói, không thể. Thiếu nữ cầu mũi lẩm bẩm, keo kiệt. Nhưng nàng vừa nghĩ đến cảnh ngộ thê thảm của thiếu niên Thôi Sàm, quốc sư đại ly, thiếu nữ lập tức cảm thấy Trần Bình An tính cách như vậy, từ chối mình mới là bình thường. Trần Bình An tính tình như vậy, khó nói, nói khó nghe một chút, gọi là tảng đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Nói dễ nghe là tâm tính cứng cỏi, kiên trì. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Tạ cô nương vì sao nói ta rất nhanh có thể đi tới cảnh giới thứ ba? Tạ Tạ buột mồm nói, người tập võ các người chỉ bằng một hơi, xét đến cùng là lấy thương tổn cơ thể để trả giá, để đổi lấy sát lực. Chỉ cần muốn kéo dài tuổi thọ, nhất định phải sớm chân trần tới cảnh giới thứ sáu mới được. Có thể mỗi ngày tưới tắm hồn phách thần ý, bù đắp ngược lại cho thân thể. Nếu trì hoãn cảnh giới thứ hai thứ ba quá lâu, một ngụm tiên thiên chân khí kia sẽ càng ngày càng suy kiệt. Mỗi lần chém giết với người ta bị thương nặng, chính là một lần nguyên khí tuôn trào. Cho nên kẻ ngu dốt luyện quyền đem bản thân luyện chết, trên đời vô số kể. Dù sao là người luyện võ của hào phiệt thế tộc, có thể đủ dược liệu quý báu ngâm cơ thể, dựa vào đó mà chữa thương, vẫn là trị phần ngọn, không trị phần gốc, không thể thực sự ích lợi cho hồn phách của một người. Tuy nói võ học không cao, không thể chứng minh đạo trường sinh, một khi đi đến đỉnh cao võ học, chân chân cảnh giới thứ 9, thậm chí là đỉnh cao thực sự trong truyền thuyết, cảnh giới thứ 10, như vậy sống 1-200 tuổi vẫn là không khó. Trần Bình An phản bác, nói như vậy không hoàn toàn là đúng. Người thiên tư tốt có thể cầu nhanh, giống ta loại thiên tư kém, càng sốt ruột càng dễ mắc lỗi, còn không bằng cứ kiên định vững chãi đi từng bước một. Một bước không đi sai, như vậy mỗi một bước liền đều hữu dụng. Huống chi ta tập võ không phải là vì theo đuổi những cảnh giới rất cao kia, chỉ là cường kiện cơ thể mà thôi. Trần Bình An lời đến bên miệng đã thay đổi một cách nói hàm xúc. Thật ra nói chuẩn xác, Trần Bình An là đang dùng luyện quyền để giữ mạng. Sau khi bị Thái Kim Giàn lấy phù pháp ác độc âm thầm đạp nát cầu trường sinh, trừ con đường tu hành bế tắc đoạn tuyệt, môi hở răng lạnh, cơ thể này của Trần Bình An cũng không dễ chịu. Sau chiến dịch Kỳ Đôn Sơn, tổn hại nghiêm trọng, chút tuổi thọ thực không dễ dàng tăng thêm cho thành hư không. Cũng may sau đó một đường nam hạ, giờ vào mỗi ngày luyện tập đi cọc số lượng lớn, Trần Bình An lại tích góp được chút nữa của cải, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể chuyển biến tốt. Thân thể giống như là căn phòng rách nát, hở khắp nơi, may vá bổ sung, trùng quỳ vẫn là hữu dụng. Thiếu nữ cười nói, tốc độ tập võ tiến triển mỗi người đều khác nhau, người nếu cảm thấy vững chắc, ta nghĩ không có vấn đề gì đâu. Tạ Tạ làm luyện khí sĩ, đối với việc tập võ vốn là chuyện chỗ hiểu chỗ không, rất nhiều thời điểm sẽ quen đem khuôn sáo tu hành dùng ở trên luyện võ. Tuy tầm mắt của nàng cao hơn Chu Hà, nhưng rất nhiều chi tiết khẳng định không chuẩn xác thấu triệt bằng Chu Hà, thân ở vũ phù cảnh giới thứ 5. Huống chi Chu Hà được lão tổ Lý Thị Phố Phúc Lộc chính mồm khen ngợi là minh sư, đánh giá xa ở trên danh sư, đủ có thể thấy Chu Hà rất lợi hại. Nhưng Chu Hà chịu giới hạn bởi nội tình Lý Thị trấn nhỏ, nằm ở góc gió, giống như là tuyệt địa đại đa số vũ nhân giang hồ dưới núi, tin tưởng vững chắc võ đạo tông sư cảnh giới thứ 9 đã tới điểm cuối, cho nên đem cảnh giới thứ 9 coi là cảnh giới đỉnh. Mà trên thực tế, trên cảnh giới thứ 9 còn có cảnh giới thứ 10. Giữa 9 và 10 chênh lệch một cảnh giới rất lớn, so với chênh lệch cảnh giới thứ 6 cùng cảnh giới thứ 9 còn lớn hơn. Võ học không dính dáng đại đạo,
Cho dù thân thể rèn luyện so với kim cương bất bại của Phật gia còn kiên cường cố hơn, vẫn khó có thể thành tựu lớn. Ít nhất tuổi thọ ngắn ngủi chính là một bình cảnh rất lớn, muốn đánh vỡ là người si nói mộng, không một ai có thể ngoại lệ. Chính bởi vì vậy, ở trong mắt luyện khí sĩ, người tập võ dưới núi mới sẽ thấp hơn bọn họ một mảng lớn. Cả đời chính là ở chân núi bên kia đánh nhỏ quậy phá nhỏ, nhiều nhất đến sườn núi của chúng ta đi dạo một vòng là đỉnh điểm của bọn họ rồi. Cả đời này có thể có tiền đồ thành tựu gì to lớn chứ? Trái lại, người tu đạo thượng ngũ cảnh, người nào không phải là trường thọ vô cương, có hy vọng đại đạo. Võ học nếu là không dính dáng với đại đạo, cho dù thân thể rèn luyện tới mức kim cương bất bại của Phật gia còn chắc chắn hơn, vẫn rất khó có tiền đồ lớn. Trăm năm đã già nua không chịu nổi, cùng lắm là 200 tuổi, sau đó vẫn là một bộ xương khô, không quan trọng gì. Trần Bình An tò mò hỏi: Tạ cô nương, luyện khí sĩ các người làm thần tiên trên núi tiêu diêu tự tại cũng cần giống với người tập võ rèn luyện cơ thể sao? Lúc trước ở trên trấn nhỏ, Ninh Diêu từng nhắc nhở hắn: Vân Hà Sơn Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa Thành Lão Long, những người này cho dù ở trấn nhỏ bị quy củ cấm tiệt pháp thuật trói buộc, nhưng trình độ cứng cỏi của cơ thể vượt xa tục nhân. Một quyền đánh chết Trần Bình An hắn rất nhẹ nhàng, mà Trần Bình An hắn nếu không phải đánh vào yếu hại sẽ rất khó chết đối phương. Sau khi nghe được bốn chữ tiêu diêu tự tại, tiểu nữ giật giật khóe miệng, trong đôi mắt linh động tràn đầy cay đắng. Sau khi giấu kỹ cảm xúc nản lòng bỏ đó, kiên nhẫn giải thích: Dưỡng khí luyện khí mới là quan trọng nhất, cơ thể chỉ có thể xem như là thuận tay làm. Nói như vậy không quá thỏa đáng. Nói như thế nào đây nhỉ? Một cái bát sứ không chứa nổi 10 cân rượu, nhưng mà vật phương thốn giá trị liên thành to bằng bát sứ lại có thể chuyên chở trăm ngàn cân rượu. Luyện khí sĩ chúng ta chính là cần dẫn dắt thiên địa nguyên khí để xây dựng, mài rũa ra thịt gân cốt máu của thân thể, đem cái bát sứ đó đúc vững chắc một chút. Túi da của luyện khí sĩ nếu quá mức nhỏ, mềm mại yếu ớt, khẳng định sẽ hỏng việc lớn trường sinh. Nói xong những điều này, thiếu nữ không có lòng dạ nào tán gẫu, bắt đầu trầm mặc, nương ánh trăng quay đầu nhìn về phía phong cảnh phía ngoài hoành sơn. Trần Bình An không đi quấy rầy suy nghĩ của thiếu nữ. Bốn chữ giao thiền ngôn thâm, Trần Bình An trong bụng không có nước mực gì, đương nhiên là không nói ra được, nhưng đạo lý này đương nhiên là hiểu được. Cho nên cảnh tượng khiếu huyệt và khí tức chạy ở trong cơ thể hắn hôm nay, Trần Bình An sẽ tuyệt đối không hướng người ngoài lộ ra nửa chữ. A Lương truyền thụ kiếm khí vận chuyển thập bát đỉnh càng giữ kín như bưng. Trên thực tế, luồng khí cơ ở trong cơ thể như là dòng lửa chạy, sửa lại cục diện do dự không quyết lúc trước, rốt cuộc lựa chọn hai tòa khí phủ làm nơi ở, một trên một dưới. Một tòa phủ đệ ở trong đó chính là chỗ khiếu huyệt luồng kiếm khí biến mất sau khi Kỳ Đôn Sơn tự tay chấm dứt Bạch Mãng. Kiếm khí rời đi, luồng khí cơ đó như lấy được chí bảo, nhanh chóng vào ở trong đó. Thời gian dừng lại nhiều hơn xa khiếu huyệt kia ở gần hạ đan điền. Sau đó Trần Bình An phối hợp cách thổ nạp Dương Lão Đầu ngày trước truyền thụ, cố gắng để mỗi lần hành thung chạm thùng hít thở cố gắng đi qua, trải qua hoặc là tới gần các khiếu huyệt lớn thập bát đình trải qua. Trần Bình An mỗi lần luyện quyền, người ngoài liếc một cái liền có thể nhìn thấy, nhưng phương thức hít thở gần như là bướng bỉnh của Trần Bình An, người ngoài chưa chắc có thể nhìn ra cố gắng thực lớn trong đó. Diêu Lão Đầu lúc còn sống có một đoạn lời có thể khiến cho thiếu niên Ngõ Ni Bình gắt gào nhớ kỹ cả đời: thứ nên của ngươi thì cầm kỹ đừng đánh mất, không nên là của ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ. Trước kia Trần Bình An một nghèo hai trắng, thử nghĩ càng nhiều hơn là câu phía sau. Hôm nay có chút của cải, hơn đã bắt đầu có điều theo đuổi, như vậy một câu trước liền bắt đầu phát huy công dụng. Trần Bình An ta phải đem mỗi một chuyện có thể làm tốt, làm tới mức tốt nhất. Hắn thường xuyên im lặng nói cho mình như vậy. Thiếu niên dày dơm cả hành trình Nam Hạ này, dày dơm thay đổi một đôi lại một đôi, cho dù từng gặp rất nhiều phong cảnh mới mẻ, nhưng những đạo lý sớm nhất đó, lớn nhỏ, dù sao quanh đi quần đại chỉ vài cái như vậy, một cái cũng chưa mất. Giống như là từ nhỏ nghèo sợ rồi, lời lẽ đạo lý ở trong mắt người khác có thể rất trống rỗng vô dụng. Ở thiếu niên Ngõ Ni Bình, hai tay chống chân bên này ngược lại càng thêm đáng giá. Theo năm tháng truyền rời, chỉ có thể càng thêm đáng giá. Khi làm người xử thế, sẽ nghĩ tới chúng nó, lúc xung quanh không có ai, cũng thích lấy ra nhai rồi lại nhai. Một trong những kinh điển học vỡ lòng của Nho gia có nói:
Thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo, đạo giã giả, bất khả tu du ly giã, khả ly phi đạo giã. Dịch nghĩa: mệnh trời gọi là tính, phát triển thuận theo tính gọi là đạo, tu dưỡng theo đạo gọi là giáo. Cái đạo ấy không thể xa rời dù chỉ một chốc lát, nếu có thể xa rời được thì đã không phải là đạo. Hết ghi chú. Lúc trước có một ngày, Lý Bảo Bình giải thích một đoạn nhánh thánh nhân dạy bảo này cho Trần Bình An. Thiếu niên áo trắng bình thường chưa từng lộ mặt, đi ra khỏi xe ngựa, yên lặng tới bên cạnh hai người. Sau khi nghe xong lại yên lặng rời khỏi. Nhờ lúc ấy tiểu cô nương máy móc giảng chung chung, Trần Bình An nghe mà càng như lọt vào trong sương mù. Hai người rất nhanh đã nhảy qua đoạn khác. Lúc này tiểu nữ thình lình lên tiếng: không cần phải để ý tới ta, Trần Bình An ngươi đi trước đi. Trần Bình An gật đầu nói: Thôi Đồng Sơn nói Hoành Sơn này vô cùng có khả năng tồn tại tinh mị, đã trễ như thế này, ta còn đưa người tự mình cẩn thận một chút. Thiếu nữ cười nói: ta bây giờ tuy là tiểu tu sĩ hạ ngũ cảnh, nhưng sống chết trước mắt, tự có thủ đoạn bảo vệ mình, vẫn là có một chút, không cần lo lắng. Trần Bình An theo thân cây trượt đến phía sau, lấy hành thung của hám sơn phổ chậm rãi tiến lên, co giãn bài bản. Bài quyền ngoại gia vốn rất đơn giản, để thiếu niên ép luyện ra một chút khí tượng nội gia mây trôi nước chảy. Thiếu nữ cầm cành cây nhẹ nhàng vỗ đầu gối. Thiếu niên áo trắng xuất quỷ nhập thần đứng trên cành cao gần đó, chính là nơi Trần Bình An ban đầu luyện đi cọc. Cành cây dưới chân hắn nhẹ nhàng lắc lư, thân hình thiếu niên theo đó mà phập phồng lên xuống. Thôi Sàm hướng mặt ngoài núi lớn, tiện tay vung lên, một cây sáo trúc xoay tròn bay về phía thiếu nữ tả tả. Người sau đưa tay tiếp được, cúi đầu nhìn, ánh mắt phức tạp. Tạ Tạ hỏi: trên cả hành trình gần 2 tuần thời gian, nếu ngay cả quốc sư đại nhân cũng có thể không nhìn thấu tâm tình của Trần Bình An sao? Dựa theo phân phó của ngươi, bảo ta tán gẫu linh tinh với Trần Bình An, cho phép ta nghĩ đến cái gì nói cái đó, nhưng thế này có thể tán gẫu ra cái gì? Thiếu niên áo trắng nhìn phương xa nhẹ nhàng nói: Trần Bình An lúc nhìn thấy ta, tinh khí toàn thân sẽ theo bản năng co rút lại, tựa như là một quan ải nhìn thấy khói báo động cảnh báo, liền muốn bế quan giới nghiêm. Bình thường hắn và ba người bọn họ Lý Bảo Bình kết giao, tương đối sẽ chân tình biểu lộ một chút, nhưng vẫn chưa đủ, cần có người tán gẫu với hắn một ít chuyện phiếm có lương tập có phân lượng. Tạ Tạ hỏi mang tính thử: quốc sư đại nhân muốn xác định điểm mấu chốt thực sự của Trần Bình An ở nơi nào sao? Thiếu niên đáp không đúng câu hỏi, mặt đầy sự đau khổ: lão đầu tử khắc ở trên thần hồn của ta một ít văn tự, ta tạm thời chỉ biết chúng nó sẽ cực đoan phóng đại cảm xúc, đam mê nào đó của ta, nhìn như là rất tự nhiên, quay đầu nhìn lại thực sự khiến người ta kính sợ. Nếu không phải Dương lão đầu nhắc nhở ta, ta có thể đến nay cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên. Thiếu nữ cười nói: là muốn quốc sư học được lấy chân thành đối đãi người ta. Thôi Sàm chưa quay đầu, sắc mặt lạnh lùng nói: tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi đừng nói mát, sự nhẫn nại của ta có điểm mấu chốt, Trần Bình An hắn ta là không làm gì được, bằng không hắn đã sớm chết 100 lần. Về phần ngươi, loại nhỏ bé thì chỉ có thể chạy theo tình thế này, kẻ đáng thương chết không phải ai cũng lập bia mộ đâu. Ta bây giờ nếu thực sự muốn nghiền chết ngươi, chỉ là chuyện một cước. Thiếu nữ im lặng. Thôi Xả một tay chắp sau lưng, một tay bẻ cổ tay: Vu Lộc so với ngươi thông minh được lòng hơn nhiều. Thiếu nữ không dám nói lung tung nữa. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 87. Mọi người nghe chuyện hãy, nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ video nhé. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai tập 87. Có thể là cả hành trình đi quá mức an ổn, vị quốc sư đại ly túi già thiếu niên này ở bên cạnh, lời nói hành động lại quá mức hoang đường, mới khiến cho nàng sinh ra lòng xem nhẹ mà không tự biết. Thiếu niên ánh mắt mê mang lẩm bẩm: đạo pháp cao,
Phật pháp gia, quy củ lớn, có thể nói căn bản lập giáo của mỗi cái. Chư tử bách gia còn lại làm sao để tranh với ba nhà này? Lại như thế nào có thể lập giáo? Chẳng lẽ thực không có một chút cơ hội nào sao? Thật muốn ta học Tề Tĩnh Xuân, từ trong học vấn nội môn hộ của lão đầu tử, cứng rắn dựa vào kiến thức học vấn đứng ra riêng. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc trước ta làm như vậy, thậm chí cảm thấy đã tìm đúng đường, nhưng lão đầu tử ngươi một trường đã đập chết ta. Ngươi rốt cục là muốn như thế nào? Ngươi phải nói chứ. Thiếu niên lại lần nữa không kìm được lòng, mặt đầy nước mắt. Lúc này trong mắt của thiếu nữ Tà Tạ ở một bên không có chút ý tứ buồn cười, muốn cười nào nữa. Ngược lại hận mình không phải là kẻ điếc, cái gì cũng chưa nghe được. Thiếu niên chảy nước mắt quay đầu cười nói: Tiểu kỵ nữ, người lại nợ ta một cái mạng, nhớ kỹ, về sau phải trả hết. Khi Trần Bình An quay về lều trại Gia Châu bên kia, nhất thời có chút to đầu. Trong đội ngũ nhiều thêm một người xa lạ. Nàng mặc một bộ váy trắng, da thịt trắng hơn tuyết, môi bầm xanh, khí chất lặng lẽ u ám, không giống người sống. Nữ tử ngồi cạnh lửa trại đang đánh cờ với Lâm Thổ Nhất, mà vị âm thần khuôn mặt mơ hồ kia thì ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn chằm chằm bàn cờ thượng thế cục. Lý Bảo Bình cũng ngồi ở một bên. Tiểu cô nương lại không có giác ngộ, xem đánh cờ không nói, mặc kệ Lâm Thổ Nhất hay là nữ tử xa lạ, ai ra quân nàng cũng phải bình luận đôi chút. Chỉ có Vu Lộc canh chiếc xe ngựa kia chưa tới gần lửa trại bên này. Trần Minh An có chút sững sờ, tình huống này rốt cục là thế nào? Lý Huệ bước nhanh chạy đến bên người Trần Minh An, nhỏ giọng nói: Vị tỷ tỷ này rất quang minh lỗi lạc, vừa gặp mặt đã nói thẳng mình là quỷ mị đến từ miếu Thanh Nương Nương ở đỉnh núi, bởi vì lúc còn sống thích nhất chơi cờ. Hơn nữa bây giờ miếu nhỏ bên kia tụ tập một đống lớn văn nhân nhã sĩ bàn về đạo lý, uống rượu mộ vui, nàng bị quấy phá buồn bực rối rắm, liền hướng dưới núi tản bộ. Vừa vặn sau khi nhìn thấy Tâm Lâm Thủ Nhất ở nơi đó tính toán đi tính toán lại, liền nhịn không được muốn đánh một ván cờ. Nàng nguyện ý lấy ra một quyển sách dạy cờ bản duy nhất tặng cho Lâm Thủ Nhất làm tạ ơn. Âm thần tiền bối sau khi đề ra nghi vấn một phen, cảm thấy vấn đề không lớn, đáp ứng nàng. Trần Minh An chơi cờ không có ngộ tính, hơn nữa bởi vì sợ mắc lỗi còn thích đánh chậm, cho nên Lâm Thủ Nhất sau khi có hai vị bạn cờ Tạ Tạ cùng Vu Lộc thì không thích tìm Trần Minh An đánh cờ nữa. Trần Minh An rõ ràng mình không có tài chơi cờ, cũng không đi nghiên cứu học tập kỹ, ngược lại là Lâm Thủ Nhất thường xuyên ở lúc nghỉ ngơi một mình học đánh cờ, cô quạnh như là lão tăng đắc đạo, nhìn qua là biết ra học hun đúc ra. Trần Minh An đi đến cạnh lửa trại, chưa tới gần bàn cờ, thêm một đống củi, nhưng Lâm Thủ Nhất cho dù là đang đánh cờ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình An. Sắc mặt thiếu niên lạnh lùng, mang theo chút áy náy. Dù sao âm thần theo bọn họ cùng nhau đi xa, ở sau trận sóng gió kia của nữ quỷ áo cưới từng giải thích kỹ cho bọn họ, tất cả các lộ hương hỏa thần linh không được triều đình nhét vào ở trong gia phả núi sông, tù vì có cao tới đâu, danh tiếng có tốt đi nữa, đều chỉ có thể bị cắt vào loại quỷ mị âm vật. So với loại cô hồn dã quỷ không có chỗ dựa này cũng chẳng tốt hơn. Trần Bình An khoát tay cười nói: Không sao không sao, các người tiếp tục đi. Nữ quỷ chơi cờ cực kỳ tập trung quên đi tất cả, hai ngón tay kẹp một quân đen tì ở cằm, trao mày. Rõ ràng tài đánh cờ của nữ quỷ không quá cao, bằng không không đến mức bị Lâm Thủ Nhất vững vàng chiếm thượng phong. Trần Bình An một mình ngồi ở nơi cách lửa trại xa hơn một chút, vụng trộm liếc âm thần bên kia. Người sau mỉm cười gật đầu, ý bảo không cần lo lắng, vị nữ tử này không nhấc lên nổi sóng gió. Trần Minh An lúc này mới hoàn toàn yên lòng, vị âm thần này vốn ở bên ngoài ải dã phu đại ly sẽ chia tay với bọn họ, sau đó quay về đường cũ huyện Long Điền, nhưng hắn lâm thời thay đổi chủ ý, nói đưa thêm một chút, không vì mệnh lệnh Dương lão đầu phân phó, chỉ vì một chút lòng riêng. Trần Minh An không hiểu ý, thấy thái độ của âm thần cực kỳ kiên trì liền đáp ứng. Trần Bình An bắt đầu luyện tập lò kiếm. Đợi tới sau khi thiếu niên mở mắt, phát hiện âm thần đã ngồi ở bên người, đưa lưng về phía những người cùng quỳ chơi cờ xem cờ kia, hắn cười nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An hỏi: Có việc sao? Âm vật ừ một tiếng, chậm rãi nói:
ta lập tức phải trở về, từ biệt trước với người. Trần Bình An gật gật đầu. Âm vật đột nhiên gọi Trần Bình An một tiếng. Ở lúc thiếu niên đang chưa hiểu gì cả, đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mặt thoáng quen thuộc, lộ ra một khuôn mặt âm thần trần chân thật. Vội vàng vươn ngón tay, làm động tác tay chớ có lên tiếng. Rất nhanh lại khôi phục dung mạo mơ hồ, lắc lư cổ quái lúc trước. Âm thần lấy bí thuật nói với Trần Bình An. Tiểu Bình An, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy giúp ta chiếu cố Tiểu Sán. Ta rất cảm kích. Ngươi còn đem con cá trạch kia tặng cho Tiểu Sán. Ta thực sự là không biết báo đáp ngươi như thế nào. Thật sự, nếu có thể, ta nguyện ý đem cái mạng này giao cho ngươi, nhưng ta không làm được. Hốc mắt của Trần Bình An có chút đỏ lên, sau đó nhếch miệng cười lên. Thiếu niên thiện tâm tự đáy lòng, cảm thấy cao hứng cho Cố Sán. Nhưng như thế nào cũng không nhịn được, bản thân hắn có chút thương tâm. Âm thần vươn nắm tay, tạo thế đấm vào ngực một cái cười nói. Trần Bình An, ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ đi đến nơi cao nhất, xa nhất. Trần Bình An không biết đáp lại như thế nào. Bóng vị người âm thần này đã lặng lẽ trôi đi. Một năm này, Trần Bình An 14 tuổi, thiếu niên Thôi Xà 15 tuổi, Lâm Thủ Nhất 12 tuổi, Lý Bảo Bình 9 tuổi, Lý Huệ 7 tuổi, Vu Lộc 14 tuổi, Tạ Tạ 13 tuổi. Tạ Tạ trở lại bên cạnh lửa trại. Lâm Thủ Nhất và Thanh Nương Nương đang đến gần hết ván. Thiếu nữ vừa liếc ván cờ không có hứng thú, đưa tay tới gần lửa trại. Trần Bình An chặt ra từng đoạn cành cây, dựng ba cái lều trại đơn sơ, tới bên cạnh Lý Bảo Bình. Tiểu cô nương liền ngáp xong chạy đi ngủ. Ngoài ra, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất dùng chung một cái lều trại. Thiếu nữ Tạ Tạ cũng có lều trại thuộc về riêng nàng. Vu Lộc thường thường ngủ ở vị trí xa phu xe ngựa kia, nửa trải nửa quấn tấm thảm là có thể đối phó một đêm. Đương nhiên đội ngũ ở tuyệt đại bộ phận thời điểm luôn có thể thuận lợi tìm được chỗ ở, hoặc là khách sạn lữ xá, hoặc là đạo quan chùa miếu ở trong núi rừng. Từng một đêm mưa gió, nương đèn đuốc mơ hồ, bọn họ thực không dễ gì tìm được một hộ gia đình phú quý. Chủ nhân lại là tiền nhiệm bộ hộ thị lang Hoàng Đình Quốc, lão nhân 70 tuổi, xây dựng biệt thự ẩn cư nơi núi rừng, rất hiếu khách. Nhìn thấy Lý Bảo Bình đám nhỏ đọc sách phụ cấp đi du học này, lão nhân rất thoải mái. Cho dù biết được bọn họ đến từ Đại Ly, có thể xưng là nửa địch quốc, lão thị lang vẫn nhiệt tình khoản đãi. Đối với ăn uống, lão nhân càng tuân thủ nghiêm ngặt thánh nhân dạy bảo: thực bất yếm tình, quái bất yếm tế. Khiến Trần Bình An và đám dễ nhũi tiểu địa phương này mở rộng tầm mắt. Ghi chú: thực bất yếm tình, quái bất yếm tế, dịch nghĩa có thể hiểu là kỹ tính và tỉ mỉ trong chế biến ăn uống. Hết ghi chú. Sau đó lão nhân trải qua ở chung, tựa như đặc biệt hợp ý với tiểu cô nương Lý Bảo Bình và thiếu niên Vu Lộc. Sau khi biết tiểu cô nương thích đọc du ký, chẳng những dựa tặng mấy quyển sách du ký cất chứa đã lâu, còn nhất định phải tự mình mang theo bọn họ đi một chỗ phong cảnh danh thắng, là bờ lớn của một vòng sông, dòng sông cực kỳ nổi tiếng ở địa phương. Mặt bờ bằng phẳng như gương, bên trên có đá mài khắc cổ xưa, không biết là tồn tại bao nhiêu đời. Thể chữ khắc ra chưa bao giờ thấy ở kinh truyện, tối nghĩa khó hiểu. Trên lịch sử vô số văn nhân nhà thơ tới đây chiêm ngưỡng kỳ cảnh. Khắc đá bản dập ở Hoàng Đình Quốc cùng với Thượng Quốc ở Vương Triều Đại Ly lưu truyền cực lớn, nhưng vẫn chưa có ai nghiên cứu ra ngụ ý thực sự của những văn tự này. Mọi thuyết xôn xao, chưa một cái kết luận nào có thể thuyết phục được đám đông. Thiếu niên Thôi Sàm lúc ấy chỉ là xa xa liếc dốc đá, đã nói đó là Lôi Bộ Thiên Quân tự tay khắc thành, thiên đế răn dạy Giao Long chi tử. Lão nhân cười ha ha, hiển nhiên là không tin. Cả đời chư tử tiên hiền dụng tâm đi nghiên cứu như vậy cũng không dám tùy tiện kết luận. Một thiếu niên 14-15 tuổi thuận miệng nói Hoàng Đình Quốc lão thị lang không để ở trong lòng cũng là hợp tình hợp lý. Sau khi rời khỏi phủ đệ biệt thự của lão thị lang, mỗi lần Trần Bình An ở vùng hoang vu dã ngoại dùng bếp làm đồ ăn, sẽ phát hiện ánh mắt mọi người không quá thích hợp. Nhất là tiểu cô nương áo bông đỏ còn giấu đầu lòi đuôi một câu: tiểu sư thúc, ngươi làm đồ ăn rất ngon, thực sự không kém đồ ăn nhà Mã thị lang kia. Lý Hòe cũng có chút mệt mỏi dã rời, đánh tiếng với Lâm Thủ Nhất
đi lều trại ngủ trước hết. Lâm Thủ Nhất đã không buồn ngủ, tiếp tục cùng với vị thanh nương nương kia tranh thắng thua ở trên bàn cờ. Lâm Thủ Nhất và Trần Bình An nói muốn cùng đi miếu nhỏ ở đỉnh núi của thanh nương nương một chuyến, đi lấy về quyển sách dạy đánh cờ quý giá giấu trong vách tường của miếu nhỏ. Đại khái là sợ Trần Bình An lo lắng, thiếu niên cười giải thích nói: Thanh nương nương vốn định một mình tới lui một chuyến, là hắn chủ động yêu cầu đi cùng. Trần Bình An không tiện nói thêm cái gì, chỉ bảo Lâm Thủ Nhất tự mình chú ý đường đêm. Thiếu niên và vị quỷ mị miếu nhỏ hương khói hiến tế kia cùng nhau lên núi. Trần Bình An nhìn bóng lưng một người một quỷ, đại khái là quy củ riêng của trên núi. Thanh nương nương hai chân không chạm đất, phiêu đãng đi chậm. Hơn nữa ở trước người xuất hiện một chút ánh huỳnh quang quỷ hỏa xanh hết thắp sáng xung quanh, cộng thêm thiếu niên đọc sách thanh sam bên người, hai vị trò chuyện với nhau rất vui, cho nên một màn này không những không khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ, ngược lại có vài phần ý thơ phong lưu, gọi là tận dụng thời gian mượn hứng lùi tới ở trên quyển du ký sơn thủy kia của Lý Bảo Bình. Sau khi thiếu nữ cảm ơn rời khỏi, thiếu niên Thôi Sàm cô đơn đứng bên cành cao. Ở trong núi lớn ngẫu nhiên có tiếng cú đêm chợt vang lên, thê lương dọa người. Loại chim này bị dân chúng Hoàng Đình Quốc xưng là chim lưu ly, là dấu hiệu của điểm xấu, thường thường liên hệ với báo tang hoặc là tin dữ. Một cột khói đen quần quận xuyên qua rừng cây, bay vút đến bên cạnh thiếu niên áo trắng, lơ lửng yên lặng. Thiếu niên thu hồi suy nghĩ rồi rối như tơ vò, mở miệng nói: Phải đi rồi sao? Vị âm thần kia đến từ trấn nhỏ gật đầu nói: Những lá bùa hộ mệnh kia mà Dương lão đầu ban cho, quả thực có thể phòng ngự dương khí cường phong và hồn phách tổn thương thành trì quan ải mang tới. Nhưng lấy ải dã vu đại đi làm điểm cuối, qua lại một chuyến vừa vặn dùng hết. Ta một mình hộ tống đến ngọn hoành sơn này của Hoàng Đình Quốc thực là đã miễn cưỡng rồi. Nói không chừng đến vùng Tú Hoa Giang và huyện thành Uyển Bình là bắt đầu trở nên khó chịu. Khuôn mặt âm thần như là gợn sóng hồ nước, như là đèn đuốc lay động, không ngừng biến hóa, mơ hồ không rõ. Hắn cảm khái nói: Tuy không biết Dương lão đầu làm ra vụ mua bán gì với ngươi, nhưng ta hy vọng trước khi tới thư viện kia của Đại Tùy, quốc sư đại nhân có thể trước sau vẹn toàn với bọn Trần Bình An. Thiếu niên áo trắng ở chỗ âm thần coi như khách khí: Ta sẽ cố hết sức. Âm thần đột nhiên cười hỏi: Quốc sư đại nhân, tin thiện ác có báo hay không? Thiếu niên Thôi Sàm lắc đầu nói: Chưa bao giờ tin. Người nếu là muốn khuyên ta tích đức làm việc thiện, vậy ta cũng trái lại khuyên người một câu: Đạo khác nhau, không thể cùng mưu đồ. So với lo lắng ta có thể bảo vệ ân nhân Trần Bình An nhà người hay không, còn không bằng lo lắng vợ con mình ở phương xa người không chiếu cố được, có thể không bị Tiệt Giang chân quân Lưu Trí Mậu ở Hồ Thư Giàn coi là hai quân cờ tùy ý bài bố hay không. Âm thần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: Sức người có lúc cạn, huống chi là ta là loại âm vật thiên địa căm hận này. Thôi Sàm cười nói: Đại đạo không có tuyệt lộ, chẳng qua là khó dễ khác nhau. Tụ âm là quỷ, tụ dương là thần, không quan hệ với việc có phải người hay không. Người hôm nay không phải không có cơ hội phong thần. Thử nghĩ một chút, những sơn trạch tinh quái kia, đường tu hành của bọn họ mới thực sự là nhấp nhô. Âm thần khàn khàn cười nói: Quả thật là như vậy. Âm thầm trần mặc hồi lâu, lại mãi chưa có ý tứ quay về đại ly. Thiếu niên Thôi Sàm hỏi: Sao? Còn có lời gì sao? Ta biết trừ báo ân, bản thân ngươi xem trọng Trần Bình An, nhưng ngươi khẳng định không rõ. Ta ngay từ đầu đã xem trọng thiếu niên này, so với ai khác cũng sớm hơn một chút. Chỉ là trong đó đề cập tin tức đại đạo, không tiện nói tỉ mỉ với ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ta lúc trước tuy thân ở kinh thành đại ly, nhưng tầm mắt cùng quan tâm đặt trên người của Trần Bình An này không muộn hơn Dương lão đầu, cũng không ít hơn hắn. Âm thần lắc đầu cười nói: Không quan hệ với cái này. Thiếu niên nhíu mày nói: Ta bây giờ tâm tình không tốt, có chuyện gì mau nói đi. Âm thần không để trong lòng, chậm rãi nói: Tiên sinh chuyện công lợi nước lợi dân, ta rất khâm phục. Trong Nho gia tuy có dị nghị, nhưng ta lúc còn sống đã tin tưởng vững chắc ngàn năm sau như thế nào. Vậy chỉ có thể là chuyện con cháu đời sau tự cầu nhiều phúc, đều không quan trọng bằng lập tức lấy học vấn ân huệ tỏa khắp chúng sinh,
đạt được thái bình thịnh thế. Thiếu niên áo trắng có chút kinh ngạc, nhíu mày, nhịn không được quay đầu hỏi: chưa từng nghĩ người còn ủng hộ học vấn của ta. Âm thần làm ra một động tác ngoài dự đoán của mọi người, thế mà đại học vãn bối môn sinh Nho Gia khi đối mặt tiên hiền phu tử rất cung kính chắp tay hành lễ, cúi đầu cất cao giọng nói: cô mỗ bái một bái này, không bái quốc sư đại ly gì cả, kính tiên sinh thôi sàm, không chỉ làm ra những thứ đạo đức văn chương gác gió kia. Mãi cho đến khi vị âm thần kia đã sớm thần du mấy trăm dặm, thiếu niên áo trắng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt bi thương và vui vẻ cùng xuất hiện. Cuối cùng, thiếu niên áo trắng hướng phía trước đi ra một bước, cành cây phía dưới chân độ cong gấp khúc lớn hơn nữa, hai tay đột nhiên vung tay áo đặt sau lưng, nét mặt không có chút suy sụp nào nữa. Thiếu niên có khí thế hạo nhiên, phủi sạch hết bụi trần. Khi Lâm Thủ Nhất quay về, sắc mặt xanh mét, trong tay nắm chặt một bộ sách cổ ố vàng, ngồi ở cạnh lửa trại. Trần Bình An hỏi: làm sao vậy? Lâm Thủ Nhất nghiến răng nghiến lợi nói: một đám bại hoại nhã nhặn, những người đọc sách xuất thân sĩ tộc hoàng đình quốc đó, ở trong miếu nhỏ tụ hội say rượu thì thôi, thế mà còn làm ra hành vi vô lễ cỡ đó, vô liêm sỉ, trí thức quét rác. Nếu đổi là ta thành nương nương, ta đã sớm đem đám ghê tởm đó đuổi ra ngoài núi rồi. Trần Bình An hỏi: mặc kệ đã xảy ra cái gì, bản thân thanh nương nương có phải cái gì cũng chưa làm hay không? Lâm Thủ Nhất gật gật đầu. Trần Bình An nói: vậy người cứ nhập gia tùy tục. Lâm Thủ Nhất ngẩng đầu, có chút nghi hoặc khó hiểu. Khi thiếu niên có chút thất thủ tâm thần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hơi đen kia, Lâm Thủ Nhất không biết sao tâm tình yên tĩnh bình an lại, thở dài nhẹ nhàng nói: ta hiểu rồi. Một khi ăn ngủ rừng núi hoang vắng, chuyện gác đêm nhất định không thể thiếu. Ở trước lúc Trấn Hồng Trúc trầm đầu dịch là Trần Bình An gác đêm trước, Chu Hà là vũ phu cảnh giới thứ 5, có cơ thể khỏe mạnh, càng có thể thức đêm, liền phụ trách gác nửa sau của đêm. Này Chu Hà rời đi, liền biến hóa thành Lâm Thủ Nhất gác đêm trước, Trần Bình An nửa sau đêm, cố gắng để lừa chạy không tắt, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn ập tới. Trần Bình An đối với việc này cũng không xa lạ. Nung đồ sứ, nhìn chằm chằm lò lửa nung là chuyện so với trời còn lớn hơn. Trần Bình An làm học đồ sứ nhiều năm như vậy, tuy bị Diêu lão đầu coi như là thiên phú không có, không muốn truyền thụ tay nghề nung sứ áp đáy hòm, nhưng bởi vì Trần Bình An làm việc khổ sai còn lại gần như là sẽ không xuất hiện sai sót, cho nên Trần Bình An đối với gác đêm so với đấu kiên nhẫn nghị lực thực sự là quá quen thuộc. Hơn nữa còn có thể thừa dịp gác đêm, đêm dài vắng lặng, một thân một mình luyện tập đi cọc đứng cọc theo hám sơn phổ, ngẫu nhiên có thể còn bệnh giày dơm hoặc là móc ra chạm long đài kéo khéo léo giúp đỡ Lý Bảo Bình ma luyện cái thanh hẹp đao ở trên tường phủ kia. Theo kiếm lô đứng cọc đi cọc dần dần trở nên hoàn mỹ, nhất là khí cơ hỏa long trong cơ thể kia cuối cùng đã chọn hai tòa khí phủ với tư cách là nơi nghỉ lại. Mỗi khi hai ngón tay Trần Bình An bấm tay niệm thần chú như kiếm lô, khi tâm thần theo từng lần hít thở thổ nạp chậm rãi đắm chìm, cả người sẽ lâm vào một loại hoàn cảnh huyền diệu, nửa ngủ nửa tỉnh. Cho dù năm xưa xuân lạnh kéo dài thật dài, thời tiết nóng chậm chạp chưa đến, nhưng Trần Bình An mỗi lần gác ở sau nửa đêm, cho dù lửa trại không cẩn thận tắt đi, Trần Bình An vẫn sẽ không cảm thấy ẩm ướt lạnh lẽo gì cả. Mỗi lần thu hồi kiếm lô, đứng dậy lấy đi cọc giãn gần cốt, cả thân có thể ấm áp, ban ngày đi đường không thấy chút mệt mỏi nào cả. Tối nay Trần Bình An tiếp tục ngồi xếp bằng ở cạnh lửa trại, chăm chỉ luyện tập kiếm lô. Luồng hơi thở kia ở trong cơ thể rất nhanh đã dọc theo khí phủ ở chỗ đan điền, như là cá chép ngược dòng, từng chút một lao về phía lòng môn. Sau đó ở tòa khiếu huyệt kiếm khí rời đi kia hơi dừng lại, như người sống nơi đất khách quê người, ở dịch trạm lữ xá ngủ lại nghỉ ngơi, lại như là người lên núi ở lưng núi hít thở, sau đó sẽ có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục tiến lên, vòng tới gáy, cuối cùng lao thẳng tới mì tầm. Trần Bình An sau khi mở mắt ra, phun ra một ngụm khí độc, đứng lên, nhẹ nhàng nhảy nhót vài cái, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vu Lộc đi xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới, trong lòng đang cầm một ít cành cây chưa thể nói là khô ráo như thế nào, ngồi xổm cạnh lửa trại, học Trần Bình An dựng lò lửa, cẩn thận tăng thêm củi, mà không phải là tùy tay ném, thế lửa rất nhanh đã dần dần to lên.
Vu Lộc đưa tay tới gần đống lửa, nhẹ nhàng xoa xoa tay, quay đầu cười nói: Trần Bình An, ta về sau có thể tham gia gác đêm không? Người muốn tu hành quyền pháp đứng cọc này, tốt nhất là đừng phân tâm. Thân thể ta thực ra vẫn ổn, tin tưởng người cũng đã nhìn ra. Cho nên người nếu nguyện ý tin tưởng ta, có thể đem hai canh giờ trước khi trời sáng giao cho ta. Trần Bình An lắc đầu nói: Vu Lộc, ý tốt của ngươi lòng ta xin nhận, nhưng tạm thời không cần ngươi gác đêm. Vu Lộc biết ngụ ý của Trần Bình An, vẫn là không yên tâm, đem an nguy của mọi người leo ở trên người của Vu Lộc. Thiếu niên cao lớn chưa thẹn quá hóa giận, gật đầu nói: Lúc nào cần thì có thể phân phó ta, ta cũng muốn làm chút gì đó cho mọi người, nếu không trong lòng rất băn khoăn. Trần Bình An nhìn khuôn mặt giữa ánh lửa chiếu rọi kia, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, có thể làm cho người ta rõ ràng cảm nhận được thiện ý của hắn. Trần Bình An cười nói: Được. Vu Lộc thuận miệng nói: Dựa theo thời gian, hôm nay xem như đã vào hè, nhưng khí hậu lại vẫn là bộ dáng cuối xuân. Trần Bình An phụ họa nói: Năm nay có chút lạ. Vu Lộc sau khi nói chuyện phiếm vài câu liền đứng dậy cáo từ. Trần Bình An nhìn theo thiếu niên cao lớn rời đi. Dựa theo cách nói âm thầm của Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc chơi cờ nhìn như là sát lực không lớn, chưa từng có những nét kỳ diệu. Thực ra so với thiếu nữ Tạ Tạ, đại khai đại hợp, máu tươi bốn phương, thực ra càng lợi hại hơn. Trần Bình An đã sớm phát hiện Vu Lộc làm việc cực kỳ cẩn thận, không bỏ sót gì. Lâm Thủ Nhất là nói với Vu Lộc làm việc, quả thực so với lão viên chức nha môn già đời thuần thục nhất còn vững vàng hơn. Trần Bình An đối với điều này tràn đầy thể hội. Ví dụ như chỉ là từng tận mắt thấy hắn bệnh giày rơm một hai lần, Vu Lộc cũng rất nhanh có thể tự mình bệnh, có hình có dạng. Đôi giày ở bên chân chính là thành quả của bản thân Vu Lộc. Lại ví dụ như mỗi lần khi Trần Bình An câu cá, Vu Lộc thường thường xuyên đứng ở một bên yên lặng quan sát, nhìn Trần Bình An ở giờ nào, đoạn nước nào mà thả câu, tung cần như thế nào, kéo cần như thế nào, câu cá lớn thì nên giữ cá như thế nào, để đầu cá cao hơn mặt nước. Như vậy ở lúc cá lớn lần đầu tiên gặp được ánh sáng, cẩn thận lắc đầu thoát câu, vân vân. Sau đó có một lần, đợi Trần Bình An có việc khác đi làm, Vu Lộc liền mở miệng nói có thể để hắn thử chút hay không. Sau khi từ trong tay của Trần Bình An tiếp nhận cần câu, Vu Lộc chưa bao giờ có kinh nghiệm thả câu, kết quả lại thu hoạch cá, thế mà cũng không có tệ. Đối với tất cả điều này, Trần Bình An chưa nói gì cả, chỉ là thấy ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Cảm thấy thiếu niên cao lớn này, ngay cả tên họ cũng không biết là thực hay giả. Nếu là người tốt, vậy hắn nhất định sẽ rất tốt. Nhỡ đâu là người xấu, Trần Bình An thực sự không thể tưởng tượng. Một đêm không có việc gì, lửa trại dần nhỏ đi ở bên cạnh Trần Bình An. Trong thùng xe xa xa đã sớm điểm hỏa lên một ngọn đèn. Sáng một đêm, không biết thiếu niên áo trắng đang lật lại xem bộ sách gì mê mẩn như vậy. Trời tờ mờ sáng, Trần Bình An bắt đầu nín thở tập trung tới chỗ tầm nhìn trống trải nhất lưng chừng ngọn Hoành Sơn này. Theo mặt trời mọc lên ở phương đông, bắt đầu đánh quyền, mà Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất đều lục tục gia nhập trong đó. Chỉ có Lý Hòe chưa định tính, đánh một lát lập tức chạy đi. Vu Lộc cùng với Tạ Tạ đối với cái này nhìn mãi đã thành quen. Hôm nay thiếu niên áo trắng vén rèm xe, đứng ở trên xe ngựa, nhìn bọn họ nề nếp đánh quyền, lúc sớm nhất sẽ cười nhạt, liếc xéo một cái liền tuyệt không ngó nghiêng nữa. Chỉ là theo thời gian trôi qua, thời gian vị thiếu niên quốc sư này ở xa xa khoanh tay đứng nhìn càng lúc càng dài. Đoàn người ăn xong bữa sáng, bắt đầu dọc theo đường núi đi về phía đỉnh núi. Đi ngang qua tòa thiếu miếu Thanh Nương Nương, ghi vào huyện chí địa phương kia. Cái cây bách già cùng với miếu nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Nếu là chỉ nhìn kích thước tán cây, không nói cơ duyên sâu cạn, đã có thể so sánh với cây hòe ở Ly Châu Đồng Thiên. Lâm Thủ Nhất vốn tưởng Trần Bình An sẽ tiếp tục đi đường, nhưng không ngờ Trần Bình An đi trong miếu nhìn một chút, sau đó đem hắn và Lý Bảo Bình, Lý Hòe đều gọi vào. Thì ra trong miếu nhỏ khắp nơi hỗn độn, mùi rượu ngập trời. Bức tượng đất nung dựng ở bệ thờ kia, Lý Hòe ngẩng đầu, thế nào mà cũng không giống nữ quỷ cô nương đêm qua chơi cờ với Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất trên cả hành trình giao tiếp với vị âm thần kia rất nhiều, biết được rất nhiều tin tức, liền giải thích cho Lý Hòe nghe, nói rất nhiều dân chúng địa phương biết ơn thần linh hiển linh phù hộ một phương, lập tượng hiến tế, tòa kim thân đó hưởng thụ hương khói thường thường sai lệch, thậm chí có thể không chút tương tự với dung mạo chân thật, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng đến hương khói cung phụng thần linh.
tốn non nửa canh giờ, đem bên trong miếu nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, bọn Trần Bình An tiếp tục xuất phát. Trước khi đi, một mình Lâm Tù Nhất đứng phụ cận bồ đoàn ở dưới chân thần đàn, hướng vị thanh nương nương này đưa tặng một bản sách dạy đánh cờ đơn lẻ, chắp tay bái biệt. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng mang theo Vu Lộc bước qua bậc cửa. Thôi Sàm nhìn quanh, sau đó đi đến trước thần đàn, nhìn lư hương nhỏ chứa đầy tro tàn, là cái lò tính chất bình thường, có thể là trải qua mấy trăm năm thời gian lắng đọng lại. Lò đồng sáng bóng rạng rỡ, trong lò hương khói đã đốt tới cuối, rậm rạp chen chúc với nhau. Bởi vậy có thể thấy được miếu nhỏ nơi này, cho dù chưa từng nhét vào trong gia phả núi sông Hoàng Đình Quốc, thực ra trên ý nghĩa nghiêm khắc thuộc loại từ đường dâm dục phải cấm tiệt. Lấy quy mô chút diện tích đó của miếu nhỏ mà nói, có thể xưng là hương khói cường thịnh. Thiếu niên áo trắng đột nhiên mở miệng nói: Vu Lộc, gặp miếu gặp từ đường thì vái một cái, đây là việc thiện kết duyên với Sơn Thủy. Vu Lộc tuy không hiểu nguyên do, nhưng vẫn mang tính tượng trưng, cúi đầu khom lưng vái ba vái. Thiếu nữ Tạ Tạ đứng ngoài cửa, ở bên hông đã buộc cây sáo trúc nọ. Sau khi rời khỏi địa hồi giới Hoành Sơn, đội ngũ tới một tòa quận thành của Hoành Đình Quốc. Mấy người bọn Trần Bình An cũng may trước đó đã từng chứng kiến phong mạo hùng vĩ của ải Dã Phu, cộng thêm trấn Hồng Trúc ba sông hợp thành dòng, cũng đủ phần hoa. Hôm nay đối với thành cao trấn lớn, ở nơi khác cũng đã có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng Lý Hòe vẫn có chút bó tay bó chân, ngay cả rối gỗ vẽ màu thường xuyên cầm ở trên tay cũng vụng trộm giấu lại trong hòm sách nhỏ. Hồ điệp của đám người Trần Bình An ghi lại là huyện Long Tuyền vương triều đại đi, công việc thủ tục vào thành càng thuận lợi nhanh chóng. Thượng quốc của Hoàng Đình Quốc tuy là Đại Tùy Cao Thị mà không phải là Đại Ly Tống Thị, nhưng theo Đại Ly thâu tóm ranh giới rộng lớn Bắc Bộ cả một châu, xu thế Nam Hạ đã định. Hoàng Đình Quốc mấy năm nay đối với văn sĩ Đại Ly ra ngoài du học luôn luôn ưu đãi, chỉ thiếu chưa coi là Bồ Tát sống qua đường mà cung phụng. Dù sao nói không chừng ngày nào đó Hoàng Đình Quốc, mảnh đất một quốc gia này, liền biến thành một châu của vương triều Đại Ly. Vương triều Lô Thị làm bá chủ lãnh thổ phương Bắc Bảo Bình Châu năm đó, hôm nay chẳng những núi sông tàn vỡ, ngay cả dòng họ hoàng thất cũng bị biến thành tù phạm tiện dân, vết xe đổ máu tươi đầm đìa vẫn còn rõ ràng ở trong mắt. Trần Bình An trước khi vào thành đã cẩn thận hỏi dân chúng nơi đây, trong ngoài thành có phong cảnh danh thắng gì hay không. Bởi vì Trần Bình An hy vọng bọn Lý Bảo Bình lần này phụ cấp du học, ở trên điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn, thì cũng có thể tận khả năng thấy được nhiều danh sơn đại xuyên, đạo quan chùa miếu cùng với di chỉ cổ thành một chút, mà không phải là cưỡi ngựa xem hoa, dẫn tới cuối cùng đến thư viện Đại Tùy thực ra cái gì cũng chưa từng thấy, chỉ có màn trời chiếu đất cùng vội vàng chạy đi. Như lần này vào thành thì phải đi du lịch tòa miếu Thành Hoàng, được coi là cổ xưa nhất đó của Hoàng Đình Quốc. Tranh tường nơi đó vẽ cảnh tượng 18 tầng địa ngục, đồn đãi có thể làm người ta như là lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cực kỳ nổi tiếng. Đoàn người hỏi đường xong, dọc theo một đường đi về phía tòa miếu Thành Hoàng đó. Phía sau mọi người đột nhiên nhốn nháo hẳn lên. Trần Bình An quay đầu nhìn, có chút chấn động, thấy được một hình ảnh mới lạ ở cảnh nội Đại Ly Quốc tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Chỉ thấy một đám nam nữ trẻ tuổi, diện mạo hiên ngang, ước chừng 7-8 người, mỗi người quần áo phiêu giật, ở dưới một lão nhân đầu bạc dẫn dắt, nghênh ngang đi xuyên qua phố chợ. Thế mà có người lấy hổ đen to lớn làm vật cưỡi, có người phía sau dẫn theo con rắn lớn đỏ rực dài hơn 2 trượng, còn có người thì đeo một cây cung sừng trâu thật lớn. Đường phố vốn náo nhiệt như dệt cười, nhanh chóng hai bên tránh né ra. Có mấy đứa bé không biết nặng nhẹ, càng trực tiếp bị cha mẹ dẫn dắt nửa lôi rời khỏi con đường, trốn vào bên cạnh cửa hàng. Con rắn lớn đỏ tươi kia không có chủ nhân cố ý ước thúc, lắc đầu quẫy đuôi. Ở đầu đuôi hai nơi còn có phù trụ giáp trụ đỏ tươi phụ trợ, con đinh sủng tiền nhân ở trên núi nuôi dưỡng này càng thêm không ai có thể bì nổi. Nó không phải là ở trên đường thẳng tiến, mà thi thoảng sẽ trườn về phía cửa hàng phụ cận, ngẫu nhiên dừng thân hình, đầu ngóc lên hướng dân chúng quận thành run lẩy bẩy diễu võ dương oai. Trong đó có một đứa bé nhát gan bị con rắn lớn gần trong gang tấc nhìn chòng chọc, bị dọa đến gào khóc, dọa cha mẹ vội vàng bịt miệng nó lại. Con rắn tiếp tục tiến đến, chỉ là bỗng nhiên quấy đuôi một cái, nện ở trên mặt một nam tử vốn đã thở phào đó. Cả người nam tử ở trên không trung xoay tròn vài vòng,
nặng nề rơi xuống đất. Sau khi nôn ra một ngụm máu tươi, dãy ruộng đứng dậy, mang theo vợ con sắc mặt trắng như tuyết, cùng nhau hốt hoảng đào tẩu. Trần Bình An đứng ở nơi xa, nhìn thấy người qua đường ở xung quanh. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người nơm nớp lo sợ, có người chật chật lấy làm kỳ. Chỉ chưa có ai cảm thấy hành vi đả thương người của con súc sinh kia có gì không ổn. Lâm Tù Nhất đạn ra phù lục ở trong tay áo, đứng ở bên cạnh Trần Bình An. Lý Bảo Bình và Lý Huệ đứng gần cửa hàng. Thiếu niên áo trắng ngồi trong xe ngựa, ở dưới xa phù vu lộc khống chế, cũng lệch khỏi quỹ đạo con đường ban đầu, đứng tới chỗ gần ven đường. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Với cái bộ truyện này thì mình cũng xin ý kiến mọi người là chắc là mình sẽ ra chậm thôi, và bù vào đó có thể mình sẽ đọc một bộ truyện với phong cách nó hài hước một chút, nó kiểu kiểu như Nhất Định Vĩnh Hằng, nhưng mà một bộ truyện để giải trí. Hy vọng mọi người có thể cho góp ý nhé. Mình sẽ đọc xong xong với bộ Thiếu Niên Ca Hành. Thiếu Niên Ca Hành thì gần hết rồi. Kiếm like thì có tập nào mình đọc tập đấy. Xin chào mọi người, hãy comment ở dưới nhé. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Like. Hy vọng các bạn có thể ủng hộ, like, chia sẻ video, cũng như là để lại comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Nếu mà tiến độ chuyện có ra chậm một chút thì cũng rất mong mọi người thông cảm, nó có nhiều sự khó khăn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 88 của bộ truyện Kiếm Lai. Đám thiền sư trên núi của Hoàng Đình Quốc, ở trong mắt dân chúng dưới núi, rất nhanh đã đến bên cạnh đoàn người Trần Bình An. Môi lão nhân kia khẽ nhúc nhích, sau đó toàn bộ người trẻ tuổi liền cùng nhau nhìn tới. Ánh mắt có khiêu khích, có tò mò, không ai giống nhau. Nhưng chủ nhân con rắn đỏ kia cuối cùng lại nhẹ quát một tiếng, đem xúc sinh hoành hành không kiêng kỵ đó quát tới bên người. Rõ ràng dễ thấy, sư môn trưởng bối phụ trách chuyến này xuống núi lịch luyện mới vừa rồi đã từng nhắc nhở bọn họ, ở dưới núi gặp đồng đạo thế lực trên núi không thể quá mức mãnh liệt vô lý. Lão nhân khi đi sát qua bên người bọn Trần Bình An, còn Phong Phạm cao nhân mỉm cười hướng thiếu niên Lâm Thủ Nhất gật đầu thăm hỏi. Hai bên cứ như vậy tường an vô sự tách ra, nước giếng không phạm nước sông. Thiếu niên Thôi Sàm đi ra khỏi thùng xe, nhảy xuống xe ngựa, dùng giọng Trần Bình An nghe được, lạnh nhạt nói: ở ngoài đại ly đều là như vậy. Trần Bình An sau khi nhìn thấy đám người đó rời xa, mới có người quan phủ đeo đao đi ra duy trì trật tự. Thật ra chẳng qua chỉ là đi qua sân lộ cái mặt mà thôi. Trần Bình An hỏi: triều đình quan phủ không quản sao? Thôi Sàm cười nói: hoặc là không muốn quản, hoặc là không dám quản, hoặc là hận không thể làm chút gì đó cho các tiên sư trên núi. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Lý Bảo Bình và Lý Huệ thấp giọng nói: tiếp tục đi đi. Thôi Sàm không ngồi xe ngựa nữa, kẹp ở giữa bốn người cùng chiếc xe ngựa kia, chậm rãi mà đi. Thiếu niên áo trắng, mi tâm nốt ruồi son, tay áo bay bay, phong thái thần tiên. Tới gần miếu Thành Hoàng, trên đường phần nhiều loại thiện nam tín nữ tới đây thắp hương. Hai bên đường có rất nhiều sạp buôn bán đồ ăn đặc sắc cùng các loại đồ chơi trẻ con. Trần Bình An mua cho Lý Bảo Bình và Lý Hòe một người, mỗi người một xiên mứt quả. Sau đó hai đứa bé liền bắt đầu so đấu mứt quả của ai lớn hơn. Sự thực chứng minh vận khí của Lý Hòe tốt hơn một chút. Tổng cộng một chuỗi 6 viên, thắng Lý Bảo Bình 4 lần. Sau đó Lý Hòe bắt đầu vui vẻ nhảy nhót, giơ cao xiên mứt quả kia, vòng quanh Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất chạy như bay. Lý Bảo Bình yên lặng ăn mứt quả, sau đó lặng lẽ vươn một chân. Lý Hòe chưa lưu ý liền vấp một cái, ngã vô ích. Xiên mứt quả kia trong tay lăn ra thật xa. May mà hòm sách trúc nhỏ xanh buộc coi như là chắc chắn. Lý Hòe ngồi trên đất khóc to, xé tim xé phổi. Tiểu cô nương áo bông đỏ ngẩng đầu, cố ý nhìn quanh, bị Trần Bình An vừa bực mình vừa buồn cười cho nàng một cú gõ vào đầu, đem Lý Huệ đang đạp hai chân nâng dậy, lại mua cho đứa nhỏ đang lau đau lòng một xiên mứt quả. Lý Huệ nín khóc mỉm cười, tiếp nhận mứt quả sạch sẽ, lại đi nhặt lên xiên mứt quả dính đầy bùn đất kia, mỗi tay một chuỗi, lần này tránh Lý Bảo Bình xa một chút, lắc mứt quả. Lý Bảo Bình trợn mắt nói: ấu chị, rất kỳ quái. Lý Huệ giống như là mặc kệ bị Lý Bảo Bình bắt nạt như thế nào,
cũng chưa từng ghi hận vị tiểu cô nương học cùng trường này, thậm chí tức giận cũng chưa nói tới, nhiều nhất chỉ là bị ủy khuất, tự mình đau lòng. Điểm này Trần Bình An cùng với Lâm Thủ Nhất đều không rõ ràng. Lâm Thủ Nhất cái gì cũng có thể giải thích, vì vỏ quyết giày có móng tay nhọn, Lý Hòe liền cần Lý Bảo Bình tới thu thập. Thiếu niên Thôi Sàm rất sớm trước đó đã thoát đi đội ngũ, một mình ở trước một sạp tạp vật nghỉ chân không tiến lên. Vu Lộc muốn dừng xe chờ, thiếu niên áo trắng cũng không cảm kích, đầu cũng không ngẩng lên, phất tay áo bảo Vu Lộc đuổi theo bọn Trần Bình An. Hắn thì chọn trái chọn phải, có chút chán ghét, liền tính rời khỏi, từ đầu tới đuôi một câu cũng không nói. Chủ sạp là một người trẻ tuổi, vẻ mặt lười biếng. Ban đầu có khách nhân thắp hương đi ngang qua sạp hỏi giá, hờ hững, cho nên việc làm ăn càng kém hơn. Khi mắt thấy thiếu niên áo trắng khí thái phú quý như là con em hào môn hạng nhất ở trong quận thành, nhất là nhìn thấy thiếu niên không chút nào dấu hiệu động tâm, lập tức thay đổi sắc mặt, hoảng hốt từ trên ghế đứng lên, cúi đầu nói mười vật cũ này đều là đồ gia truyền tổ tiên trong nhà lưu lại, ít nhất cũng nên có 200-300 năm lịch sử. Chỉ là hôm nay trong nhà gặp đại nạn, cần bạc gấp, nếu không hắn đánh chết cũng không bán, lấy ra bán đâu. Người trẻ tuổi nhìn qua là biết bị tiểu sắc vét sạch thân thể. Thấy thiếu niên kia mặc kệ mình cổ động như thế nào, vẫn không mở miệng nói chuyện. Người trẻ tuổi đặt mông ngồi trở lại ở băng ghế. Hắn nào có gan ép mua ép bán. Ở trong quận thành, một dúm lão già thiếu già xuất thân hào môn thế tộc đó, người nào không phải là nhổ bãi nước bọt thì có thể dìm chết bọn họ. Huống chi nghe nói trong phủ những người đó hầu như là hàng năm đều có tiên sư trên núi đi ra vào, mỗi lần đều phải mở rộng cánh cửa lễ nghi, bày đội hình to lớn, so với ngày lễ ngày Tết còn khoa trương hơn, pháo bắn vang trời, hận không thể người cả tòa quận thành này đều biết nhà bọn họ đón khách quý thần tiên. Thiếu niên Thôi Sàm đột nhiên hỏi, vật phẩm trên bàn đóng gói hết lại, 10 lượng bạc có đủ không? Người trẻ tuổi dùng sức lắc đầu, vẻ mặt cầu xin nói, vị công tử này thực không phải là tiểu nhân ta công phu sư tử ngoạm, các bảo bối tổ truyền này thực sự là thứ tốt nhà ta từng thế hệ lưu truyền tới nay. Gia phả nhà ta từng ghi lại ở trong sạch rõ ràng, tổ tiên từng làm thiếu sư thái tử hậu thục thái khanh triều. Như vậy đồ của lão tổ tông lưu lại, cho dù một món bán 7-8 lượng bạc không là quá phận đâu. Người trẻ tuổi đỏ cả mặt lên, cầm lấy một người lưu ly dài nửa tấc, chỉ tiếc màu sắc ảm đạm, bộ dáng không tốt. Người bán hàng rong trẻ tuổi nghiêng người về phía trước, thật cẩn thận đưa cho thiếu niên áo trắng. Công tử, người xem cho kỹ, mỹ nhân lưu ly này nếu là nhãn lực tốt một chút, ngay cả lông mi của nó cũng có thể thấy rõ ràng. Còn có nếp nhăn vạt áo kia, có thể xưng là hiện ra mọi chi tiết đấy. Lui một vạn bước để nói, vật phẩm lưu ly hiếm lạ bực này, cho dù là phẩm chất bản thân lưu ly quả thực không cao, nhưng mà món mỹ nhân lưu ly lớn như vậy bán 3-4 lạng bạc không tính là đen lòng nhỉ. Cộng thêm bảo bối to nhỏ khác, công tử ra giá 10 lượng quả là thật thấp. Công tử người xin thương xót tăng giá một chút nữa đi. Thiếu niên Thôi Sàm cau mày nhắc một lát, vậy 11 lạng. Người trẻ tuổi thiếu chút nữa là bị một hơi của mình làm cho nghẹn chết, ngây ra như phỗng, xì ngốc nhìn vị thiếu niên áo trắng đầy người khí chất thần tiên này, cuối cùng giận dữ nói, công tử ngươi đừng có chọc ta. Thiếu niên Thôi Sàm cười ha ha hỏi, có nhận ra bạc tuyết hoa không? Người trẻ tuổi sững sờ gật đầu, cười khổ nói, tự nhiên nhận ra, cha của tiểu nhân là một thế hệ đó, cũng coi như là gia môn phát triển. Con đường cách vách đường cái miếu thành hoàng này có mười mấy cửa hàng đều từng là sản nghiệp của nhà tiểu nhân. Thôi Sàm từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc đập trên bàn, 20 lượng đại ly quan ngân đem đổi thành loại bạc thấp kém kia của hoàng đình quốc các ngươi, như thế nào đều nên được hơn 25 lượng đấy, dư giả có đủ ôm trọn gói một bàn đồ này hay không? Người trẻ tuổi từ trong nhà trộm ra những món đồ này, giá ở trong lòng vốn là khoảng 20 lượng bạc, lập tức mặt mày giãn ra vui vẻ, vội vàng cầm lên nén bạc nó, siết chặt lòng bàn tay, lặng lẽ suy nghĩ một phen, lại lấy móng tay nhẹ nhàng khắc hoa. Không sai, là bạc trắng tỷ lệ vô cùng tốt. Thiếu niên đổi ý, sau khi giấu kỹ nén bạc, hai tay kéo lên góc mép vải bàn, đột nhiên nhấc lên, đôi ba cái liền quấn thành một bọc đồ, vật ở bên trong va chạm với nhau, vang lộp cộp, sau đó buộc chặt đẩy về phía trước cho người thiếu niên áo trắng, cười không khép được mồm. Vị công tử này thuộc hết về người đấy.
Thiếu niên Thôi Sàm xách tới bọc đồ. Người trẻ tuổi cười lấy lòng nói: tiểu nhân là người thành thực, có tiếng của quận chúng ta, làm ăn từ trước tới giờ chưa từng ức hiếp phụ nữ trẻ con. Công tử cứ việc yên tâm 100 cái, vụ làm ăn này cam đoan công tử chỉ có kiếm chứ không có thiệt. Thiếu niên Thôi Sàm một tay xách bọc đồ, hướng miếu Hạch Thành Hoàng kia đuổi theo đám người Trần Bình An, một đường đẩy nhanh bước chân. Sau khi tới gần xe ngựa, đem bọc đồ tùy tay vứt cho Tạ Tạ, lại đến bên cạnh Trần Bình An, chỉ vào nóc nhà bắt mắt miếu Thành Hoàng cách đó không xa, giới thiệu: tòa miếu Thành Hoàng lớn nhất Hoàng Đình Quốc này, tương truyền ở những năm cuối của tiền triều Tây Thục, quản hạt Thành Hoàng mấy châu, cho nên mái hiên lập ngói lưu ly màu xanh lục, quy cách cực cao. Thành Hoàng các miếu bình thường khẳng định không dám lập loại mái ngói quý báu này. Địa chỉ ban đầu cũng không ở chỗ này. Sau khi thay đổi triều đại, họ Hồng nắm giữ quốc gia mới rời tới xây dựng địa chỉ bây giờ. Thật ra địa chỉ ban đầu của tòa Thành Hoàng các này là nơi không tệ, có cái giếng nước cũ là một linh tuyển, hôm nay bị một sơn môn của Hoàng Đình Quốc cải tạo thành khách sạn, chuyên môn tiếp đãi người trong tu hành cùng gia đình phú quý trên dưới triều dã. Linh khí linh truyền phát ra có trợ giúp tu hành. Loại địa phương này ở thế tục dưới núi chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trần Bình An hỏi: đắt không? Thôi Sàm nghĩ nghĩ, đối với ngươi mà nói đắt chết luôn. Trần Bình An liếc mắt nhìn Lâm Thủ Nhất bên cạnh đang ngắm nghía, nhẹ giọng hỏi: như thế nào là quý? Thôi Sàm cười nói: một người một đêm ít nhất bạc trắng trăm lượng đi. Căn phòng góc sân kề miệng giếng kia nhất, đoán chừng tăng thêm một phen còn không dừng lại. Thân là quốc sư đại ly, Thôi Sàm lúc trước nắm giữ một bộ phận hệ thống gián điệp tình báo của vương triều, chuyên môn nhắm vào thế lực trên núi của đại ly cùng quốc gia xung quanh, giống như nội tình lớn nhỏ của các quận thành này ở Hoàng Đình Quốc. Lịch sử thăng trầm của miếu Thành Hoàng thuộc về một trong số những nội dung tình báo nhất định phải nhìn. Về phần vì sao hiểu rõ giá cả cụ thể khách sạn theo như địa chỉ ban đầu, chỉ có quốc sư Thôi Sàm tại lúc rảnh rỗi tạm thời dùng để giải buồn tiêu khiển mà thôi. Hơn nữa, nói không chừng lúc vào cung ý kiến hoàng đế bệ hạ còn có thể coi như là một chuyện phiếm thú vị ở trong lúc đánh cờ một quân một thần. Trần Bình An đè thấp tiếng nói hỏi: nếu mà trên tay của ta có một đồng tiền kim tinh đổi thành bạc thì là bao nhiêu? Thiếu niên áo trắng đưa tay chỉ miếu Thành Hoàng càng ngày càng gần, không nói lời nào. Trần Bình An nghi ngờ nói: là có ý gì? Thôi Sàm cười nói: ý của ta chính là có thể đổi thành một tòa núi bạc lớn như thế đấy. Trần Bình An hơi há to mồm, mắt nhìn miếu Thành Hoàng chiếm diện tích rộng lớn, kiến trúc kéo dài, vụng trộm nâng cái sọt phía sau mình. Thiếu niên dài dơm phát hiện mình cõng một túi tòa núi bạc, đột nhiên cảm giác có vẻ hơi nặng. Thôi Sàm nhìn thấy chi tiết nhỏ nhoi này rồi lại bất động thành sắc. Trần Bình An do dự cả buổi, vào lúc trước khi bước vào miếu Thành Hoàng dừng bước hỏi: Thôi Đông Sơn, ta có thể mượn bạc của ngươi hay không? Thiếu niên áo trắng giống như là một mực đang chờ lời này của Trần Bình An, hai tay khép lại trong tay áo, cười tủm tỉm gật đầu nói: đương nhiên là có thể. Ngươi có thể đem ta xem như là một vị đồng tử bách bảo, muốn tiền có tiền, muốn pháp bảo có pháp bảo. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có thứ ngươi muốn mà không được. Trần Bình An quyết định, chậm rãi nói: chúng ta đêm nay sẽ ở lại tòa khách sạn này, sau đó mặc kệ ở bao lâu, hết thảy chi tiêu tạm thời từ ngươi ứng ra, sau đó ngươi báo cho ta con số cụ thể, tiền lãi ngươi tới định, tương lai trở lại huyện Long Tuyền, ta liền cả vốn lẫn lãi cùng một chỗ trả lại cho ngươi, vậy có được không? Thôi Sàm một tay rút ra tay áo khoát tay nói: tiền lãi coi như xong, đến lúc đó trả lại cho ta tiền vốn là được. Làm cho người khác thuận tiện chính là làm cho mình thuận tiện mà. Chính tại lúc này, Lý Hòe trong tay cầm theo nửa chuỗi đường hồ lô, đột nhiên ngồi xổm người xuống, trừng to mắt dừng ở trên giày của thiếu niên áo trắng. Con châu chấu nhỏ toàn thân trắng như tuyết đứng cạnh thân chân Thôi Sàm. Sau khi bị Lý Hòe dẫm chầm, con châu chấu cổ quái vốn là muốn thuận theo áo choàng bò lên trên, lập tức cứng ngắc bất động. Lý Hòe nhìn con vật bé nhỏ kia, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền muốn thò tay bắt nó. Châu chấu nhỏ màu trắng bạc khiếp sợ, không có dám tiếp tục giả vờ chết nữa, lập tức nhanh nhẹn nhảy dựng lên, chân trước móc vào sợi tơ ở áo khoác của Thôi Sàm, nhanh chóng chạy trốn. Trong nháy mắt bò vào ngang lưng Thôi Sàm, cuối cùng bật nhảy lên treo ở phía dưới ống tay áo, hơi lắc được.
Thiếu niên áo trắng khuôn mặt tươi cười như thường, cổ tay quay về một cái, hai ngón tay tóm lấy trầu trấu, nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay ném vào ống tay áo trái. Một cảnh càng kỳ lạ hơn đã xảy ra. Con trầu trấu trắng như tuyết vốn linh hoạt nhảy loạn xạ, nhưng khi nằm ở trong lòng bàn tay của thiếu niên lại như băng tuyết tan chảy, trong nháy mắt biến thành một nén bạc, chỉ là nén bạc vẫn động đậy. Trong tay áo dấu nén bạc cũng là châu chấu. Thiếu niên áo trắng ngoái nhìn bốn phía, hai vị thiếu niên, thiếu nữ Vu Lộc và Tạ Thạ đến từ vương triều Lưu Thị, dáng vẻ bình thản, nhưng kẻ quê mùa Trần Bình An đến từ Ly Châu Động Thiên lại kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Thôi Sàm hiển nhiên không muốn nói thêm cái gì đó, quay đầu nói với Vu Lộc: người cùng với Tạ Tạ cô nương mua một ít nhang, đợi chút nữa chúng ta vào miếu thành hoàng còn phải dùng tới, tốt nhất tiện thể mua luôn một lọ đựng nhang. Tự nhiên đừng có quên mua cách trông thanh lịch một chút đấy, bằng không tiền nhang đồng ta không có trả đâu. Thiếu niên cao lớn dẫn theo thiếu nữ ngầm đen cùng đi. Trần Bình An hỏi: thôi Đông Sơn, nén bạc này là tiền ngươi mua bọc vật phẩm kia đúng không? Nó sao lại biến thành châu chấu rồi chạy về thế này? Thiếu niên áo trắng vẻ mặt vô tội: ta rõ ràng trả tiền rồi, tiền trao cháo múc, thế nhưng nén bạc này mọc chân nhất quyết về tìm ta, ta cũng khó nghĩ mà. Lý Hòe ngồi chồm hồm trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, chật chật nói: đúng là đồ tốt, ta nếu có một nén bạc như vậy đi khắp thiên hạ cũng không khó. Thiếu niên áo trắng cúi đầu cười hỏi: người thích sao, có muốn lấy không? Thứ này là trùng bạc, không có tác dụng gì, chỉ là khá hay. Nguyên do ra đời của loại tinh quái này không thể biết được, dù sao ngân khố lớn của rất nhiều vương triều 100 năm còn chưa chắc xuất hiện một con trùng bạc, và lại nếu có xuất hiện cũng không to, biến thành bạc nhiều lắm thì cũng chỉ bằng chút bạc vụn, to giống như là con ở trong tay áo ta thì rất là ít gặp, vì vậy ta mới nguyện ý mang theo ở trên người. Hơn nữa nó không sợ lửa, không sợ nước, dù là bị hàng vạn quân đè lên cũng không mảy may thương tích, mặc người cắt ra làm 10 mảnh chỉ cần để lại một chỗ, nó vẫn có thể phục hồi nguyên vẹn như ban đầu. Lý Hòe, nếu ngươi muốn ta có thể tặng cho ngươi. Lý Hòe đứng lên nghiêm trang trả lời: ta chỉ có một tỷ tỷ tên là Lý Liễu, nhưng tỷ ấy tạm thời vẫn coi như là vợ của A Lương. Thiếu niên áo trắng hiểu rõ ý của nhóc con này: ta cho không đấy, có lấy không, ta thực sự không có ý với tỷ tỷ của ngươi. Lý Hòe hỏi: vậy sau này ta ăn uống trả tiền, đưa cả mười mấy người Trần Bình An bữa nào cũng nhậu nhạt ăn ngon, có phải lần nào cũng có thể tự biết chạy về hay không? Thôi Sàm cười tủm tỉm gật đầu, lắc lắc tay áo để nén bạc rời khỏi ống tay áo đưa cho Lý Hòe. Lý Hòe muốn đón lấy nén bạc, động tác thoáng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An bên cạnh. Trần Bình An nói: ăn cơm thì đương nhiên phải trả tiền, không thể dùng cách quỵt nợ. Thôi Đông Sơn làm sao, ta không xen vào, nhưng mà Lý Hòe ngươi là đệ tử của Tề tiên sinh. Lý Hòe lập tức đưa hai tay ra sau lưng dí sát vào mông, lắc đầu nói với thiếu niên áo trắng: hay, vậy thôi. Trần Bình An tiếp tục nói: Lý Hòe, lời ta còn chưa nói hết, nhưng trùng bạc có thể nhận, người ta có ý tốt tặng cho ngươi thứ tốt, ngươi cứ nhận trước đã, về phần sau này sử dụng như thế nào vậy thì sau này lại đưa theo quy củ mà làm. Mắt của Lý Hòe sáng lên, lấp đầy nén bạc ở trong tay thiếu niên áo trắng định nhét vào ngực của mình, suy nghĩ một chút lại xoay người quay lưng lại với mọi người, mở hòm sách ra ném nén bạc vào trong đó. Thiếu niên Thôi Sàm hậm hực thu tay lại, bất đắc dĩ nói: đúng là quanh năm đánh ưng lại bị ưng mổ mắt. Vu Lộc đã mua được một cái nhang đồng bằng gỗ hoàng dương chế tác tinh xảo, đựng đầy những cây nhang đủ cho mọi người nhiều lần vào miếu thắp hương rồi. Ngoại trừ Tạ Tạ phải trông xe ngựa bên đường, cả đoàn người còn lại vào miếu thành hoàng. Sau khi mình kính nhang xong, nhìn câu đối ở chủ điện: sắp chết chỉ có một mình, đến âm ti mới hỏi con cháu đâu, cuối cùng để lại chỉ là thiên cổ bêu danh, đến địa phủ mới biết tất cả đều kết thúc rồi. Thành hoàng gia ngồi ghế cao ở giữa, hai bên có người hầu dưới trướng theo thứ tự trở ra, thành thế to lớn, riêng tượng đất trước vị tướng quân có đến đã 8 pho tượng. Thiếu niên Thôi Sàm nói miếu thành hoàng quy cách nhất bảo Bình Châu cũng chỉ tới mức thế này, nhưng thành hoàng các nào đó lớn nhất thiên hạ này có tới 24 ti, có cả kiếm bộ ti, khu dịch ti và học chính ti, hầu như có thể so với triều đình của một nước nhỏ. Lâm Thủ Nhất thấy rất thú vị, Lý Bảo Bình ngược lại không hứng thú lắm.
Lý Huệ nhát gan nhất, chỉ dám theo thật sát Trần Bình An. Nhìn kỹ bức họa 18 tầng địa ngục chứa danh trên bức tường trong chủ điện, làm cho người ta cảm thấy chuyến này đi không tệ. Sau đó ra khỏi chủ điện, hậu điện là một tòa đại đường giống như huyện nha phán án. Thành hoàng gia ngồi ngay ngắn ở sau đại án, hai bên trái phải có văn võ phán quan đứng đó. Cầu đối bên ngoài tòa đường thì cũng chỉ có một nửa. Thành tâm tất rất linh nghiệm, không cần ngươi dập đầu, mau mau thoái lui, về sau chống không. Lý Bảo Bình lúc này mới hứng thú, bắt đầu dự đoán nội dung về sau, nhưng không cách nào có thể vừa ý, cau mày không muốn nhận thua. Thiếu niên Thôi Sàm và Vu Lộc cũng đều đứng bên dưới cầu đối chống. Trần Bình An lại đưa theo Lâm Thủ Nhất và Lý Huệ đứng ở cửa vào nhìn quanh bên trong. Bên trong có tượng đất giống như là nằm dạp sập đầu, có tượng nặn hình ở trên vai gồng gành gông xiềng, có tượng nặn hình quỳ chân cúi đầu, có một vị lão già áo xanh không đưa theo gia quyến. Sau khi nhìn thấy hòm sách trúc bắt mắt của mấy người Lý Bảo Bình, hiểu ý cười cười đi tới bên cạnh thiếu niên Thôi Sàm, cùng ngửa đầu nhìn câu đối chống cười hỏi: chư vị tiểu phu tử đã nghĩ được vế dưới chưa? Thôi Sàm ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Bảo Bình một khi nghiêm túc nghĩ về chuyện gì sẽ hết sức chăm chú, thực sự không nghe thấy. Duy chỉ có Vu Lộc mỉm cười đáp: có nghĩ đến một chút, nhưng tự mình cảm thấy chưa hài lòng, đúng là quá thiếu gấm chắc vải thô, không dám tự giễu với lão tiên sinh. Lão nhân cười to, giơ ngón tay chỉ về câu đối. Câu đối này ý mà, quận thành vẫn luôn lưu truyền một quy tắc bất thành văn. Bất luận là người hay là quỷ, là tinh mị hay là cổ quái, chỉ cần ai có thể nghĩ được vế dưới làm hài lòng mọi người sẽ trở thành khách quý của tòa lão thành hoàng này. Vu Lộc nghi hoặc hỏi: lão tiên sinh, như thế nào mới tính là hài lòng mọi người? Thiếu niên Thôi Sàm lười biếng nói, đặt tay lên ngực tự hỏi. Lý Bảo Bình vừa hay nghĩ ra, phá bỏ chứng ngại vật ở trong lối tư duy. Sau khi trùng hợp nghe được câu hỏi kia, tiểu cô nương liền vô thức bổ sung: đêm dài vắng người, lương tri trong sạch, trong lòng tự hỏi, buột miệng nói ra. Lão già áo xanh tóc trắng xóa chậm rãi gật đầu. Tuy rằng vị tiểu cô nương áo đỏ cuối cùng không thể nghĩ ra được vế dưới phù hợp, nhưng vị lão nhân kia vẫn khăng khăng muốn đưa tiễn bọn họ ra khỏi miếu thành hoàng, đứng ở trong ngưỡng cửa mỉm cười cáo biệt mọi người. Sau khi rời khỏi tòa miếu thành hoàng cổ, Trần Bình An hỏi người dân tìm nơi trọ, kết quả ai nấy mờ mịt không biết, giống như là quận thành không hề tồn tại nơi thế này, đành phải mong chờ vào thiếu niên áo trắng. Thiếu niên Thôi Sàm cười hỏi: bằng không hay là thôi đi, ta cũng là nghe được chút tin tức, chưa chắc đúng. Hơn nữa nếu thực là không có đời văn ăn vàng nuốt bạc như thế, người cũng không cần vay tiền ta nữa rồi. Trần Bình An mắt nhìn Lâm Thủ Nhất, người sau không hiểu ra sao. Trần Bình An cố chấp nói: các người cứ từ từ dạo trước, ta hỏi lại xem sao. Thiếu niên giày rơm cộng cái sọt, một mình bước nhanh về phía trước cách xa đoàn người, hỏi hết người này đến người khác. Thiếu niên Thôi Sàm đi về phía xe ngựa, thần sắc mơ hồ không vui, nhịn không được oán thầm: Trần Bình An ngươi dù là cõng cả một tòa núi vàng núi bạc, nhưng cứ tiêu tiền như nước thế này, cuối cùng vẫn là làm không công cho người ta, cần thiết phải ân cần như vậy sao? Khi thiếu niên áo trắng xoay người vén rèm xe, quay đầu nhìn Lâm Tủ Nhất đang mơ mơ màng màng, thiếu niên ánh mắt tối tăm phiền muộn, giờ khắc này đột nhiên có chút ghen tị. Trần Bình An cuối cùng cũng hỏi được địa chỉ cũ của miếu thành hoàng. Không có người nào từng nghe nói về khách điếm mà Thôi Sàm nhắc tới. Quận thành này, thành lớn phía bắc Hoàng Đình Quốc, muốn đi đến địa chỉ cũ của miếu thành hoàng gần như là phải đi hơn phân nửa cái quận thành. Đợi đến lúc mọi người đi theo hướng dẫn của người đi đường cuối cùng, đã gần tới lúc hoàng hôn, chỉ phát hiện một đống tường cao màu sơn đỏ, qua lại thật lâu mới thực không dễ dàng tìm được một cái cửa vào ngõ hẻm nằm khuất ở một chỗ khó mà có thể thấy, hai chiếc xe ngựa miễn cưỡng có thể thông qua. Càng đi vào trong, càng làm cho người ta cảm giác như là động thiên, dẫn những khe hở của những đường gạch xanh dưới lòng bàn chân thi thoảng tản mát ra một trận sương mù mờ ảo. Sau khi bay vào tường cao hai bên, khoan thai hội tụ như là thanh tuyền chậm rãi chảy xuôi ở trên mặt tường, mơ hồ ở trong đó có tiếng nước chảy vang. Thiếu niên Thôi Sàm trông thấy Trần Bình An bọn hắn nghi thần nghi quỷ, giải thích nói: ngõ hẻm này là một trong những chiêu bài của khách điếm này, tên là ngõ Hạnh Vân Lưu Thủy,
kế tiếp tiến vào cửa lớn của dinh thự, có thể lập tức sẽ có người nhìn thấy một bức tường minh nguyệt xây làm bình phong ở cổng. Bởi vì trong bức tường xây làm bình phong ở cổng này có tinh phách không rõ lai lịch, nghĩ lại hình thái bất định, đại khái giống như là hình dạng của trăng, sáng tối tròn khuyết, toàn bộ hiển lộ ra trước bức tường bình phong. Nhưng bức tường bình phong đáng giá thực sự vẫn phải là nhật nguyệt kết hợp. Nếu mà vạn nhất có thể tăng thêm một chút tinh tượng, chỉ sợ phù đệ tiên gia hàng đầu sẽ không quản mặt mũi mà ra tay cướp đoạt. Cuối ngõ hẻm, một phiến đại môn, trên cửa có điêu khắc hai tôn thần cao lớn hoa văn màu, so với nam tử trẻ tuổi cường tráng còn cao lớn hơn, uy mãnh lẫm lẫm, dáng người khôi ngô, đờ mặc giáp trụ màu vàng, một người cưỡi hổ cầm kiếm, một người cưỡi dao dương đao. Hai môn thần trừng mắt nhìn hầm hầm hẻm nhỏ, bởi vì là khắc nổi trên gỗ mà không phải là loại giấy của nhà bình thường, vì vậy mà hai môn thần trông sinh động như thực, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Lý Hòe vụng trộm nuốt nước miếng, cảm giác bản thân vẫn là trên đỉnh núi ngủ ngoài trời càng thêm tự tại thoải mái một chút. Đại môn từ từ mở ra, một vị phụ nhân xinh đẹp trời sinh có một đôi mắt hoa đào ưỡn nẹo vòng eo bước qua cánh cửa khoan thai đi ra, sau lưng là hai vị nữ tử trẻ tuổi thắt hai bím tóc, bên hông mỗi người đều đeo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm màu xanh. Các nàng không đi theo phụ nhân đi về phía hướng khách nhân, mà là đứng ở cửa ra vào. Phụ nhân xinh đẹp là một dáng vạn phúc. Nô gia là Lưu Gia Hủy, gia trong từ gia khánh, hủy trong từ hoa cỏ, tên thực không được thanh nhã cho lắm, chư vị khách quý có thể gọi ta là Gia Hủy. Xin hỏi các vị khách quý, liệu có phải muốn trọ tại khách điếm Thủ Lô của chúng ta hay không? Đã có hẹn trước hay chưa? Phụ nhân nói chuyện, tầm mắt của nàng thẳng tắp nhìn về phía thiếu niên áo trắng anh tuấn, khiến cho người ta không thể bỏ qua kia. Chỉ là vị thiếu niên anh tuấn kia thờ ơ, thập phần vô lễ. Phụ nhân xinh đẹp và thiếu niên anh tuấn, hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Người phía trước tuy rằng nội tâm có chút không vui, ở trên mặt vẫn là vui vẻ không thay đổi. Hai tỷ nữ đứng chỗ cửa ra vào, rõ ràng là có chút tự rất tức giận rồi. Ở trong quận thành, ai dám thất lễ như thế với phụ nhân nhà mình cơ chứ? Ngay cả quận trưởng đại nhân đã từng là đại tướng một vương ở biên cương, nếu là trong lúc dạo chơi ngoại thành hoặc là thắp hương gặp gỡ phụ nhân, luôn luôn lấy lễ đối đãi, khách khí kêu lên một tiếng. Lưu phụ nhân hoặc là nhị đương gia, một khi có việc muốn nhờ, cần khách điếm Thù Lô hỗ trợ, đáp cầu dắt mối, đều ở trước mặt tôn xưng làm Lưu tiên sư. Phụ nhân xinh đẹp khoe mắt liếc qua, nhanh chóng liếc nhìn một cái Lâm Thủ Nhất, thần sắc lạnh lùng, cũng không phát hiện khác thường, liền tiếp theo tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn về phía thiếu niên áo trắng ôn nhu hỏi: vị công tử này cảm thấy ta cùng với khách điếm Thù Lô có gì không ổn sao? Đến nơi này rồi mới thấy không như tưởng tượng, có chút thất vọng phải không? Cảm thấy nơi đây là hữu danh vô thực sao? Thiếu niên thôi sàm có chút không kiên nhẫn, đưa tay chỉ thiếu niên giày dơ bên ngoài: người bái sai Bồ Tát rồi, vị chủ nhân chân chính nắm giữ tiền tài là vị này. Phụ nhân thầm kinh ngạc trong lòng, vội vàng hành lễ vạn phúc với Trần Bình An, coi như là trả lễ xin lỗi. Không chờ phụ nhân nói chuyện, Trần Bình An mắt nhìn đại môn, sau khi thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, quyết định: chúng ta người tương đối nhiều, có đủ phòng không? Phụ nhân tự nhiên cười nói: đủ, như thế nào lại không đủ? Tuy rằng lập tức chính là đại điển tế tự miếu thủy thần 3 năm một lần của bổn quận, tiền sư khắp nơi đều đến vì quận trưởng đại nhân cổ động, khách điếm Thù Lô sinh ý coi như có thể. Nhưng mà các vị khách quý đại giá quang lâm, dòng đến nhà tôn, dù là nô gia có phải nhường lại tiểu viện của mình, tạm thời dọn đi khách điếm lữ xá khác, cũng tuyệt không dám để các vị khách quý mất hứng mà về. Cuối cùng Trần Bình An chọn một viện tử lớn tên là Thanh Lộ, ở chỗ gần miệng giếng cũ của lão thành hoàng nhất, coi như là sân nhỏ phòng chữ thiên của Thù Lô khách điếm. Sở dĩ ngàn dỗi đến bây giờ, thật sự giá cả là cao quá mức, không tính tiền theo đầu người, dù sao một ngày chính là 2.000 lượng bạc. Người ngủ lại tại Thù Lô khách điếm, không thiếu người tu đạo có thân phận luyện khí sĩ, nhưng mà tu luyện một là một chuyện, nếu không phải tính toán tỉ mỉ, có gia tài bạc tỷ, không nắm chắc, không có chỗ dựa vào gia tộc hùng hậu, hoặc là bản thân không có thủ đoạn ngày kiếm đấu vàng, thì lúc nào cũng sẽ trong tình trạng cực kỳ túng quẫn. Khác hoàn toàn so với hình tượng tiên sư tiền tài phú khả địch quốc ở trong mắt dân chúng bình thường. Giếng cũ của khách điếm Thù Lô kia đúng là trung tâm của nguồn nước, nơi linh khí tràn đầy,
nhưng đối với luyện khí sĩ mà nói, vì thế mà phải trả một giá ngày 2.000 lượng bạc là tuyệt đối không có lợi, mua bán lỗ vốn. Vì vậy, sân nhỏ này phần lớn là nơi để quyền quý có tiền một phương dùng để chiêu đãi đại lão quan trường giang hồ hào hiệp. Lưu phụ nhân tự mình mang theo mấy vị khách quý đến từ bên ngoài này, qua hành lang, theo lối nhỏ, cuối cùng đi vào một tòa sân nhỏ u tĩnh. Trong góc của sân nhỏ, từng khóm cây mọc um tùm xanh tốt, có một cái vạc nước bằng đá cao cỡ nửa người, ở bên trong nuôi dưỡng một đám cá chép đủ loại màu sắc. Trên mặt nước có hoa sen, có búp nhỏ mới hé, lộ ra chóp hoa nhọn nhọn. Lưu phụ nhân cười chỉ vào một cái chuông đồng trên bàn đá nói: "Nếu có chuyện cần sai bảo, các vị cần nhẹ nhàng lay động chuông đồng, sẽ có nha hoàn tay chân lanh lợi chạy đến sân nhỏ." Lại chính là chỗ cửa sau của tòa sân nhỏ này, đẩy ra cửa trúc, đi về phương bắc hơn 30 bước, có thể trông thấy một cái đình nghỉ mát tên là Chỉ Bộ Đình. Ở đó có đặt 3 trường bộ đoàn, tiền sư có thể ở tại trong đình thổ nạp linh khí. Giếng nước bên kia không mở ra cho người ngoài, hy vọng các vị thông cảm. Trần Bình An gật đầu nói: "Chúng ta nhớ kỹ, sẽ không lướt qua Chỉ Bộ Đình, tự tiện đi hướng giếng cũ." Lưu phụ nhân nhau cặp mắt hoa đào vốn mang sẵn vẻ xuân, dáng vẻ tươi cười chân thành, ôn nhu nói: "Suy bụng ta ra bụng người, tức là Phật tâm." Lý Bảo Bình hiếu kỳ hỏi: "Lưu phu nhân, đại môn bên kia của các người không phải nên có một bức tường bình phong đứng sừng sững ở cổng ấy sao?" Lưu phụ nhân thở dài, không muốn nói tỉ mỉ cái nội tình trong đó, hàm hồ mang qua: "Lúc trước xảy ra một chút chuyện, tường xây làm bình phong ở chỗ cổng đã mất đi dạng trăng dị tượng, liền dứt khoát dỡ xuống rồi." Bốn gian phòng ốc, Lý Bảo Bình cùng với Tạ Tạ một gian, Lý Hòe cùng với Trần Bình An, Thôi Sàm cùng Vu Lộc, cuối cùng một gian để lại cho một mình Lâm Thủ Nhất, thân đã là luyện khí sĩ. Sau khi tiến vào nơi đây, Lâm Thủ Nhất thực sự rõ ràng cảm nhận được tinh thần sảng khoái. Loại cảm giác sảng khoái huyền diệu này giống như là lúc trước chạy trong vũng bùn lầy, lầy lội do mưa, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, phải rút chân lên từ vũng bùn đó mới có thể bước tiếp được. Còn nay, khi trời đã sáng trở lại, không chỉ là đường khô ráo, còn thay cả một bộ quần áo sạch sẽ, cảm giác đi trên đường tự nhiên nhẹ nhàng, thích ý hơn hẳn, giống như cả cơ thể đều đã thoát thai hoán cốt rồi. Lâm Thủ Nhất liền có một chút buồn bực, ẩn vào bên trong quận thành phố xá sầm uất, vẫn còn có một khối phúc địa lợi ích tu hành như vậy sao? Thế nhưng, là một đường đi tới, cũng không gặp được bất kỳ khách nhân nào. Dựa theo lời nói của Lưu Phu Nhân, khách điếm Thù Lô sinh ý cũng không kém, cùng thành trấn khách điếm lúc trước, bọn họ ngẫu nhiên từng ở lại mấy lần, nhào nhào hỗn loạn, vô cùng náo nhiệt, khác nhau rất lớn. Trần Bình An vào lúc sau khi Lưu Phụ Nhân rời khỏi, trước tiên đem cái sọt đặt vào trong phòng, từ trong cái sọt lấy ra một cái hộp âm trầm mộc, bên trong để 4 cây châm dáng vẻ cực kỳ đơn giản nằm song song. Trong đó 2 cây châm là ngọc mỡ dê, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, còn có cùng ngọc bích, hắc ngọc, tính cả cái hộp, tất cả đều tốn mất 100 lượng bạc của Trần Bình An. Trên đường tìm kiếm khách điếm Thù Lô, đội ngũ đi ngang qua một gian cửa hàng ngọc thạch. Trần Bình An vốn định đi vào tùy tiện xem một chút, được thêm kiến thức, mở mang tầm mắt thì tốt rồi. Kết quả liếc nhìn chúng nó, 4 cây châm im lặng nằm ở trong hộp gỗ đang mở, tương thần tương ái, làm cho trong lòng người sinh ra cảm giác vui mừng. Lúc Trần Bình An nghe chủ nhân cửa hàng nói ra giá làm cho người ta tặc lưỡi, hạ quyết tâm không nghĩ ngợi thêm gì. Thế nhưng là Thôi Xà mấy lần ám chỉ hắn nhất định phải mua xuống hộp châm ngọc này, cuối cùng dứt khoát tuyên bố nếu là Trần Bình An không ra tay, hắn Thôi Đông Sơn sẽ phải mua. Trần Bình An cắn răng một cái, liền cùng với Thôi Sàm thương lượng tốt, giống như là tiền thuê trọ vậy, trước sau ghi vào chướng. Vì vậy Trần Bình An thiếu nợ thiếu niên áo trắng khoản tiền đầu tiên 100 lượng bạc, không nhiều lắm nhưng tuyệt đối là không tính ít. Chủ tiệm tặng cho Trần Bình An một thanh khắc đao chuyên dụng của thợ ngọc, đồng thời giải thích cho thiếu niên một chút về sự khắc, về độ cứng mềm của ba loại ngọc chất, lúc xuống đào nhớ nặng nhẹ khác nhau. Trần Bình An một chữ cũng không bỏ, yên tâm ghi nhớ ở trong lòng. Trần Bình An ở trên thuyền lúc qua sông Tú Hoa, cây châm ngọc bích được Tề tiên sinh tặng cũng không cánh mà bay. Lúc ấy hắn đã từng cùng với Lý Bảo Bình nói qua, về sau có cơ hội bản thân sẽ mua một cây châm khắc đến đó 8 chữ kia. Hôm nay chẳng qua là từ một cây châm biến thành 4 cây mà thôi. Lý Hòe sau khi đặt hòm sách nhỏ nơi chân tường, tung người nằm xuống giường, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn nói:
đúng là nơi thần tiên mà, cha mẹ và tỷ chẳng có được cái phúc khí này. Đứa trẻ nghĩ tới một chuyện, vội vàng bật dậy, sau đó ngồi xổm nơi góc tường, mở hòm sách ra, lục loại một hồi, dứt khoát lôi con rối gỗ màu vàng tượng đất ra, lấy hết thầy ra. Liễu Hè ngó đầu vào hòm sách trống rỗng, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bóng lưng Trần Bình An, uy khuất nói: "Thôi Đông Sơn, quả nhiên không phải là người tốt lành gì, nén bạc kia không thấy đầu nữa. Trần Bình An, làm sao bây giờ, ta có thể đi đòi lại không?" Trần Bình An đều đặt hộp gỗ và dao khắc trên bàn, sau đó bắt đầu nghĩ xuất thần, vẻ mặt thiếu niên tràn đầy nghiêm túc như là sắp đánh trận. Sau khi nghe Lý Huệ phàn nàn, Trần Bình An quay đầu cười nói: "Trùng bạc này đã là đồ của người rồi, nếu thực là ở chỗ hắn, đương nhiên thì có thể đi lấy về." Lý Huệ vội vã chạy ra phòng: "Ta tìm Thôi Đông Sơn tính sổ." Trần Bình An nhắc nhở: "Nhớ phải nói chuyện cẩn thận với người ta." Trần Bình An đóng cửa lại, ngồi trở lại ở trên cạnh bàn, hai ngón tay nhón con dao khắc ngọc nhỏ tinh xảo, âm thầm cảm nhận trọng lượng của nó. Cây trầm của cậu khắc cái gì? Rất đơn giản, chính là 8 chữ nhỏ khắc trên cây trầm đã mất: "Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc." Nhưng 3 cây trầm ngọc còn lại, cậu định tặng cho 3 đứa Lý Bảo Bình, sau này làm quà chia tay khi tới được thư viện Đại Tùy. Bảo Bình, Thủ Nhất, Lý Hòe. Cuối cùng Trần Bình An vò đầu bứt tai, mãi cũng có thể nghĩ ra 3 câu, tuy rằng chẳng hề tao nhã, dù sao cũng có thể chắc chắn là không sai. Lâm Thủ Nhất đột nhiên đẩy cửa ra, đứng ngoài cửa nổi giận đùng đùng: "Trần Bình An, ngươi có phải là điên rồi không? Những 2.000 lạng bạc chỉ để ở đây một đêm sao?" Trần Bình An mờ mịt quay đầu nhìn thiếu niên cực kỳ lạ lẫm. Bên cạnh Lâm Thủ Nhất, thiếu niên áo trắng đứng đó khoanh tay, vẻ tươi cười gợn đòn. Lâm Thủ Nhất giận tới mức bờ môi run run, đưa tay chỉ vào Trần Bình An: 2.000 lạng bạc, Trần Bình An, ngươi là con trai của quận trưởng lão gia hay sao? Hay là hoàng thân quốc thích ghê gớm vậy?" Trần Bình An nhíu mày, nhẹ nhàng buông dao khắc, đứng lên, vừa định mở miệng, Lâm Thủ Nhất đã quay người bước nhanh rời đi. Lý Hòe rón ra rón rén chuồn vào phòng, trong tay cầm nén bạc kia. Đứa nhóc này không dám xen vào chuyện này, ngồi ở bên kia mép giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Trần Bình An liếc mắt nhìn thiếu niên áo trắng, một lần nữa quay về ghế. Thôi Sàm dựa vào cửa phòng, tên đầu sỏ gây chuyện vẫn không quên châm ngòi thổi gió. Cảm giác lòng tốt lại thành lòng lạ, lòng lang dạ thú, không dễ chịu đúng không? Trần Bình An không thèm nhìn hắn. Thôi Sàm suy nghĩ một chút, đi vào trong phòng, ngồi đối diện Trần Bình An, một tay chống cằm, cười nhìn về phía Trần Bình An, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Ngươi nói xem, Lâm Thủ Nhất có phải đã coi túi tiền riêng của ngươi là tài sản chung của cả đội các ngươi? Vì vậy ngươi lần này dùng tiền rõ ràng là vì tu hành của hắn. Nhưng một Lâm Thủ Nhất tính tình trưởng thành sớm và lại nhận thức được về tiền bạc, sau một phen cân nhắc thiệt hơn, lại cảm thấy mình bị thiệt thòi, cho nên mới nổi giận với ngươi. Ta nghĩ có khả năng này đấy." Trần Bình An sắc mặt không thay đổi. Thôi Sàm hì hì nói: "Có phải ngươi thấy ta là kẻ đục nước béo cò?" Thôi Sàm lại tự nói tự thừa: "Vậy ngươi có thể trách oan ta. Lấy một ví dụ, lúc trước ta vì muốn mua được cái bọc sách dưới kia, liền trả nén bạc kia. Có điều trùng bạc rơi vào tay của người xa lạ sẽ hóa thành châu chấu, chuồn chuồn gì đó, trở về với chủ nhân. Vì vậy ngươi sẽ cho rằng là ta lấy thuật pháp lừa người khác, đúng không?" "Sai rồi, sai hoàn toàn. Người kia chính là con bạc được ăn cả ngã về không. Nhìn cái vận số, là một quỷ đoàn mệnh, không biết tiếc phúc yêu thọ. Nếu mà ta cho hắn tiền bạc, hắn sẽ đánh bạc, mới lại hại hắn. Nói không chừng mấy ngày nay sẽ là gặp tai họa bất ngờ. Hôm nay tạm thời không còn bạc đi mà đánh bạc. Tên phá gia chi tử này phải trộm đồ trong nhà mang ra bán đồ bán tháo, ngược lại có thể làm cho hắn sống thêm vài ngày." Trần Minh An cuối cùng cũng mở miệng: "Từ lúc người bắt đầu xuống xe, giới thiệu miếu Thanh Hoàng, lại trôi chảy nói tới khách điếm Thu Lô này, nhưng thực ra là đang gợi ý cho ta đúng không? Nhưng ta không hiểu, làm việc hại người không lợi mình là có ý nghĩa gì?" Thiếu niên áo trắng nghiêng đầu, hai ngón tay thay phiên gõ lên mặt bàn: "Đã từng có người lớn tuổi hơn ngươi một chút, trong tay cất giấu một con dấu, có khắc 4 chữ: Thiên Hạ Nghinh Xuân." Thiếu niên áo trắng trầm tư. Trần Bình An hỏi: "Sau đó?" Thiếu niên áo trắng lấy lại tinh thần, vút vút nốt ruồi ở mi tâm màu đỏ, nghĩ tới cái khí hậu cổ quái trên cả quãng đường tới nay, cũng chắc chắn một việc:
Chắc đúng như là bản thân suy đoán, con dấu mà Tề Tĩnh Xuân đưa cho thiếu niên Triệu Diêu có ý nghĩa quan trọng. Chỉ tiếc là sự xuất hiện của mình, thiếu niên, một khi thăm dò được liền lựa chọn giữ bo cho mình. Bất kể là vì tiền đồ bản thân hay là vì an nguy của gia tộc, thiếu niên cuối cùng hai tay dâng con dấu. Vì vậy thứ ẩn chứa trong con dấu liền tự quay về thiên địa. Khó trách thời tiết cuối xuân năm nay dài dằng dặc như vậy. Nhưng Thôi Sàm cảm thấy sự tình lại không hề đơn giản như thế. Mặc kệ Tề Tĩnh Xuân có còn người kế nhiệm hay không, dưới sự sắp xếp của lão Tú Tài, số mệnh của Thôi Sàm này hẳn là được trói chặt với thiếu niên ngõ Nê Bình rồi. Tuy rằng bị Trần Bình An liên lụy, hại hắn cùng chịu cảnh tiền đồ mờ mịt, nhưng Thôi Sàm vẫn không muốn vò đã mẻ lại sứt, mà là kích thích lòng thắng bại tràn đầy, hy vọng có thể đưa Trần Bình An từng bước một dẫn tới con đường lớn cửa quan, chứ không phải là bị kẻ quê mùa không được học hành đưa cho con đường rách nát hít gió trời mà sống. Cái này giống như là hai người đang kéo co, sức mạnh không phải là ở cánh tay mà là sức mạnh ở trong lòng. Thiếu niên áo trắng tâm trạng dần dần chuyển tốt, cùng với gia hỏa trước mắt so đấu tâm trí và kiên trì. Thôi Sàm ta tốt xấu gì cũng từng là tu sĩ đứng đầu đưa thân tới cảnh 12, càng là tông sư cờ vây vang danh trung thổ thần châu, cũng là cùng một đứa nhóc đánh cờ, muốn thua cũng khó khăn nhỉ. Còn đối với thiếu niên giày rơm trước mắt, đã hoàn toàn không để ý tới thiếu niên áo trắng, bởi vì Trần Bình An đã bắt đầu cầm dao khắc và châm ngọc, bắt tay vào khắc chữ thứ nhất rồi. Mình xin phép ngừng tập này đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Màn đêm bao phủ ngõ Hành Vân Lưu Thủy, ngoài cửa chính là khách điếm Thu Lô kia, vang lên từng đợt tiếng người ngựa. Lưu phụ nhân một mình đứng ngoài cửa, bên hông dắt hai khối trang sức hoàng kim, hình dáng hồ phù. Hình dáng hồ phù. Một chiếc xe ngựa dừng lại ngoài cửa. Một vị nam nhân trung niên mặc thần văn sĩ thanh sam bước xuống, không giận mà uy, mơ hồ lộ ra vài phần phong thái nho tướng. Chỉ là nam tử lúc này thần sắc mệt mỏi, sau khi nhìn thấy phụ nhân xinh đẹp liền lộ ra ý cười. Để cho ngươi chờ lâu, chúng ta đi vào nói chuyện. Phụ nhân thần sắc ôn hòa, xoay người dẫn đường. Nam tử liếc mắt hổ phù ở bên hông nàng, cau mày nói: cần khẩn trương như vậy? Phụ nhân cười lạnh nói: ta nơi này chính là khách điếm nhỏ, không so sánh được với dinh quan quận trường của đại nhân. Nếu không phải thế thì hai ngày trước vừa mới bị người ta dỡ xuống bức tường bình phong chiêu bài ở cổng, chỉ có thể nén giận không nói. Hôm nay đầu sỏ gây nên, còn mang theo một đám đồ tử đồ tôn đến nơi này của ta ở lại. Ta giống nhau, chỉ có thể ngoan ngoãn bị nắm cái lỗ mũi, mỉm cười theo sau hầu hạ mấy tên đại gia tiên sư này. Cái này hết thầy đều phải quy công ở chỗ quận trưởng đại nhân có cách quản lý. Nam nhân hơi hơi gằn giọng nói: được rồi, Gia Huy, ta biết rõ trong lòng ngươi tức giận, nhưng mà hiện tại ta cũng không có khá hơn chút nào. Vì trận đại điển tế tự miếu thủy thần này, từ nửa đêm vẫn bận đến tận bây giờ, cổ họng lẫn đôi mắt đều như đang bốc lửa. Sở dĩ đến nơi này của ngươi nghỉ ngơi một lát, mà không phải trực tiếp trở về dinh quan quận trường, chính là muốn lỗ tai thanh tịnh một lát, không phải là tới nghe ngươi phàn nàn lải nhải. Phụ nhân xinh đẹp ánh mắt u oán, nhưng cuối cùng vẫn biết nhìn nhận đại cục, biết tiến biết lùi, rất nhanh liền thu lại cảm xúc thiêu nữ của bản thân, nói sang chuyện khác: ngươi vì trận tế đền lần này bận rộn suốt nửa năm trời, muốn vô trương có vô trương. Lão thứ sử đại nhân thân thể có chút không khỏe, tuy rằng không thể đích thân tới, nhưng tâm phúc là biệt giá đại nhân tới, thế nhưng cũng là vinh dự lắm rồi. Tăng thêm những văn hào được triều đình lẫn dân chúng ca ngợi này, danh tăng cùng ẩn sĩ coi như là cũng đủ mặt mũi. Huống chi muốn tay trong, còn càng có tay trong, quận chúng ta bí mật giúp đỡ, lại nơi khác cung phụng hai vị thủy thần sông lớn, đều đã đủ rồi chứ? Nam nhân nhẹ gật đầu: đúng là đạo lý như vậy. Phụ nhân nhỏ giọng hỏi: vậy vị đại nhân thủy thần sông Hàn Thực của chúng ta lần này rốt cuộc nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi chứ? Đáp ứng trợ giúp một tay, giúp người tranh một chuyến vị trí thứ sử. Nam nhân hai tay chắp về sau, quen thuộc mà đi vào trong tòa sân nhỏ tao nhã yên tĩnh, lắc đầu thở dài nói: tên tán tu kia thực là xuất hiện không đúng lúc, rút dây động rừng,
hắn phải vì đám dân chúng uổng mạng kia báo thù, liền tới khách điếm Thu Lô của các ngươi, tìm được vị tu sĩ phái linh vận kia, một trận đại chiến, đánh trọng thương vị tu sĩ phái linh vận kia, liên lụy khách điếm các ngươi, khiến bức tường xây làm bình phong ở cổng đã bị hủy hoại căn bản. Kỳ thực, nếu mà sự tình chỉ đến nơi đây, ta còn có thể khống chế thế cục. Ví dụ như, ta thân làm chủ quan một quận, có thể báo cáo triều đình, đem tội danh đặt lại trên đầu tên tán tu kia, đem vị tu sĩ phái linh vận trước tiên gây ra chuyện kia loại bỏ ở ngoài, dùng cái này chấn áp phái linh vận đã thâm căn cố đế ở hoàng đình quốc chúng ta. Nhưng mà ta đồng thời sẽ âm thầm thả tán tu kia đi, ít nhất ở trận đuổi bắt vây quét trong cảnh nội bồn quận, chỉ là trò ở bên ngoài chặt chẽ, bên trong thả lỏng, dùng cái này kéo dài thời gian, làm cho hắn thừa cơ cao chạy xa bay. Nếu là tán tu, vậy bốn biển là nhà, chắc hẳn không phải là việc gì khó. Nói tới đây, nam nhân toát ra một tia ảo não. Nhưng hết lần này tới lần khác, phát sinh ở trước trận đại điển tế tự sông Hàn Thực, vạn chúng nhìn chăm chú không nói. Hơn nữa, người nào không biết vị thần sông lớn này ban đầu mới thành thần đều là dựa vào sự giúp đỡ của một vị tổ sư phái linh vận mới đứng vững gót chân. Phần hương khói tình này, phái linh vận cẩn thận duy trì hơn 200 năm, chưa từng nhờ vả vị thủy thần này bất cứ chuyện gì. Ngược lại, ở trong hơn 200 năm này, một năm một lần mang theo lễ trọng tới cửa bái phòng, trừ một lần sơn môn hạo kiếp thì chưa từng có gián đoạn. Cho nên nơi cảm thấy thủy thần đại nhân đối với vụ sóng gió kinh động quận thành này sẽ thiên hướng ai? Phụ nhân nhìn quận thủ đại nhân không ngừng vòng đi vòng lại mà không muốn ngồi xuống, đưa qua một chén trà nóng, cười trêu ghẹo nói: "Quận thủ đại nhân của ta có thể ngồi xuống nói chuyện hay không? Người lượn qua lượn lại như vậy, ta hoa mắt váng đầu." Nam nhân áo xám xanh sau khi ngồi xuống cười tự giễu nói: "Vị trí tên tán tu kia ẩn nấp, ta là ở 3 ngày trước đã biết được. Vốn nghĩ có thể kéo dài một ngày thì một ngày, mặc kệ thế nào, kéo dài tới sau lúc đại điển hiến tế rồi hãy nói tiếp. Nói không chừng còn có thể mang giữ lại một mạng." "Gia Huệ, người có biết trong thủy thần miếu hôm nay, vị thủy thần Hàn Thực Giang kia sau khi hiện ra kim thân bản tôn đã nói gì với ta không?" Phụ nhân lắc đầu, nàng đương nhiên đoán không ra được tâm tư của một vị chính thần. Thân là người chủ khách sạn Thu Lô, sư môn chỗ phụ thân, thật ra so với linh vận phái cũng không kém nhiều. Chỉ là mỗi một môn phái trên núi thanh thế tương đối lớn đều có địa vị cố định của đó. Đất ba châu Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc, linh vận phái là người đứng đầu mười mấy môn phái tu hành lớn nhỏ. Nhưng mặc kệ là môn phái phụ thân xuất thân hay là trên núi dưới núi của đất Bắc Hoàng Đình Quốc, tu sĩ linh vật phái đều có thể đi ngang qua. Đối mặt thủy thần một con sông do hoàng đế quân vương tự tay sắc phong là cực kỳ kính sợ. Dù sao Hoàng Đình Quốc không phải đại đi tống thị, đại tùy cao thị vương triều lớn như vậy, Hoàng Đình Hồng Thị từ khi lập nước đã là một trong 12 phiên thuộc đại tùy, có thể sắc phong chính thần núi cao, sông ngòi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói khó nghe, cho dù đại tùy thả lỏng giam cầm để cho Hoàng Đình Quốc Hồng Thị đi phong thưởng khắp nơi, sắc lệnh sơn thủy thần linh, Hoàng Đình Quốc cũng không có phần nội tình này. Thứ nhất, danh giới có hạn. Thứ hai, lại bị các tiên gia trên núi phiên trấn cát cứ kia nắm giữ tuyệt đại bộ phận sơn thủy phúc địa linh khí xuất chúng. Cho nên Giang Hà chính thần nắm giữ thủy vận một vùng đất, đối với quận thủ, thậm chí là thứ sử mà nói, là nhân vật quan trọng cần dốc hết sức lấy lòng. Nam nhân buông chén trà xuống, hai tay khẽ day huyệt thái dương. Thủy thần giáp mặt nói cho ta biết, ở một ngày trước khi quận thủ đại nhân biết nơi tên tán tu kia ẩn thân, ta đã điều tra ra. Tuy quận thủ đại nhân không muốn chấp pháp theo lẽ công bằng, nhưng ta làm thủy thần Hàn Thực Giang thì phải tuân thủ quy củ, không thể tùy tiện can thiệp quan trường thế tục. Hơn nữa quận thủ đại nhân mấy năm nay thống trị bản địa, coi như là cần cù có công, nhỡ đầu quận thủ nhiệm kỳ sau là hôn quân, là hôn quan, gây ra rất nhiều phiền toái, cần người khác chùi đít, sẽ làm rất trở ngại đối với ta tĩnh tâm. Bởi vậy ta sẽ không đâm thọc với triều đình. Sắc mặt phụ nhân hơi tái đi. Ngụ ý vị giang thần này là sẽ không giúp người hướng lên trên đi một bước nữa. Nam nhân cười khổ nói, đây là thành lập ở trên điều kiện tiên quyết ta đêm nay đem người nọ truy bắt quy án. Phụ nhân có chút hối hận, ta vừa rồi không nên chút giận với người.
Nàng sau đó phật uất nói: Thủy thần Hàn Thực Giang này mấy trăm năm qua tiếng lành đồn xa, thực đến thời điểm liên quan tới lợi ích bản thân, còn không phải là giúp người thân không giúp bên có lý. Tán tù gây thương tích cho người ta, chẳng qua là đệ tử thế hệ thứ ba của Linh Vận Phái, đã dám ở miếu hoang này gặp sắc nảy lòng tham, thèm nhỏ dãi sắc đẹp, trước ở ngoài thành giết hại vợ chồng hai người, về sau sau khi biết được có một đứa bé chạy thoát, càng đuổi giết suốt đêm, đến dưới thôn trang, cả nhà hơn 3 người, cả nhà hơn 30 người bị hắn giết cho không còn một mảnh, hành vi bi thảm cỡ nào. Sau khi vừa khéo bị tên tán tu kia trong lúc vô tình đánh vỡ, ở trước khi báo thù cho người nhà đó, rất thông minh, lựa chọn phát tán tin tức khắp nơi, ngay cả cửa nha môn của các người cũng dám bố cáo. Tán tu làm xong những thứ này mới tìm khách sạn Thu Lô đánh nhau to với tên hung thủ kia. Trong ngoài quận thành đều là cơ sở ngầm của thủy thần hắn, sao có thể không biết gì cả. Nam nhân ngược lại không ủy khuất phận uất bằng phụ nhân, chỉ thấp giọng cảm khái nói: Thiên lý quốc pháp nhân tình, người tu hành theo đuổi là thiên địa đại đạo, quốc pháp nhân tình như thế nào bày ở trước mặt luyện khí sĩ đã tính là cái gì. Lui một bước mà nói, chống lại vị thủy thần Hàn Thực Giang này, quốc pháp không phải là hoàn toàn vô dụng, chỉ là trên tay ta quan viên chính tứ phẩm này thì vô dụng, ở trên tay lão thứ sử có chút xíu tác dụng, chỉ có đến tay trong lão hoàng đế bệ hạ mới có một chút tác dụng. Phụ nhân nhỏ giọng nói thầm: Nếu chức quan quận chủ này của ngươi là ở vương triều Đại Ly thì sao? Ánh mắt nam nhân co lại, vỗ mạnh vào chỗ dựa tay. Lưu Gia Huy, không thể nói bậy. Đại Ly quốc thế mạnh cỡ nào cũng là xuất thân man di, nếu thực sự là bị Đại Ly Tống Thị thống nhất phương Bắc, tất là ngày chính bạch nhã nhận phương Bắc bảo Bình Châu ta đoạn tuyệt. Phụ nhân thờ phì phì nói: Người nếu như vậy, sao không dứt khoát trái lại ý nguyện của thủy thần, nhất định phải đem tên tán tu cái che chở đến cùng. Ta không tin vị thủy thần này được xưng là mánh khóe thông thiên có thể thực sự ở phương Bắc, Bắc Hoàng Đình Quốc che giấu cả bầu trời, thực sự không được. Cùng lắm ta dọn ra khỏi thế lực sư môn, dứt khoát đấu thủ đoạn với Linh Vận Phái địa đầu xa này là được. Nam nhân đưa tay chỉ phụ nhân, tức quá mà cười nói: Người bao nhiêu tuổi rồi còn ngây thơ buồn cười như vậy, người cho rằng Hoàng đế Đại Ly có thể thanh thế như hôm nay là một đường hài lòng thuận ý đi tới? Đất một quận chúng ta còn như thế, thử nghĩ vương triều Đại Ly bản đồ rộng lớn cỡ nào, lại sẽ cân nhắc tới lợi hại như thế nào. Thân là vua một nước, xấu xa cùng với ẩn nhẫn trong đó tuyệt đối đều người ta không thể tưởng tượng được. Phụ nhân lặng lẽ không lên tiếng. Nam nhân uống ngụm trà, dựa lưng vào ghế, hiện ra hết nhát mệt mỏi, kéo kéo cổ áo lẩm bẩm: Ta là môn sinh nho gia, cho nên tu thân tể gia tất nhiên sẽ dốc hết sức tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, nhưng ta còn là quan viên Hoàng Đình Quốc, trên địa bàn có trăm vạn lê dân, cần giúp bọn họ có cuộc sống thái bình, ăn no mặc ấm, cho nên ta sẽ không để mọi chuyện đều lấy nhân nghĩa đạo đức để làm quan làm người, bởi vì ta cần cúi đầu cúi người cầu pháp bảo từ các thế lực tiên gia để chống đỡ các loại hạn hán thiên tai, cần tới cửa tặng lễ, khẩn cầu các sơn thủy hà bá mắt cao hơn đỉnh kia tận khả năng đem khí vận giữ lại nhiều một chút ở quận của mình. Dưới núi dân chúng đói rét cũng tốt, thân hào đại tộc cũng thế, chịu thiệt, bị các tiên sư bắt nạt làm nhục, ta chỉ có thể may vá bù lại, dỡ tường phía đông, đắp tường phía tây, tận lực trấn an. Nam nhân nhắm mắt lại: Nếu không phải bè lũ xu nịnh như thế, ta đã sớm tự mình từ quan hoặc là vứt bỏ mũ quan. Từ đó tên tán tu kia ở lúc dán phần bố cáo thứ nhất, hắn sẽ bị vị quân chủ đại nhân nào đó chủ động kết nối với thủy thần, mang theo binh mã và vạn tu sĩ cùng nhau bắt đấy. Nếu không phải như thế, tối nay tán tu sau khi chết sẽ ngay cả một tấm bia mộ cũng không có. Đương nhiên người cũng đã chết rồi, sau khi chết có một mộ bia hay không, có ai kính rượu hay không, có ai nhớ tới việc thiện hắn từng làm lúc còn sống hay không, lại có gì khác nhau chứ? Vị quân chủ đại nhân này đứng lên tới cửa, giọng trầm thấp: Hoàng Đình Quốc nằm ra lộ thứ hai, cũng chính là 10 năm trước, ba châu gồm Hạ Châu ở trong, giờ tí ban đêm chấn động không ngừng, lễ Hạ Châu nghiêm trọng nhất, nhà tranh tường thành từ miếu đều đổ, chết hơn 6 vạn người. Một tháng sau đó, hoặc là nửa tuần, hoặc mấy ngày động một lần. Cho đến cuối năm, toàn bộ sông lớn Bắc Bộ bao gồm Hàn Thực Giang ở trong nổi sóng mãnh liệt, chỉ quận ta chết đuối đã có gần trăm người,
nằm gia lộ thứ tư. Mậu Châu phía nam lại có hiện tượng rời núi, nằm gia lộ thứ năm. Tây Nam Hành Châu mạng lưới đường thủy tung hoành, thuyền buồm vô số. Ở đêm trung thu đột nhiên có cháy to, thế lửa kéo dài hơn ngàn con thuyền, thì cốt hơn vạn người đều đã thành tro bụi. Sắc mặt nam nhân thê lương, môi khẽ nhúc nhích. Một số thiên tai này, một số thiên tai này quả như là thiên tai sao? Dân chúng không biết trần tướng, ta biết chứ. Nam nhân quay đầu nhìn về phía phụ nhân. Ta thậm chí biết tên tán tù kia ở trước khi bị bắt bị chết nhất định sẽ mắng ta là tay sai của linh vận phái cùng với thủy thần Hàn Thực Giang, hận ta so với hận bọn hắn còn sâu hơn. Phụ nhân muốn nói lại thôi. Sắc mặt nam nhân dần dần trở nên bình thản. Ta có thể xác định sau khi tên tán tu này chết ở trong quận thành, rất nhanh sẽ có mấy nhà hào phiệt cố ý tán phát lời đồn đãi chuyện nhảm, nói ta vì lấy lòng linh vận phái liền vất vả tìm được chỗ tên tán tu kia ẩn thân, đem hắn bao vây tiêu trừ đánh chết. Phụ nhân thở dài. Quá nửa là như thế. Nam nhân cười nói. Ta nói những thứ này không phải là nói cho người nghe, là nói cho bản thân của ta nghe. Trong cái giếng nước cũ kia của khách sạn Thu Lô, tuy không ngừng có sương mù màu trắng lượn lờ dâng lên, sau đó tàn mạn khắp nơi, nhưng thực ra mực nước cực thấp, vách bên trong che kín rêu xanh lét. Đột nhiên mực nước rầm rầm tăng vọt nhanh chóng mãnh nhiệt, mực nước ngang với miệng giếng. Sau đó có một vị nam tử cao lớn, mặc giáp trụ, tay cầm đoàn kích, bước ra một bước. Hai má nam tử đều tự sinh ra một lọn râu dài, ngoài ra không có khác gì với người thường. Nam nhân nhìn quanh, vẻ thiếu niên nghỉ mát bên kia đang tĩnh tọa thổ nạp, căn bản không để vào mắt. Thân hình hắn đột ngột đội đất lao tới, nháy mắt đáp ở trên sân nhà quận thủ đại nhân ngủ lại, cất cao giọng nói. Ngụy quận thủ, đầu tiên tán tù kia bị ta tự tay chặt, lúc ấy còn có rất nhiều người ở ngoài xem trò, đáng hận thằng nhãi đó không biết tốt xấu, lúc còn sống hướng ngụy quân thủ chửi ầm lên, nói rất khó nghe, một số việc riêng tư không thể lộ ra ngoài. Ngụy thủ quân chửi ầm lên, rất khó nghe, có một số việc riêng tư không thể lộ ra ngoài của ngụy quân thủ ngươi, đều để thằng nhãi đó nói không sót gì cả, còn dám hướng ở trên người đại nhân nhà ta hắt nước bẩn, ta thực sự tức không chịu được, vốn định cho hắn một kiểu chết rất sảng khoái, thực ra là bênh vực kẻ yếu thay ngụy quân thủ ngươi, liền trước đâm hắn thùng vài lỗ rồi mới chặt đầu. Việc này xong xuôi, ta sau khi trở về sẽ báo cáo tình huống với đại nhân. Yên tâm, quyết không để lời lẽ vô liêm sỉ của tên kia trước khi chết làm hỏng tình cảm hữu nghị của ngươi cùng với đại nhân nhà ta. Vị cấp dưới trực thuộc thủy thần Hàn Thực Giang này nói xong là đi, không dài dòng dề ra chút nào. Phụ nhân ngơ ngác đứng ở cửa sân. Theo phong cách làm việc cùng với khí khái tính tình tên tán tu kia, dựa theo ý kiến của nam nhân trong phòng, trước khi chết mắng đầu hắn một câu chó săn là điều rất bình thường. Nhưng nếu trước mặt linh vận phái cùng với lượng lớn thế lực bản quận lải nhải không ngừng bóc vết dẹo, rất không hợp về tình lý. Bởi vì lúc trước nam nhân và hắn từng lén tiếp xúc, tâm tư hai bên trong lòng đều có tính toán. Nếu nói nam nhân thân là quận thủ, phản bội bán đứng tu sĩ là rất kỳ quái, như vậy tán tu làm điều thừa di ngôn trước khi chết cũng rất không bình thường. Điều ta lúc trước nghĩ vẫn đánh giá thấp hắn rồi. Quận thủ đại nhân đứng ở cửa sổ, tu hành trốn cửa quan nhiều năm, lý giải chiêu trò trong đó nhanh hơn so với phụ nhân. Hắn nhẹ nhàng nói. Dưới núi có hiệp khí. Cảnh nội đại ly. Toàn bộ sơn thủy chính thần triều đình sắc phong, sự vật rơi vào trong mắt của dân chúng đơn giản chỉ là một pho tượng kim thân cùng một ngôi miếu. Cho dù là ngũ nhạc đại thần cũng là như thế, không có ngoại lệ. Nhưng nếu là Đông Bảo Bình Châu ở ngoài đại ly, đừng nói là Long Tuyền Thiết Phù Giang, Trấn Hồng Trúc Trùng Đạm Giang, chính thần sông lớn như vậy, chỉ sợ dù là Hà Bà Suối Long Tu Thần Linh không được xếp hạng như thế. Chỉ cần có thể tạo được mối quan hệ tốt với quan phủ địa phương, cộng thêm phụ cận không có môn phái tiên phủ cường thế, thì đều có thể đủ quang minh chính đại thành lập sơn thủy phủ đệ. Mà quy cách phủ đệ không khác gì hoàng tử công khanh triều đình thế tục, thậm chí còn hơn. Thủy thần Hàn Thực Giang là một trong các thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay của Hoàng Đình Quốc. Ở một đoạn sông trong phạm vi trăm dặm không có thành trấn của Hàn Thực Giang, tốn thời gian nhiều năm
là một tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ, treo tấm biển Đại Thủy, diện tích ngàn mẫu. Chẳng qua tuyên bố với bên ngoài chủ nhân nơi này là con cháu Sở Thị, người có công lớn khai quốc của Hoàng Đình Quốc. Hậu nhân Sở Thị biết cách làm giàu mới có gia nghiệp to lớn như thế. Trên thực tế, chủ nhân thực sự chính là chính thần Hàn Thực Giang. Tối nay tòa phủ đệ này đèn đuốc huy hoàng, oanh ca inox, chấn chú chấn anh, phú quý đầy sảnh. Hai bức tường treo những ngọn đèn trong, vật ấy ở phủ đệ trên núi cũng là bảo bối hiếm có. Quý không ở khung đèn tạo hình tinh xảo, mà là một giọt long tiên hương kia. Đèn trong phần nhiều dùng các nơi mật thất lăng mộ đế vương, chỉ cần có một ngọn nến tầm thường, sau đó hướng lên trên bấc đèn, nhỏ một giọt dầu thắp từ mỡ cá voi long hương ở biển sâu. Nếu phẩm chất long tiên hương đủ tốt, đèn có thể đủ trăm năm không tắt. Hơn nữa mùi thơm lạ lùng trường tồn, có thể tập trung tinh thần, không thua thượng phẩm đàn hương. Có nam tử áo bào xanh ngồi trên cao nơi chủ vị, tay cầm chén rượu bạch ngọc nhẹ nhàng chớp lên. Rượu màu vàng tươi, hơn nữa ngưng tụ mùi thơm nồng. Chỗ ngực áo của nam tử thêu một khối bồ tử hình tròn, là một con rồng cuộn hình màu vàng tươi. Ghi chú: bồ tử hay là bố tử là một mảnh vải hình vuông đứng ở ngực và lưng áo của phẩm lục các quan trong triều thời phong kiến. Trên sảnh có hai mươi mấy vị khách đường xa tới, đều là người tu hành thân phận không tầm thường, nhưng đối mặt với nam tử áo bào xanh này vẫn tương đối khiêm nhường cung kính lễ phép. Trong ánh mắt nét mặt ngẫu nhiên để lộ ra một tia kiêng kỵ, không chỉ có khách nhân kính trọng chủ nhân đơn giản như vậy. Khách sạn Thu Lô. Trong phòng, thiếu niên áo trắng đã rời đi do lâu ngày. Nương ngọn đèn sáng ngời, Trần Bình An khắc xong cây châm bạch ngọc thứ nhất, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hòe ghé vào đối diện. Ngươi là thích khắc hai chữ Lý Hòe, vẫn là Hòe ấm? Nếu khắc tên giống Bảo Bình cùng với Thủ Nhất, đơn giản sáng tỏ, Hòe ấm thì hơn chút ngụ ý. Lý Hòe tâm sự nặng nề, sau khi nghe vậy cười nói: tùy ngươi đều được. Trần Bình An cầm lấy cây châm ngọc kia: vậy dùng một cái này, màu sắc tương đối hợp với Hòe ấm. Lý Hòe gật gật đầu, sau đó cố lấy dũng khí hỏi: Trần Bình An, người có thể bởi vì tức giận liền một quyền đánh chết Lâm Thủ Nhất không? Ta cảm thấy Lâm Thủ Nhất tùy tên này làm luyện khí sĩ gì đó, nhưng nếu hắn đánh với ngươi, ta nhắm chừng chỉ là chuyện một hai cú đấm. Thật ra Lâm Thủ Nhất người này tính tình kém một chút, tương đối hụ nút, mưu tính lắt léo so với chúng ta nhiều hơn một chút, nhưng hắn không có ý xấu. Trần Bình An giờ khóc giờ cười: ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta làm sao có thể đánh với Lâm Thủ Nhất? Lý Hòe rụt rè bồi thêm một câu: nhỡ đầu Lâm Thủ Nhất chủ động tìm ngươi đánh nhau, Trần Bình An, đến lúc đó ngươi có thể ra tay dạy dỗ hắn một trận là được. Nhớ rõ xuống tay tuyệt đối đừng có quá nặng đấy. Lâm Thủ Nhất là con em nhà giàu, không da dày thịt béo giống như ta, bị Lý Bảo Bình đánh vài cái hoàn toàn không có việc gì, ta cảm thấy hắn không chịu nổi đòn đâu. Trần Bình An không biết giải thích một số chuyện liên quan lòng người như thế nào, chỉ đành nói: ta sẽ chú ý. Lý Hoài lúc này hoàn toàn yên tâm, nụ cười lập tức nở đầy trên mặt, đứng dậy chạy tới cái hòm sách nhỏ bên kia, lấy ra con rối gỗ màu vàng cùng nén bạc kia, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau khi để rối gỗ dẫm lên trên nén bạc, thuận miệng hỏi: Lâm Thủ Chất, trước nói với ta, chậu quân đại thành ở trên đời này đều dựa theo lễ chế Nho gia lập ra cho vương triều xây dựng thành hoàng các. Huyện thành thì có miếu hoàng thành, quận phủ, huyện lệnh, các quan phụ mẫu lão gia cai quản chăm chút một vùng của dương gian. Thành hoàng gia trị an cõi âm, tuần tra cai quản trong lãnh thổ, phòng ngừa quỷ mị tà uế âm thầm quấy phá. Trần Bình An, người nói chúng ta lúc trước đi miếu thành hoàng kia quy mô lớn như vậy, có thiết lập ở trong quận thành, sao còn gọi là miếu chứ? Không nên gọi là thành hoàng các sao? Với lại chúng ta ban ngày ở miếu thành hoàng đi dạo lâu như vậy, có thể thực chúng ta đã gặp phải thành hoàng gia, chỉ là chúng ta không nhận ra hay không? Trần Bình An nghĩ nghĩ: những thứ này ngươi phải hỏi Thôi Đông Sơn kia kìa. Lý Hòe dùng sức lắc đầu: ta không thích kẻ đó, thần kinh, cổ quái. Trong một gian phòng, hai con nương một lớn một nhỏ, cách một ngọn đèn, hai người ngồi đối mặt với nhau. Một người trà lau sáo trúc,
một người khoanh tay ở ngực, như là rình hồn, như là hồ rình mồi. Tiểu cô nương áo bông đỏ nói: "Cảm ơn người buổi tối thích ngáy, tiếng ngáy như sấm. Ta buổi tối ngủ ở lều trại của mình, cách người xa như vậy ta cũng nghe được." Thiếu nữ ngăm đen gần đầu, mỉm cười nói: "Thật ngại quá, ta ngủ không ngáy." Lý Bảo Bình khẽ nhíu mày: "Ngươi làm sao biết mình ngủ không ngáy?" Tạ Tạ lấy lòng trong ngón tay nhẹ nhàng vuốt về sáo trúc, cố ý bắt chước động tác nhướng mày của tiểu cô nương áo bông đỏ. "Bởi vì ta là luyện khí sĩ, thần tiên trên núi trong mắt các ngươi." Lý Bảo Bình hất cằm cao cao hỏi: "Vậy ngươi có hòm sách nhỏ không?" Tạ Tạ không có lời nào để nói, đối đáp lại. Cuối cùng tiểu cô nương đại thắng mà về, từ trong hòm sách lấy ra một chồng sách, bắt đầu khêu đèn đọc đêm. Là quyển du ký sơn thủy nàng trung tình nhất, viết kỳ sơn dị thủy, viết sơn tinh thủy quái, viết thư sinh hồn tiên. Tiểu cô nương đọc chuyên chú nhập tâm, khi thì nhíu mày, khi thì giật mình, khi thì nhảy nhót, khi thì kinh ngạc. Tạ Tạ nhìn thấy tất cả, theo bản năng vươn một ngón tay nhẹ nhàng kéo ở bên cạnh gò má. Lâm Thủ Nhất nhắm mắt ngồi ở trong đỉnh nhỏ, tâm tĩnh ngưng thần, hít thở thổ nạp, cẩn thận cảm thụ được dòng nước ở trong trời đất. Sóng lớn cuốn cát trôi, lấy tinh hoa trừ cặn bã, đem tinh hoa hơi nước giống như là treo theo dòng nước trôi giạt ở quanh giếng nước, từng chút một lần lượt thu thập vào trong khiếu huyệt. Cho dù giếng nước cũ bên kia truyền đến động tĩnh không nhỏ, thiếu niên vẫn thờ ơ. Cũng may tinh quái quỷ mị nổi lên từ trong cái giếng nước kia, mục tiêu hiển nhiên không phải Lâm Thủ Nhất hắn. Hai bên không can thiệp chuyện của nhau. Lâm Thủ Nhất ở trên Kỳ Đôn Sơn liếc một cái đã nhìn chúng Vân Thượng Lang Lang Thư, là một bộ bí điển đạo gia tu hành ngũ lôi chính pháp, đề cập tu hành cụ thể ngũ cảnh. Dù có một số lời sơ lược không rõ ràng, nhưng rơi vào tay của Lâm Thủ Nhất, giỏi về tính toán thôi diễn, hiệu quả cực tốt. Rất nhanh, mấy tòa khí phù trong cơ thể của Lâm Thủ Nhất truyền đến cảm giác căng phồng. Lâm Thủ Nhất vẫn không muốn thu tay lại, một đường trèo non đội suối, chưa bao giờ cảm nhận khí tức thanh linh nồng đậm như vậy. Lâm Thủ Nhất không muốn bỏ qua. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Thủ Nhất sắc mặt hồng nhuận như là phàm phu tục tử, đói khát khó chịu. Đối mặt thịt cá không biết tiết chế, một hơi ăn tới mức no căng bụng. Thình lình có người vỗ một cái vào đầu vai của Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất ở no, thuận thế phun ra một ngụm khí đục. Thật sự là khí đục danh xứng với thực, dơ bẩn tanh hôi. Vị khách không mời mà tới kia vội vung lên tay áo trắng như tuyết, xua tan một ngụm uế khí không sạch sẽ ngày sau tích góp này, thầm oán: "Tiểu tử ngươi thật to gan, không sợ bản thân ăn no vỡ bụng sao?" Lâm Thủ Nhất ngạc nhiên, nghi hoặc nói: "Luyện khí sĩ hấp thu linh khí ẩn giấu giữa trời đất, càng không phải là nhiều càng tốt sao?" Thiếu niên áo trắng tức giận nói: "Như Tạ Tạ nói, một cái ly uống rượu làm sao chứa được 1000 cân rượu? Càng nhiều càng tốt sao? Dựa theo ý kiến này của ngươi, những kẻ lập giáo xưng tổ đã sớm đem linh khí của vài tòa thiên hạ nuốt hết vào trong bụng, nào còn có cơ hội cho luyện khí sĩ khác? Đương nhiên là cần tiến hành theo chất lượng, khai quật vài động phủ liền hấp thu bấy nhiêu linh khí." Trong lòng của Lâm Thủ Nhất có chút nghĩ mà sợ, nâng tay lau mồ hôi ở trán. Thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng, nhìn về phía cái giếng nước linh khí bốc lên kia. Chẳng qua hình ảnh tiên khí mờ mịt này, chỉ có luyện khí sĩ đăng đường nhập thất hoặc là võ đạo tông sư mới có thể nhìn tới được. Đối với dân chúng phố phường mà nói, cho dù đem đầu thò vào trong giếng nước thì cũng chỉ cảm thấy so với nơi khác càng râm mát hơn một chút. Thiếu niên thôi sàm quay đầu cười nói: "Ta cứu ngươi một mạng, ngươi cho ta mượn một tấm phù lục, thế nào?" "Là mượn, về sau ta sẽ trả." Lâm Thủ Nhất do dự một lát. Thiếu niên thôi sàm giật giật khóe miệng: "Yên tâm, không phải tấm bùa quý giá nhất đó, chỉ là một tấm kim phấn phù lục rất tốt, cũng không tính là tốt nhất." Lâm Thủ Nhất gật đầu nói: "Được." Thôi sàm búng vang ngón tay, từ trong lòng của Lâm Thủ Nhất trượt ra một tấm phù lục màu vàng, bay xuống trong lòng bàn tay hắn. Thôi sàm cúi đầu xem xét, trong mắt lộ ra tán thưởng. Lá bùa là một trong những căn bản của một phái phù lục nhánh lớn này của đạo gia. Lá bùa bình thường trên thế gian là giấy hoàng phiếu, hướng lên trên một tầng nữa chính là giấy vàng cứng được xưng là hoàng tỳ, là thứ đạo môn trong thiên hạ thường dùng. Trong đó còn có một số trường hợp đặc biệt, kiểu như lá bùa màu xanh có tiếng tốt,
mưa tạnh trời quang, cùng với một ít lá bùa màu sắc rực rỡ, sắc thái rực rỡ. Rất nhiều đều là vật ngự chế nhà thiên tử chuyên dùng chỉ dụ, thường thường dùng để phong thưởng văn võ đại thần thời gian lễ mừng. Gia đình phú quý tầm thường, có nhiều tiền nữa cũng không mua được. Giấy bùa bình thường đều là đạo giáo dùng để vẽ bùa. Phù lục đạo giáo chính là chính tông của phù lục thế gian, căn bản được coi là tổ mạch của rất nhiều nhánh phù lục. Nhưng giấy bùa chưa chắc câu nệ vào giấy vàng. Loại giấy này, chân nhân đạo giáo cùng với lục địa thần tiên thì không cần giấy bùa thực sự, có thể đủ để vẽ bùa hư không, thành tựu một tấm linh phù. Mà binh gia cũng có phù chữ sát, chấn, nho gia cũng có kinh như là nội dung, so với binh gia phức tạp hơn một chút. Hơn nữa thế chữ, phần nhiều là chữ khải. Chữ khải lại chia ra thể chữ của 7-8 vị thư pháp tông sư, có bát chính, chính kiều, vân vân, cách nói khác nhau. Phật gia lấy kết ấn làm sở trường, phù lục tuy cũng có, nhưng tương đối hiếm thấy. Lâm Thủ Nhất tò mò hỏi, đây là thuật pháp thần thông gì? Thôi Sàm đem tấm kim phấn phù lục này cẩn thận để trong tay áo, thuận miệng nói, chờ người đến trùng ngũ cảnh sẽ rõ. Đến lúc đó luyện khí sĩ có thể đem tâm ý ngưng tụ thành một sợi dây lòng, đạo hạnh cao thấp, tu vi sâu cạn sẽ quyết định số lượng nhiều ít cùng với to nhỏ của tiếng lòng. Cái gọi là cách không thủ vật chính là như vậy. Lâm Thủ Nhất hiện nay là luyện khí sĩ cảnh giới thứ 3 đỉnh phong, trong mấy tháng thần tốc như vậy có thể nói là một bước lên trời. Đã bởi vì thiếu niên vốn là hạt giống tu đạo trời sinh, cũng bởi vì một bầu rượu đó của A Lương, kẻ có tiền thích mua rắn lớn từ sơn dã tiểu phu, mổ lấy mật bỏ vào trong rượu, dược hiệu kinh người. Như vậy lấy yêu đan của một vị đại yêu phi thăng cảnh ngâm thành rượu thuốc, huyền cơ ẩn chứa trong đó có thể nghĩ mà biết. Thiếu niên áo trắng đứng lên cười tủm tỉm nói, A Lương là người dẫn đường cho ngươi tu đạo lên núi, quý trọng phần tốt cơ duyên này, nếu ngươi không quý trọng ta sẽ... Lâm Thủ Nhất gọn gàng dứt khoát hỏi, sẽ như thế nào? Thiếu niên áo trắng rửa sạch cách nói, cười nói, sẽ không cao hứng. Thiếu niên Thôi Sàm nguyên bản sẽ nói là, ta sẽ giết điệu của ngươi. Lâm Thủ Nhất sau khi cảm giác phình bụng kia dần dần rút đi, lại bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, lợi dụng thân thể này của mình đi tàng phong tụ thủy, đi dựng cầu trường sinh thuộc về mình. Thiếu niên áo trắng khẽ điểm mũi chân, nhảy ra khỏi đình trú mát, đi hướng cái giếng cũ kia, hai ngón tay kèm lấy tấm kim phấn phù lục mượn được từ Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất thấp giọng hô, Thôi Đông Sơn, ngươi muốn làm gì? Thiếu niên áo trắng ý cười nghiền ngẫm, đi đến trên miệng giếng, mặt hướng Lâm Thủ Nhất trong đỉnh. Thiếu niên Thôi Sàm giơ lên cao ngón tay, nhẹ nhàng vẫy lên phù lục trong ngón tay, lui về phía sau, cả người trượt vào trong giếng. Theo đó đồng thời mặc niệm Tị Thủy. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Kiếm Lai, tập 90. Tuy sắc trời tối tăm, nhưng mà thực ra cũng không tính là muộn. Cộng thêm sân nhà này của khách sạn Thu Lôi bố trí tinh xảo, tao nhã, Lý Hòe mò đông mò tây, không có chút buồn ngủ. Thờ dịp Trần Bình An điêu khắc ngọc trâm, đứa nhỏ dứt khoát lấy ra hộp gỗ thổ địa ra Kỳ Đôn Sơn đưa tặng, đặt ngang ở trên bàn, đem rối gỗ sặc sỡ. Tính cả tượng đất mà kiếm tiền Miếu Phong Tuyết Ngụy Tấn đưa tặng thì toàn bộ đều ở trong đó. Lại đem bản Đoạn Thủy Đại Nhai mua từ Trấn Hồng Chúc cũng ném vào hết. Sau khi chuyển nhà, cái hộp giày này do gỗ âm trầm vàng nhạt chế tạo ra, do có dư chỗ trống, hộp hiện ra màu đỏ. Ngụy Bách Kỳ Đôn Sơn nói là vì chôn trong bùn đất vô số năm, màu sắc từ vàng dần biến thành đỏ, gỗ chẳng những không mục nát, ngược lại còn sinh ra mùi thơm. Lý Hoài lúc này đem đầu ghé đến chỗ cái hộp, cẩn thận hít người, mùi thơm ngát đó vẫn như cũ, chưa từng nhạt bớt đi, không kém so với lúc ở trầm đầu dịch lấy ra người mùi. Lý Hoài bẻ đầu ngón tay, rời khỏi quê nhà trấn nhỏ, đi xa học tập. Dọc đường màn trời chiều đất, Lý Hoài hắn dựa vào chịu khổ nhọc vẫn có chút thu hoạch, trừ cái hòm sách trúc nhỏ màu xanh lục quý giá nhất kia đang ở góc tường, còn cái hộp gỗ vàng nhạt cùng với rối gỗ tượng đất, thật ra trong quyển sách Đoạn Thủy Đại Nhai kia còn nuôi dưỡng mấy con mọt rất là đáng giá, cùng với những con cá thanh minh bị A Lương vỗ một cái đi vào trong sách. Chẳng qua Lý Hoài không thích đọc sách,
rất ít lật xem quyển sách tốn của Trần Bình An gần 10 lạng bạc này. Lúc này Trần Bình An tập trung tinh thần tạo hình văn tự ở trên cây châm. Lý Hoài nghĩ đến mình tiêu của người ta nhiều tiền như vậy, nhưng sách chưa mở lần nào. Lúc mua sách còn chắc như đinh đóng cột nói cho Trần Bình An nhất định là sẽ đọc. Điều này làm cho đứa nhỏ có chút cảm thấy áy náy. Vì thế từ trong hộp gỗ lấy ra quyển Đoạn Thủy Đại Nhai, tựa như là vẫn còn mới kia, tùy tiện mở ra một trang, bắt đầu thầm đọc văn tự. Lý Hoài tính để cho lương tâm của mình dễ chịu một chút. Lý Hoài vỗ đầu, nhớ tới một chuyện, vội vàng đưa tay thò vào cổ áo, chạm đến một cái túi tỉ tỉ lý liễu tự may, kẹp ra một cái túi giấy dầu, hướng Trần Bình An cua cua, nhếch miệng cười nói: "Trần Bình An, biết đây là cái gì không?" Trần Bình An cẩn thận buông cây châm đao khắc, dội dội mắt hỏi: "Là cái gì?" Khuôn mặt Lý Hoài đầy sự đắc ý, từ trong túi giấy dầu rút ra một trang giấy gấp chỉnh tề, giải thích: "Lúc trước ở trong trường tư không ngừng có người rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có ta, Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Thạch Xuân Gia cùng với Đông Thủy Tinh 5 người. Tiên sinh ở một tiết học cuối cùng cho chúng ta mỗi người một tấm chữ mẫu, bên trên có viết một chữ tề, muốn chúng ta dụng tâm mưu vọng, nói là bài tập. Về sau tiên sinh cũng không đem tấm thiệp ban đầu thu hồi. Lần này đi, mẫu thân ta cảm thấy chữ này của tiên sinh tuy viết chỉnh tề chấp nhận, còn không bằng chữ to ở trên câu đối xuân của nhà cách vách, được cái mực đậm, đủ kình đạo. Nhưng tốt xấu ta và tề tiên sinh thầy trò một hồi, lưu lại xem như là kỷ niệm. Bảo tỷ ta vụng trộm may túi ở trong quần áo, cất vào trong túi giấy dầu. Ta về sau có hỏi Lý Bảo Bình cùng với Lâm Thủ Nhất, Lý Bảo Bình nói sớm không biết ném ở đâu rồi, Lâm Thủ Nhất nói cất kỹ ở nhà, sợ mang ra ngoài dễ mất đi hủy hoại. Lý Huệ đem trang giấy gấp mở ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn, chỉ thấy bức chữ tề mẫu nhỏ kia vùng vùng vắn vắn to bằng bàn tay. Chỉ thấy bức chữ tề mẫu nhỏ kia vùng vùng vắn vắn to bằng bàn tay. Lý Huệ nhìn chằm chằm trước kia một lát, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Trần Bình An, chữ tề này tặng cho ngươi, ta giữ lại cũng vô dụng thôi, với lại ta thường xuyên vứt bừa bãi." Trần Bình An lắc đầu cười nói: "Ngươi đã sợ đánh mất, ở trước khi tới thư viện Đại Tùy ta có thể tạm thời giúp ngươi bảo quản, nhưng đây đã là bài tập tề tiên sinh giao cho ngươi, vậy ngươi làm học sinh đệ tử của tề tiên sinh nên phải trân quý. Cho dù tề tiên sinh không còn nữa, không cần mô phỏng, nhưng giống mẫu thân của ngươi đã nói vậy, bảng chữ mẫu tự mình giữ lại, tốt xấu gì thì cũng là kỷ niệm mà." Lý Huệ gật đầu, tùy tay đem bảng chữ mẫu kia để vào trong trang sách, sau đó lại khép lại ném vào hộp gỗ. Nào ngờ ở trong trang sách, ba con mọt cùng với con cá thanh minh kia ẩn nấp trong trang sách khác nhau, đều rời khỏi văn tự ở nơi nào đó trong sách ban đầu, xuyên qua khe hở ở giữa những hàng chữ, lao nhanh chóng mãnh liệt, cuối cùng nhanh chóng tiến vào bức thiếp chữ tề kia, danh xứng với thực, như là cá gặp nước, vui vẻ tới cực điểm. So với Lý Hoè, Lâm Thủ Nhất thật ra cũng không kém. Một sấp phù lục cổ xưa, phẩm cấp cao có thấp có, chất liệu ưu có kém có. Một bộ Vân Thượng Lang Thư, một bộ Siêu Sơn Đồ, vẽ hơn 100 loại sơn tinh quỷ quái, là vị lão đạo nhân mù kia đưa tặng. Bởi vì Trần Bình An tặng cho thiếu niên chân thọt một viên đá mật rắn chất lượng tốt, có qua có lại, lão đạo liền lấy ra một bảo vật tự xưng là sư tổ chuyển này, lại bị Trần Bình An chuyển tặng cho Lâm Thủ Nhất. Về phần Lý Bảo Bình, càng có danh giao tường phù cùng với hồ lô dưỡng kiếm màu bạc, đồ không nhiều, chỉ 2 món, nhưng đều là trọng khí tiên gia tu sĩ thế gian thèm nhỏ dãi. Chỉ có Trần Bình An bỏ sức nhiều nhất, giống như là từ đầu tới cuối chỉ lại có hạt sen màu vàng nhạt hơi tỏ ra héo rũ khô quắt kia. Hôm nay cũng không biết nó có tác dụng gì, hôm nay càng nợ thiếu niên áo trắng một khoản tiền. Lý Hoè nằm ở trên bàn, luận điệu cũ dích, nhai đi nhai lại: "Trong nhà Lâm Thủ Nhất có rất nhiều tiền, chỉ là thân phận con tư, sinh ra xấu hổ, cho nên gã này có thể tâm tư tương đối mẫn cảm. Trần Bình An, ngươi đừng có chấp nhặt với hắn nha." Trần Bình An gật gật đầu: "Ta đợi lát nữa tìm hắn nói ra, sẽ không sao." Lý Hoè không biết sao toát ra một câu: "Người tốt cùng với người thành thực là chịu thiệt, cha ta cũng thế, người cũng như thế. Trần Bình An, bằng không về sau người vẫn là đừng có ham người hiền lành, về sau nghĩ thêm cho bản thân đi, không cần mọi chuyện nhường nhịn cho người khác. Nếu không, có thể ngươi chưa làm sao, nhưng mà Lý Bảo Bình nhận ngươi làm tiểu sư thúc đã tức chết trước đấy." Nhắc tới Lý Bảo Bình, Trần Bình An không nhịn được cười hỏi:
Bảo Bình đôi mắt nạt ngươi, sao ngươi chưa bao giờ đánh lại? Vẻ mặt của Lý Hòe kinh thiên địa nghĩa thốt ra. À, ta không dám nha, ta đánh không lại cô ấy đâu. Trần Bình An cười ha ha. Cơn mỏi mệt do vất vả tạo thành văn tự kia nhất thời quét sạch. Lý Hòe nhìn Trần Bình An khoái hoạt cười to, đứa nhỏ cũng vui vẻ cười đen theo. Bởi vì trong ấn tượng Trần Bình An là chưa từng cười. Bình thường Trần Bình An bất luận làm cái gì, nói cái gì luôn rất là thu liễm câu đệ, sợ nói sai, làm sai cái gì đó. Lý Hòe nhập tức nhớ tới cha của mình, hình như cũng là đức hạnh này, miệng mím lại, cho dù là vui vẻ, lông mày sụp xuống không quá là vui. Lý Hòe do dự một phen, vẫn là tính nói một chút lời giấu ở dưới đáy lòng với Trần Bình An. Đứa nhỏ đặt đầu trên mặt bàn, duỗi cổ ra, đè thấp giọng, thần bí hỏi: biết vì sao ta luôn nhường Thí Bảo Bình không? Trần Bình An nói giỡn: là ngươi thích nàng. Lý Hòe trợn mắt: sao có khả năng được chứ, ta mới tí tuổi như vậy, hơn nữa ta cũng không phải là Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tình, hai tên háo sắc đó mỗi lần tỷ của ta đến học đường giúp mang đồ, trong mắt hai tên đó chừng như sắp rơi xuống đất luôn đấy. Nhất là Đồng Thủy Tình, mỗi lần tìm cớ đi nhà ta chơi, lúc tỷ của ta không có mặt thì ủ ê, tỷ của ta vừa mới về nhà, Đồng Thủy Tình liền như là gà trọi, hận không thể gánh cho nhà ta hai vạn vại nước đầy. Mẹ ta sao, thích Đồng Thủy Tình một chút, cảm thấy con người thành thực giống với cha ta. Tỷ của ta nhắm chừng là thích cái Lâm Thủ Nhất hơn, nhã nhặn càng giống với người đọc sách hơn. Nói xấu xong Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tình, Lý Hòe sắc mặt ảm đạm, quay lại đề tài chính. Trong trường tư, mọi người đều cười đùa cha ta, nói cha ta là nam nhân bất lực nhất trấn nhỏ, là ở rể, không có tiền đồ, cả ngày không làm được việc đàng hoàng, ăn bám vợ, càng không có tiền đồ, ngu đần, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột biết đào hang. Cho nên con của hắn thì cũng chính là ta đây, đọc sách quả nhiên là vô dụng mà, mỗi lần tiên sinh kiểm tra ta đều là đội sổ đấy. Lý Hòe nhếch miệng cười nhau mắt. Ra thế Lý Bảo Bình là tốt nhất trường tư rồi, nhưng tính cả Lâm Thủ Nhất ở trong, nàng cũng không cùng nhau chơi với ai, mỗi ngày cứ một trận gió bay tới bay lui, vĩnh viễn là một người đi học muộn nhất, tan học thì biến mất đầu tiên. Nàng tuy sẽ chê ta ồn ào, thích khi không có việc gì thì lại đánh ta, nhưng có một điều, nàng chưa bao giờ cười chê cha của ta. Có lần cha ta đến trường tư tìm ta, mọi người đều ghét bỏ, chỉ có mỗi Lý Bảo Bình là nguyện ý dẫn đường cho cha ta thôi, còn gọi ông ấy là thúc thúc, khiến cha ta rất vui vẻ nhiều ngày sau đó đấy. Mỗi lần có người cố ý trước mặt của ta lấy cha ta làm trò cười, thì Lý Bảo Bình sẽ luôn ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ nói bậy cha ta. Trần Bình An cảm khái nói: ra là vậy. À đúng rồi, Lý Hòe người có người ghét nhất không? Lý Hòe sừng sốt: không có. Mỗi lần ta về nhà ăn một chân gà béo ngấy thơm ngào ngạt, nghe mẫu thân ta dùng chuyện lông gà vỏ tỏi răn dạy cha ta cùng với tỷ ta, toàn bộ không vui của ta liền không còn nữa đâu. Trần Bình An trực tiếp lấy ngón tay nhúm bấc đèn để đèn sáng hơn một chút, cười nói: người quả lợi hại. Lý Hòe nghi hoặc nói: ta có gì lợi hại chứ, ta còn cảm thấy người không sợ nóng rất lợi hại đó. Người nên núi xuống nước, có thể không đi giày rơm, biết đốn củi biết câu cá, vậy mới là lợi hại. Lý Bảo Bình hoang dã như vậy, lúc còn rất nhỏ đã thích trèo cây, phốc một cái ngã xuống đất, chưa bao giờ khóc, tự mình lại đứng dậy, cuối cùng khập khiễng đi về nhà. Vì sợ đi đường không thích hợp bị trưởng bối trong nhà nhìn thấy, nàng cố ý kéo dài đêm khuya mới về. Ngay cả nàng, cái loại người không sợ trời không sợ đất này, cũng cảm thấy ngươi là người giỏi nhất trên đời này mà. Trần Bình An một lần nữa cầm lấy đao khắc: chờ các ngươi lớn hơn một chút sẽ biết mình vì sao lợi hại. Lý Hòe nghe không hiểu, nhìn những cây châm kia càng thêm thèm thuồng: khi nào thì đem mấy cây châm này tặng cho chúng ta? Trần Bình An dừng động tác khắc chữ: đến thư viện Đại Tùy đi. Lý Hòe hỏi: bức siêu sơn đồ kia ngươi sao lại đưa cho Lâm Thủ Nhất? Ta nhìn ra được ngươi cũng rất thích mà. Trần Bình An giơ lên một cây châm ngọc, theo ánh đèn cẩn thận chăm chú nhìn hoa văn nhỏ bé ở trên cây châm. Ta sợ thứ tốt ta không cầm được, các ngươi cũng không phải là người ngoài, tặng cho các ngươi ta không cảm thấy đau lòng. Lý Hòe cứ nhất định phải soi mói cái sự riêng tư của người khác, hỏi tiếp: một đêm chỉ tiêu 2000 lượng bạc cũng không đau lòng? Trần Bình An buông châm ngọc cùng với đao khắc, thu hồi đặt ở lại hòm, cau mày nói: ta phải ra ngoài một chút,
đi thêm vài bước ngắm phong cảnh một chút, coi như là kiếm về mấy lượng bạc. Lý Huệ quay đầu nhìn bóng lưng của Trần Bình An, đứa nhỏ mừng trộm. Lý Huệ đợi tới sau khi Trần Bình An đóng cửa lại phòng, lặng lẽ nói cho bản thân, về sau nhất định phải đem món đồ tốt nhất nào đó tặng cho Trần Bình An mới được. Vì cái tên này, suốt cả hành trình đi qua nhiều sông núi như vậy, chỉ là cùng mình nhát gan đi xa cùng nhau ị đái, sau đó thì đứng ở nơi không xa nói chuyện với mình đã không biết bao nhiêu lần rồi. Trần Bình An không dám đi lung tung khắp nơi, đi về phía cái đình nghỉ mát kia. Nhìn thấy Lâm Thủ Nhất như là trong dự liệu, ngồi ở bên đó, không dám quấy rầy vị thần tiên trên núi trổ tài năng sớm nhất ở trong đội ngũ. Nhìn từ xa một đoạn thời gian, đang muốn xoay người rời đi, liền nhìn thấy Lâm Thủ Nhất đứng lên, hướng hắn vẫy vẫy tay. Trần Bình An đi vào đình nghỉ mát, so với thiếu niên tuấn lãng trước khi đi vào khách sạn Thu Lôi, Lâm Thủ Nhất bây giờ hình như là có thêm chút phong thái phiêu dật. Lâm Thủ Nhất lấy một cái đề tài không xấu hổ. Thôi Đông Sơn kia mượn ta một tấm phù lục, liền đánh vỡ quy củ của khách sạn, đi ra khỏi đình nghỉ mát này, nhảy vào cái giếng nước cũ kia, biến mất không thấy nữa. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, Thôi Đông Sơn có sống hay chết, ta không quản nổi, cũng sẽ không quản. Lâm Thủ Nhất nghẹn thật lâu, quay đầu nhìn về phía giếng nước bên kia. Chuyện ngủ lại khách sạn Thu Lôi, ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng ngươi nên đánh tiếng với ta trước. Trần Bình An gật đầu nói, về sau ta sẽ nói. Lâm Thủ Nhất quay đầu, cẩn thận đánh giá sắc mặt cùng với ánh mắt của thiếu niên dày dơm. Chỉ như vậy sao? Trần Bình An hỏi ngược lại, bằng không thì sao? Lâm Thủ Nhất tự giễu nói, ta còn tưởng ngươi sẽ giảng đạo lý với ta, hoặc là gọn gàng dứt khoát sấn tay áo đánh một trận rồi nói tiếp. Ta thật ra đã làm tốt chuẩn bị, đánh không đánh trả, mắng không mắng trả. Trần Bình An lắc đầu, không nói lời nào, dựa chéo vào cột ở đình nghỉ mát, nhìn về phía cái giếng nước di chỉ lão thành hoàng kia. Lâm Thủ Nhất không thấy ra trò gì. Lâm Thủ Nhất nhìn Trần Bình An, xin lỗi. Trần Bình An cười khoát tay, ngồi xếp bằng, sau đó ánh mắt không chớp, dùng sức nhìn thẳng giếng nước cũ. Lâm Thủ Nhất như chút được gánh nặng, sau đó buồn bực hỏi, người đang làm gì? Thiếu niên dài dơm nghiêm trang nói, ta muốn đem bạc nhìn trở về. Thiếu niên lạnh lùng, đã là người tu hành vội vàng đưa tay dùng sức xoa má, chỉ vì không để mình cười thành tiếng. Bên bờ Hàn Thực Giang, phủ đệ Đại Thủy, nam nhân áo bào xanh ở trên chủ vị nhìn khách dưới sảnh, không ngừng có người đứng dậy nâng chén kính rượu, nói ca công tục đức, khó tránh khỏi toát ra một ít đắc ý hài lòng. Mới vừa rồi còn có một vị văn hào vang danh triều dã lại một lần nữa đứng dậy kính rượu, nói bản quận nhiều năm như vậy thuận mưa gió hòa, tất cả quy công cho hắn vị thủy thần lão gia này. Trong lời nói, dân sinh một quận tốt cùng xấu không hề quan hệ tới tên quận thủ họ Ngụy kia. Mấu chốt là loại nịnh nọt hơi tỏ ra chuẩn trụi này, đang ngồi ở đây có một người mặc quan phục tòng tam phẩm Hoàng Đình Quốc, không có chút do dự đứng dậy kính rượu, phụ họa vị văn hào kia, miệng đầy lời khen ngợi. Nhân là quan lớn tòng tam phẩm, biệt giá một châu, người cấp bậc quan cao nhất ở lần hiến tế đại điển này, đối mặt hắn ngồi cao nơi chủ vị cũng vẫn luôn mồm thủy thần lão gia. Một khi trở thành thần linh hưởng thụ hương khói, tên họ, gia tộc lúc còn sống đều kiêng. Về phần người có thể gặp được thần linh, vì kiêng kỵ bình thường đều cần phải chú ý một điểm này, sẽ không chỉ tên nói họ. Cách nói lão gia này là một xưng hô tương đối ổn thỏa không tục. Về phần vì sao như vậy, có rất nhiều ý kiến, trong đó có ý kiến chuẩn xác nhất, nói là trong ba vị thân truyền đại đệ tử của đạo tổ, có một người thích xưng hô ân sư là lão gia, đạo tổ vui vẻ tiếp nhận, vì thế liền lưu truyền đến nay. Nam tử áo bào xanh chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hai bên dưới sảnh có bốn tâm phúc ngồi, tùy tùng bên cạnh hắn chinh chiến bốn phương, dài thì hơn 300 năm, ngắn thì có hơn 100 năm. Một vị ở trong đó trước khi hóa làm hình người, bản tôn là một con cá chép đỏ tươi, cùng vị dã tu cá chép tinh kia của Đại Ly xưng huynh gọi đệ, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng vị cá chép tinh này lúc này có nhiệm vụ ở trong người, vị trí bỏ trống. Một vị là rắn nước tu luyện thành tinh, sử dụng một đôi roi sắt, là di vật tiên nhân hắn ở trong lúc vô tình đạt được. Mỗi lần chém chết với người ta, hàm mê lấy roi sắt đập nát đầu của đối thủ. Hắn thích cắn nuốt đồng nam đồng nữ, chỉ là chịu nam tử áo bào xanh ước thúc, ngẫu nhiên mới sẽ đi ra ngoài kiếm ăn,
không dám quá mức không kiêng nể gì. Còn có một vị xuất thân là cóc cả nước, thiên tư tốt nhất, nhưng trời sinh tính lười biếng, cảnh giới ngược lại thấp nhất, chỉ là thiên phú dị bẩm, động cái là ở chỗ rẽ sông lớn nuốt vào lượng lớn nước sông, chỉ cần không khép miệng là có thể nuốt mãi không ngừng, vĩnh viễn sẽ không vỡ bụng. Cho nên ai cũng không dám bắt nạt, rất được nam tử áo bào xanh coi trọng. Từng có hai vị thủy thần sông liên thủ phạm thượng làm loạn, tụ tập rất nhiều thế lực, ý đồ lật đổ vị trí của nam tử áo bào xanh. Vị tài tướng đắc lực này của thủy thần Hàn Thực Giang liền phụng mệnh vụng trộm ở trên bờ lẻn vào ngọn nguồn của một con sông, sau đó hiện ra chân thân, hình thể như là một ngọn núi, cứng rắn nuốt lấy ngọn nguồn nước sông, ép vị hà thần kia chưa đánh đã đầu hàng trước, dẫn tới một vị hà thần khác tứ cố vô thân, cuối cùng bị nam tử áo bào xanh đập nát từ đường chùa miếu cùng với kim thân, mảnh vỡ dìm toàn bộ nơi nào đó ở đáy Hàn Thực Giang, trọn đời không thể siêu sinh. Vị cuối cùng có chút không hợp nhau, râu đẹp nho sam, hào hoa phong nhã, nếu không phải là sắc mặt xanh đen khác hẳn với người sống rừng rạn, thế nào cũng là như nho sinh trung niên ở trong gia đình hương thư. Hàn Thực Giang dài đến 800 dặm, đi qua địa giới ba châu tám quận, bởi vậy Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc đều cần dựa vào dòng sông lớn này tưới tắn. Người này tuy chưa từng lấy chiến lực chứ danh ở tòa phủ đệ đại thủy này, lại được công nhận thủ tịch quân sự, luôn tránh ở phía sau màn bày mưu tính kế cho vị thủy thần lão già, không thích kéo bè kết phái một mình một lối. Mỹ tỷ nha hoàn bưng trà rượu ở trên sảnh, một nửa là sắc đẹp nhân gian, còn một nửa là nữ tử bôi son phấn đặc thù, dạ vào đó che giấu khí tử thi, là thủy quỷ rơi xuống nước bỏ mình. Thủy quỷ ở trên thế gian, mặc kệ là chết đuối hay là nhảy sông tự sát, tự nhiên không phải là ai cũng có thể đủ trở thành thủy quỷ. Sau khi chết là phải lệ khí khó tiêu, cùng với trước khi chết có thể chất trời sinh, cùng canh giờ lúc chết đều chú ý, kiêm đủ ba thứ. May mắn có thể hồn phách ngưng tụ không tiêu tan, mới có khả năng được làm phù đệ đại thủy thu nạp làm nha hoàn. Trong đó có thủy quỷ chịu cường phong tàn phá, không ngừng tan thành mây khói. Ví dụ như là phách hồn phong và suy phách phong thổi nhiều ở thời tiết mùa thu. Trong ngũ hành kim chủ sát, hai cơn gió một ở ban ngày, một ở đêm tối, thay phiên nhau phiêu đãng, là một trong những thiên địch của quỷ mị. Thế tục cái gọi là hồn phi phách tán, đây là một trong những nguyên nhân. Hai cơn gió bình thường chỉ sinh ra uy hiếp đối với âm vật, nhưng nếu là người sống cơ thể cực kỳ yếu ớt, phúc mỏng thì cũng có khả năng bị gió này thương tổn. Lại có cái gọi là sau thu hỏi chém. Quan phủ triều đình bình thường đều hành hình ở mùa thu, tức là lý này chính là vì phòng ngừa lệ quỷ lan tràn phát triển. Ngoài ra, phàm phu tục tử từng nghe từng đợt sấm mùa xuân, đối với âm vật tào ấy mà nói, thực sự như là chống đòi mạng, càng là những cửa ải gian nan. Bởi vậy có thể thấy được, nếu nói là người không dễ, thành quỷ cũng không tính là dễ dàng. Ngoài bốn vị tâm phúc đại tướng phủ đệ đại thủy thì đều là khách nhân tới nhà chúc mừng. Người mà nam tử áo bào xanh thuận mắt nhất đương nhiên là văn hào đại danh đỉnh đỉnh hôm nay. Năm đó chỉ là tú tài nghèo kết hủ lậu, không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Đáng tiếc người này thực sự không có tố chất làm quan, cho dù có hắn là vị thủy thần lão gia này nâng đỡ giúp đỡ, vẫn chỉ là đến lục phẩm ngoan ngôn quan thì không lăn lộn tiếp được nữa, cuối cùng dứt khoát đối ngoại tuyên bố từ quan quy ẩn, ở trong vùng sơn giã Hạ Châu phương Bắc Hoàng Đình Quốc xây dựng một phủ đệ xa hoa, làm tể tướng núi rừng, tiêu diêu tự tại. Sau khi từ quan, trải qua hơn 20 năm kinh doanh, đã được coi là tông chủ nhã nhặn sĩ lâm phương Bắc Hoàng Đình Quốc, luôn cổ suý tạo thế cho thủy thần Hàn Thực Giang. Chỉ là thi từ về Hàn Thực Giang đã nhiều tới hơn 20 bài, cách mỗi 30 năm sẽ có thời lượng văn nhân nhà thơ ở trên Hàn Thực Giang cử hành hội thơ, vung tiền như rác, rượu ngon món ngon, khôi hoa mỹ tỷ, tận hết sức phong lưu của kẻ sĩ. Về phần con trai văn hào ở triều đình Hoàng Đình Quốc một đường thăng quan, cháu nội căn cốt thường thường, trở thành người tu hành, không có ai muốn nghiên cứu sâu, hoặc là nói cũng không có gan đi truy hỏi tới tận cùng. Vị tông chủ văn đàn tự xưng là Hoàng lão đạo nhân này lúc này đang cùng với Biệt Giá đại nhân trò chuyện vui vẻ cởi mở. Biệt Giá là cái ghế số 3 trên danh nghĩa của một châu, cái ghế số 1 đương nhiên là thứ sử, sau đó là tướng quân đóng ở địa phương, tay nắm binh quyền. Hoàng Đình Quốc võ tướng yếu thế, ở trên triều đình trọng văn khinh võ,
cho nên quan uy của biệt giá thường thường vượt trên tướng quân ở một châu. Ý nghĩa tồn tại của biệt giá càng nhiều hơn vẫn là để hoàng đế dùng để cản tay, kiềm chế thứ sử. Lúc này mọi người theo bản năng dừng nói chuyện, quay đầu nhìn phía cửa, chỉ thấy nam tử mặc giáp, hai má mặc hai lọn râu dài sải bước đi vào trong sảnh. Ông quyền cười nói: "Hồi bẩm lão gia, tán tù không biết trời cao đất rộng kia đã chết, đầu bị ta tự mình bẻ gãy, tuyệt không có gì ngoài ý muốn." Nam tử áo bào xanh liếc qua về mặt lão nhân đầu bạc ở dưới sảnh, phát hiện nam tử khôi ngô lưng cắm đoàn kích muốn nói lại thôi, liền cười nói: "Có dám thì đánh đi." Người này chính là nam tử thông qua giếng cũ đi hướng khách sạn Thu Lôi. Bản tôn là một con cá chép màu đỏ. Hắn nhếch miệng vui vẻ nói: "Tán tu trẻ tuổi đó trước khi chết ném ra một số lời đồn tệ hại, có của lão già ngươi, còn có một số quyền quý ở trong quận thành. Đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là quận thủ họ Ngụy kia. Rất khó nghe, tổ tông 18 đời đều tới lui mắng vài lần. Nếu không phải ta ra tay nhanh, chỉ sợ chuyện của gã họ Ngụy kia lúc nhỏ đã phải từng tè dầm hay không đều đã bị người này nói ra hết rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai trong quận thành sẽ có dư luận xôn xao, tất cả đều là trò cười của Ngụy quân thủ." Nam tử áo bào xanh rõ ràng có chút ngạc nhiên. "Ồ." Yêu tình cá chép khôi ngô đang muốn nói chuyện, nam tử áo bào xanh khoát tay ra hiệu hắn nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, đừng có nói nhảm. Người trước chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn tên nam tử bộ dáng văn sĩ kia, người sau mỉm cười gật đầu, ý bảo an tâm một chút, chớ nóng. Hắn từ khôi ngô lúc này mới buông tay ra chân, ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn. Nghe được tin tức tán tù chết bất đắc kỳ tử ở trong quận thành, nơi đây có một người trẻ tuổi thần sắc có bệnh, lập tức che giấu được ý nghĩ cười thoải mái của mình, liên tiếp rót rượu uống sảng khoái. Trong quận thành, quận thủ họ Ngụy ý chí tinh thần sa sút, tán tu trẻ tuổi chết không toàn thây. Trong phủ đệ Đại Thủy, chủ khách đều vui, đối lập rõ rệt. Nam tử áo bào xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vị chính thần Hàn Thực Giang này ánh mắt âm trầm. Có một vị thiếu niên áo trắng ngọc thụ lâm phong lặng yên không một tiếng động đứng ngoài cửa, đang đưa tay vỗ áo búng đi một ít giọt nước. Cuối cùng thiếu niên đi một bước vượt qua bậc cửa cao lớn, nhìn xung quanh cợt nhả nói: "Người không ra người, quỷ không ra quỷ, thần không ra thần, kỳ kỳ quái quái, thật là kỳ quái." Phá hết bầu không khí, thiếu niên áo trắng đột ngột xuất hiện thực sự là không đúng lúc. Khách nhân đang ngồi ở đều hạng người tâm tư nhanh nhạy, nhanh chóng đánh giá qua sắc mặt khó coi của nam tử áo bào xanh, trong lòng hiểu rõ, sau đó quay đầu nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên kia đều cực kỳ nghiền ngẫm. Ở địa giới Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc, sơn thủy khó phân, ai không để mặt Đại Thủy tấm phù biển chữ vàng này? Thế mà có người dám đập tiệm thủy thần Hàn Thực Giang, hơn nữa còn nghênh ngang tới trên địa bàn phù đệ Đại Thủy, quả nhiên là lão thọ tinh ăn tỳ xương, sống lâu không thấy phiền. Nam tử âm nhu ngồi ở ghế trên của thư sinh yếu ớt, lấy thân thể rắn nước tu luyện thành tinh, nhón tay thành hình hoa lan, chậm rãi nhấc lên một ly rượu uống. Đối mặt tên khách không mời mà tới kia, ánh mắt của nam tử nóng rát. Đồng nam đồng nữ, dung nhan tuấn mỹ vẫn luôn là sở thích quán, chỉ là nhịn không được ở trong lòng tiếc hận, thiếu niên trước mắt quá nửa chỉ là có con đường chết. Không để mặt thủy thần lão ra, hắn cũng không dám tự tiện bắt về phủ hưởng dụng, chỉ có thể gửi hy vọng chuyển đi thi thể làm món ăn khuya đêm nay. Giọng nam tử bén nhọn mỉm cười nói: "Rượu trong chén này là kim ngọc dịch riêng của Đại Thủy Hàn Thực Giang ta. Tu sĩ uống một chén ngang với khổ tu 10 ngày ở động thiên phúc địa, phàm nhân mà uống khư bệnh tiêu tai. Còn lại nửa chén, người muốn nếm thử hay không?" Thiếu niên áo trắng kia bước qua bờ cửa, không tiếp tục đi lên nữa. Sau khi đứng tại chỗ, chỉ lo nhìn xung quanh. Đối với vị tinh quái hung danh hiển hách này, căn bản là không thèm nhìn. Nam tử âm nhu giận quá hóa cười, phun ra cái đầu lưỡi trời sinh thật dài, liếm liếm khóe miệng, cuối cùng cười hề hề: "Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt ư? Chết đi." Cổ tay quán run lên, nửa chén rượu màu vàng tươi hắt ra, rượu bắt mắt ở không trung đầu tiên là chợt dừng lại trên không, sau đó phân tán ra từng chút một, mấy chục giọt rượu cùng nhau xé lao gió lao đi, lao thẳng tới thiếu niên áo trắng, tốc độ mau hơn mũi tên trong vòng trăm bước,
vang lên một chuỗi tiếng xe gió ong ong, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nếu là không kịp né tránh, thiếu niên áo trắng kia tất nhiên sẽ bị thùng chi chít lỗ ở trên người. Bằng vào một chiêu thần thông ngự thủy này, đã khiến cho một ít luyện khí sĩ lứa trẻ đang ngồi cảm thấy kinh hãi từ đáy lòng. Hầu như mọi người đều cảm thấy đại cục đã định. Vị lão nhân tóc trắng xóa kia cũng không ngoại lệ. Sau khi lão nhân nhìn thấy thiếu niên lần đầu tiên, ở trong mắt đã lộ ra kinh ngạc, chỉ là rất nhanh nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe còn mới sinh không sợ hồ, nhưng đại thủy phủ đầm rồng hang hồ này, nào phải người nói đến là đến, nói đi là có thể đi. Đáng tiếc lãng phí dung mạo khí độ này. Phương Bắc Bảo Bình Châu đã biết tòa miếu đường nhỏ này của Hoàng Đình Quốc. Hồng thị hoàng đế khoa cử chọn người tài, cần trước xem chữ viết có đẹp hay không, sau mới xem đến nội dung văn chương viết được hay không. Hai thứ này đều là không thể. Như vậy chuyện mấu chốt nhất đã tới, bệ hạ sẽ xem trọng cử nhân thi đình, ai tướng mạo đường đường chính chính, anh tuấn tiêu sái nhất. Lão nhân lúc trước ở trên đường cái quận thành đã sớm thấy được thiếu niên áo trắng trong đội ngũ du học. Lão nhân hơi thông tướng thuật cổ đạo môn, nhìn thiếu niên áo trắng kia, xem khí tượng quán, hắn chỉ là túi gia ưu tú mà thôi, xa xa không bằng một người khác bên cạnh thiếu niên lúc ấy đứng ở cái sọt. Thiếu niên áo xám xanh, khuôn mặt trầm tĩnh kia mới là mỹ ngọc tu đạo hàng thực giá thực. Lão già không nhìn thiếu niên kết cục nhất định thê lương đó nữa, quay đầu nhìn sang một vị tu sĩ trẻ tuổi hiểu rõ đối diện, ánh mắt lão nhân tràn đầy lo lắng. Người sau sâu sắc phát hiện ánh mắt sư môn trường bối hơi lùi bước, chỉ là rất nhanh đã nghĩ tới mình đã tìm được chỗ dựa lớn nhất thực sự, nay đã khác xưa, liền thẳng sống lưng, còn thản nhiên cười giơ lên một chén rượu. Lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười, coi như không thấy. Lão nhân tu dưỡng tốt, nhưng hai người trẻ tuổi bên cạnh lão thấy một màn như vậy thì lập tức phẫn uất không thôi, trợn mắt đối với tên phản đồ sư môn đắc ý vinh váo kia. Tu sĩ linh vận phái một mình một người ngồi ở đối diện, chính là đầu sỏ gây nên trận sóng gió lúc trước. Ở cuối thảm án diệt cả nhà người ta, hắn bị tán tu đi ngang qua gặp được. Hắn ở trong nội môn đệ tử của linh vận phái, tư chất thường thường, càng không có sở trường sát phạt, chống lại tán tu tinh thông đơn đấu chém giết, không thể địch lại, liền hòa tốc trốn vào trong thành. Sau đó còn nhàn hạ thoải mái, khoan thai ở lại khách sạn Thu Lôi kia, trong đó nhắm chừng có ý đồ lấy khách sạn cùng với Lưu phu nhân làm bùa hộ mệnh. Sau khi bị tán tu tra ra hành tung, tán tu trợ nghĩa làm việc này, cho dù mạo hiểm bị khách sạn Thu Lôi coi là kẻ địch thì vẫn cố ý xâm nhập đánh nhau to, tái chiến một trận với tu sĩ linh vận có xuất thần tốt kia. Kết quả đập nát bức ảnh bích ánh trăng kia không nói, còn bị tu sĩ linh vận phái cố ý dẫn về phố phường ngõ ngách phụ cận. Người sau pháp bảo pháp thuật vung loạn một phen, thương tổn tới dân chúng vô tội không dưới 20 người. Đây cho là hào phiệt quận thành lấy cái cớ quan phủ tạo áp lực. Tán tu bị nhận định là gây hấn trước, đánh giết nói sau. Về phần ẩn tình như thế nào, người cũng đã chết, không ai lộ ra. Mặc dù có một chút tin đồn, đó cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ mà thôi. Các tán tu giã tu không muốn bị quan phủ ghi lại trong danh sách, luôn luôn không được các quốc gia đối đãi tốt. Thật ra cũng không dám coi là chuột chạy qua đường, ai hô cũng đánh, nhưng đều hy vọng ngưỡng mộ mà nhìn từ xa, tuyệt đối đừng có đến đánh địa người ta dưng oai quấy rối. Đám bèo không rẽ này một khi nổi lên xung đột với địa đầu xà, chỉ cần không phải là dòng qua sông tu vi thông thiên, triều đình quan phủ cùng với thế lực giang hồ địa phương khẳng định lựa chọn nghiêng về phía người quen. Tu sĩ trẻ tuổi trên trình độ rất lớn, tương đương phản bội sư môn, lúc này nhìn thấy vị trưởng bối sư môn của mình ban đầu cực kỳ kính sợ kia cũng không cảm kích. Tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười, ngửa đầu một ngụm uống hết hơi phân nửa chén rượu, sau khi lau khóe miệng, cúi đầu khoái ý cười nói: lão tử ở linh vận phái cho dù khổ tu trăm năm cũng không có hy vọng chen chân ngũ cảnh, hôm nay được thủy thần lão già coi trọng gia tăng, đại đạo có hy vọng, cho nên lão tử từ lần đầu tiên nhìn thấy vị quân sư kia đã hạ quyết tâm phải tự lập môn hộ. Cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, còn để ý chút thanh danh sư môn không tác dụng đó làm gì, có thể đem làm cơm ăn sao? Cho dù có thể đem làm cơm ăn lại như thế nào, lão tử ta từ trước tới nay không được ăn miếng đầu, chỉ là cơm tàn canh lạnh, các ngươi những kẻ này để sót lại mà thôi. Mình xin phép dừng tập này đây nhé. Mỗi một tập kiếm like thì nó khá là khó hiểu, rất mong các bạn ấy nghe lại những tập cũ, bởi vì
mình đọc nó thời gian nó không được liền ấy. Nên các bạn hy vọng các bạn có thể nghe lại những tập cũ và để chúng ta có thể liền mạch hơn nội dung nha. Sorry các bạn vì vấn đề đó. Xin chào mọi người.